Chương 521 soạt. Trên mặt đất, hai gã vương giả loài người và cả bốn tên cường giả ngoại tộc đều đồng thời ra tay, bọn chúng tập trung ra một chùm sáng năng lượng đáng sợ, cùng nhau đánh về phía Sở Phong đang ở trên không trung. Thế nhưng, tất cả có vẻ vẫn muộn mất một nhịp, Sở Phong vọt lên trên không hơn 800 mét, mạnh mẽ chiến đấu với Khổng Tước Vương. Đồng thời, hắn cũng không để cho đối phương có cơ hội đánh trả, tay còn lại chuyển chùy sấm sét tử kim, đánh về phía Khổng Tước Vương, ánh sáng sấm sét cực kỳ khủng bố đáng sợ lao tới, con, đột nhiên, trong tay Khổng Tước Vương xuất hiện một cái gương đồng, chỉ dài bằng lòng bàn tay, vẻ ngoài trông có vẻ rất cổ điển, hắn ta nhanh chóng xoay tay cầm gương đồng, chặn lại chùy sấm sét tử kim. Soạt, một phần sấm sét bị gương đồng cổ ngăn lại, còn một phần khác thì bị nó hấp thu khiến cho chiếc gương tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sở Phong ngạc nhiên, thật quỷ dị, một mặt kính kim loại lại có thể hóa giải sấm sét của hắn. Sở Phong biết, đây nhất định là pháp khí cổ đại, nhưng dù vậy trên thế gian này cũng có cực kỳ ít pháp khí có thể đối kháng lại được với cây trùy sấm xét tử kim của hắn, một món vũ khí mạnh mẽ như vậy mà khổng tước vương lại nắm giữ một cái, đùng, quyền ấn của hai người giao nhau, không hề kiêng nể mà nhanh chóng va chạm rồi nổ tung ở trên bầu trời. ầm ầm, cuối cùng khổng tước vương giang rộng đôi cánh, hóa thành bản thể, trong khi sở phong còn chưa kịp phản ứng thì lập tức vượt qua bầu trời mà chạy trốn mất dạng. giữa bầu trời có lông vũ rơi xuống, còn có cả máu rớt ra đây đều là của khổng tước vương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước, nó đã bị vũ khí laser làm cho bị thương nặng, ngực có cái lỗ hổng lớn, vừa nãy khi giao đấu với sở phong, vết thương của nó lại bị nứt toạc ra. Khổng tước vương bỏ chạy, một câu cũng không thốt lên, nó cứ thế đang chiến đấu giang cánh mà đi. Điều này thật sự nằm ngoài dữ liệu của mọi người, trong lòng mấy vương giả khác ở trên mặt đất đều lo lắng không yên. Soạt, laser trồng chất lên nhau hướng về phía khổng tước vương bay mất, thế nhưng nó đã chạy thoát từ sớm, bởi vì chỉ cần rời khỏi phạm vi của cọc khóa rồng là cảm giác cảm ứng nguy hiểm thần kỳ của nó liền quay trở lại. Hắn ta đi rồi thì thôi, không có gì ghê gớm hết, ta sẽ giết chết ngươi, sở phong. Cường giải ba mắt kiền Việt của hải tộc lạnh giọng nói. Đùng. Đúng vào lúc này, sở phong bay xuống với tốc độ cực nhanh, sau khi đáp xuống đất thì mặt đất lập tức nứt toạc toàn diện. Trong chớp mắt khi sở phong rơi xuống đất, hắn cũng không vội đi giết cường giả ba mắt của hải tộc, mà là nhìn chằm chằm hai gã vương giả của nhân loại, trực tiếp đi tới giết bọn chúng. Ở trước mặt ta sao có thể để cho ngươi dương oai? Kiên Việt gào to, xông về phía trước, ngăn cản sở phong. Cút, ngươi thì tính là thứ gì? Ta muốn giết ai, ngươi cản được sao? Sở phong gào to, hào quang quanh người tỏa sáng trói lọi, nâng quyền lên đánh kiền Việt. Ẩm. Ừ. Hào quang trói mắt, hai đại cường giả va chạm với nhau, nhưng sở phong lại vọt qua kiền việt cứ như vậy hướng nơi hai gã vương giả nhân loại đang đứng sắc mặt kiền việt tái xanh quát lên ngươi dám hai gã vương giả nhân loại xoay người muốn chạy hơn nữa hai gã này còn trốn về hai hướng khác nhau ầm ầm sở phong vung cây chùy sấm xét tử kim lên trực tiếp bùng nổ ra một chùm sáng khủng bố bắn trúng một người trong đó khiến cho hắn ta bay lên ngang trời toàn thân đều là điện quang bao phủ phốc một giây sau sở phong vọt tới ở giữa không trung đập một quyền làm nổ tung nửa người bên dưới của tên kia thanh phi kiếm đỏ đậm quay xung quanh thân thể hắn ở gần đó cũng chém tới trực tiếp cắt đứt hai tay của người này sở phong không có lấy tính mạng của gã này hắn muốn giữ lại người sống cũng phải bảo đảm gã ta không có cách nào di chuyển và chạy thoát dự định sau khi cuộc đại chiến kết thúc mới đến điều tra xem gã ta là do nhà tài phiệt lớn nào phái tới ầm um, sở phong nhằm phía một hướng khác đuổi theo gã vương giả nhân loại còn lại đang chạy trốn một đòn nặng nề giáng xuống khiến cho nửa người dưới của gã ta đứt rời không thể chạy trốn được nữa. Trong quá trình này, hai gã vương giả loài người đều có ý muốn phản kháng, nhưng cũng chỉ vô dụng, cả hai hoàn toàn không phải đối thủ của Sở, tất cả đều nhận được kết quả là ngã trong vũng máu. "Ngươi dám?" Kiền Việt hét lớn, hắn ta vô cùng giận dữ, cứ như thế chỉ trong chốc lát mà thôi, Sở Phong đã ra tay liên tiếp phế bỏ hai người mà Kiền Việt muốn bảo vệ. "Có cái gì không dám, giờ mới đến lượt ngươi?" sở phong quay đầu lại nâng quyền lên đánh về phía cường giả ba mắt của hải tộc nói bồ tát qua sông bản thân còn khó bảo toàn ngươi còn dám ngông cuồng như vậy hôm nay ta phải giết ngươi để cho tên khổng tước vương trốn thoát đã khiến sở phong cực kỳ tức giận hắn quyết tâm giữ lại mạng của tất cả những người khác ở nơi này vĩnh viễn ngươi dám động vào người mà ta muốn bảo vệ đúng là đi tìm chết cường giải tuổi trẻ ba mắt kiền việt của hải tộc ánh mắt lạnh lẽo con mắt nằm dọc ở trên trán của hắn ta trong lúc đóng mở cứ như là một con chân long đang ngủ đông chuẩn bị thức tỉnh, muốn lập tức xuất thế, tuôn ra khí thế rất khủng bố. Chỉ là hai tên loài người bại hoại mà thôi, ta đã chém chúng rồi ngươi còn có thể làm sao? Còn nữa, ngươi thì tính là cái thứ gì? Sở phong trực tiếp đánh tới, nắm đấm của hắn giờ đây tỏa ra ánh sáng hoàng kim, sức nghiền ép khiến cho hư không cũng phải run rẩy rừng núi xung quanh như muốn nổ tung, sóng năng lượng loại này quả thực là quá mức khủng bố. Đồng thời, trên người hắn cũng đang phát sáng, toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều tỏa ra áng vàng, hắn ta lúc này nhìn cứ như một mặt trời lớn màu vàng chói lóa óng anh đến độ khiến người trói mắt cường dài ba mắt kiền việt của hải tộc thì lại bạo phát ra ánh sáng màu tím cao ngất trời hắn ta không hề tránh né sở phong trực diện nghênh chiến lẽ ra ta chỉ cần một cái tát liền có thể đập tên sâu bọ là người chẳng qua chỉ là không cẩn thận để ngươi đắc thế một chút còn sâu bọ như ngươi thế mà lại dám uy hiếp đến một cường giả tuyệt thế đã đột phá sáu đạo gông xiềng ha hôm nay ta dù cho có phải hao hết tâm lực cũng nhất quyết phải giết chết ngươi lời nói của kiền việt trầm thấp hắn ta đột nhiên ngẩng đầu mái tóc dài màu tím đang phát ra ánh sáng trong suốt xóa ra bay phấp phới khuôn mặt hắn ta anh tuấn dị thường bên trên còn mang theo sát cơ uy nghiêm đáng sợ hai mắt lạnh lẽo thấu xương mà con mắt dọc trên ấn đường thì lại như thần mang lóng lánh tỏa ra một loại khí chất yêu dị thân thể hắn thẳng đứng mỗi một bước hắn ta bước lên núi rừng xung quanh cứ như đang rút lui thật nhanh về phía sau đất đai đều thu nhỏ lại chớp mắt một cái hắn ta đã đến gần sát sở phong đón nhận đòn đánh từ kẻ mà trước kia không lọt nổi vào trong mắt của hắn dù chỉ một phân ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé thế nhưng cái tên nhân loại này bây giờ đã không còn là tên nhãi nhép yếu kém mà hắn ta lại có thể tiếp tục coi thường ầm um, hai quyền trực tiếp giao nhau thân ảnh hai người đụng vào nhau không một ai nghiêng mình tránh né cả hai đều cứng rắn chống đỡ lại người kia so xem một chút ai mạnh ai yếu một quyền này ra xung quanh giống như trời long đất lở quỷ khóc sói gào. Mảnh núi rừng này lập tức nhanh chóng sụp đổ, dưới hai ánh sáng chói mắt va chạm, ánh sáng năng lượng hết sức kinh khủng bao trùm toàn bộ mảnh rừng núi này, tất cả cỏ dại, cổ thụ hay đá tảng đều như là băng tuyết gặp phải núi lửa phun trào, toàn bộ đều bị hun cho nóng chảy, hóa thành cho tàn. Ầm ầm ầm. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, hai đại cao thủ chém giết kịch liệt, hàng chục hàng trăm lần va chạm vào nhau, đem ra toàn bộ sức mạnh quyết đấu. Sở Phong triển khai hình ý quyền hình hạc, phiêu giật mà lại ác liệt, quanh thân tỏa ra hào quang rực rỡ, cứ như một con hạc thần kỳ kiêu ngạo mà lao tới, khi cả hai tay hắn cùng triển khai liền tạo nên một lực công kích đáng sợ. Soạt, giống như bạch hạc lưỡng hai tay xí, Sở Phong bạo phát ra ánh sáng rừng rực kinh người, cánh tay như đao sắc, đi kèm hào quang lạnh lẽo, suýt nữa đã chém trúng cổ của Kiền Viện. Có điều, đòn đánh này lại bị cắt đứt bởi một sợi tóc màu tím của Kiền Viện, đi kèm với trận chiến của hai người là những cơn gió mạnh khắp nơi đất đá bay là tả, ở trên bầu trời là hai luồng sáng chói mắt va chạm kịch liệt, đất đá ở dưới lại bị năng lượng cắn nát, như bụi tung bay. Kiên Việt cả kinh, cái tên nhân loại này thực sự là quá khó giải quyết, quyền pháp thân thể của tên này vô cùng đáng sợ. Hắn cảm nhận được sở phong đã luyện tập đến một giai đoạn, đủ để trở thành cường địch với hắn ta. Hơn nữa, chuyện khiến cho hắn ta chấn động chính là, đối phương mới chỉ đột phá năm đạo gông xiềng, hắn ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể cái tên nhân loại này có năm mặt trời nhỏ giống như cội nguồn năng lượng đang phát sáng, đáng lẽ ra Sở Phong nên kém hắn một cấp độ mới đúng, vậy mà, trên thực tế Sở Phong lại có thể đối đầu ngang bằng với hắn ta. Lúc này, thân pháp của Sở Phong cũng bắt đầu thay đổi, hắn không tiếp tục phiêu giật mà lại trở nên hung mãnh điên cuồng, cứ như một con thái cổ hung hổ đang xuất thế, hết sức hung hăng. Ánh sáng trên thân thể của hắn càng ngày càng trói mắt, tay ra nhanh như điện, nắm tay hổ ấn, tấn công cực kỳ nhanh, không có lấy một tiếng gào thét, thế nhưng chính cơ thể của hắn lại cứ như phát ra một tiếng hổ gầm. Đây là hình ý quyền hình hổ, thuận theo việc hắn thư giãn toàn thân, ý vị của thái cổ hung hổ tự nhiên bộc phát ra, có thể nhìn thấy ở sau người hắn ta hiện lên một cảnh tượng kỳ dị. Đó là một con hổ giữ màu đen, ở giữa tinh không nhảy lên cao như muốn tiêu diệt tinh hà. Ẩm! sức mạnh trí cương trí cường, đi kèm với tấn công của sở phong, tim của cường giả ba mắt của hài tộc bị chấn động đến độ đập thình thịch, hắn ta lào đảo rút lui về phía sau. Dưới sức mạnh bá đạo do Sở Phong đánh tới, Kiên Việt vậy mà lại lựa chọn né tránh mũi nhọn. Quả nhiên là cũng có chút thành tựu, sớm biết như vậy, lần trước ta đã không nhờ Hắc Đẳng đang bị trọng thương tới giết ngươi, mà đã trực tiếp lên đường tìm ngươi, rút gần lột ra ngươi ra." Kiên Việt lạnh giọng nói, càng nghĩ càng hối hận, lúc đó hắn ta thật nên tự mình lên đường, trực tiếp xóa bỏ cái tên nhân loại này. Sở Phong nghe vậy cả khuôn mặt liền chìm xuống, mấy lời kia thực sự đã làm cho hắn tức giận, vô duyên vô cớ lại bị đĩa bay của đối phương truy sát sau đó liền gặp phải hắc đằng tập kích đuổi đánh không ngừng, cả hai lần đó đều hại hắn thiếu chút nữa là chết đi. Cái tên cường giả ba mắt của hài tộc này thế mà lại còn dám nhắc về chuyện ấy, thậm chí còn bày ra một bộ dáng rất oán giận, thật là khiến cho sở phong giận tím mặt. Quái vật ba mắt, ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao, ngươi đã nhiều lần mạo phạm ta, thật muốn chết. Sở phong gào to. Âm thanh đùng đùng không dứt bên tai, cột xương sống của hắn giống như một con rồng lớn, bạo phát ra sóng năng lượng cực lớn, nơi đó cứ như có một con chân long đang ngủ say hắn phát ra hình ý quyền hình rồng toàn bộ thân thể triển khai nơi xương cột sống là điểm phát lực mấu chốt lớn rồng phục sinh sau giấc ngủ đông tỉnh dậy khiến cho năng lượng trong thân thể của hắn tăng vọt xương cột sống của sở phong là hình rồng hai tay nắm ấn hình hổ hắn càng ngày càng điên cuồng thời khắc này hắn đang tỏa ra một khí thế vô cùng nguy hiểm ầm ầm sau khi cột sống của hắn bạo phát ra ánh sáng thần thánh năng lượng một đường chảy xuôi theo cơ thể Lan tràn hướng về tay trái, hóa thành đầu rồng, phóng thích ra khí thế khủng bố khiếp người. Mà tay phải của hắn cùng thân thể và những bộ vị khác vẫn là hình ý quyền hình hổ. Long hình, hổ hình cùng nhau xuất hiện, hết sức hài hòa. Trong miệng hắn không có phát ra âm thanh, thân thể lại cứ như đang gầm thét, tựa như rồng ngâm hổ gầm, chấn động toàn bộ núi đá xung quanh. Đây là một trong những tuyệt chiêu của 12 hình thái bên trong hình ý quyền, Long hổ tranh đoạt. Ầm ầm ầm. Tay trái sở phong là ấn hình rồng. Tay phải là ấn hình hổ, cứ thế liên tiếp đấm ra liên tục, cái cảnh tượng kia quả là đáng sợ, ánh sáng thần thánh cuồn cuộn xung quanh, vậy mà lại có thể nhìn thấy rõ ràng, tay trái hắn lao ra một con chân long, tay phải lại nhảy ra một con thái cổ hung hổ, hai con vật như đang cùng nhau tranh giành, hướng về phía trước đánh giết. Toàn bộ đất trời nơi này đều rung chuyển, cũng đang phải cảm nhận một luồng năng lượng khủng bố chấn động đến muốn nổ tung. Xung quanh, có vài viên đá tảng mấy vạn cân đang xoay tròn, chúng theo gió lốc bay lên trời cao, sau đó nổ tung. Kiên Việt lấy ra xong trưởng đón đỡ đòn đánh này, nhưng hắn ta lại hết sức bị động, một đường lào đảo lùi về sau mấy bước, cuối cùng trong miệng còn ho ra máu, đỏ sẫm một mảnh. Hắn ta đã bị thương, dưới sát chiêu rồng hổ tranh đoạt loại này hắn như bị áp chế đến không còn cách nào khác chỉ có thể bại lui. Hắn ta cảm thấy như mình bị một luồng ánh sáng rực rỡ hừng hực nhấn chìm, cảm thấy hai con rồng và hổ hiện hình ra không ngừng hướng về phía hắn vô giết. Ẩm! Thậm chí đến cuối cùng, hắn ta còn bị đánh bay lên, bay ngang qua núi rừng. Sở Phong tiếp tục truy kích, hai chân đạp xuống nền đất, lăng không mà lên, lập tức nhảy xa tới 500 mét, khi đi được 1.000 mét, hắn đuổi kịp tên cường giả ba mắt của hài tộc kia, lập tức lần thứ hai nâng quyền tới đánh giết. Ta đã chịu đựng ngươi đủ lâu, tên nhãi nhép chết tiệt. Kiền Việt âm lãnh nói. Xèo. Con mắt dọc ở trên trán của hắn ta đột ngột mở to, vụt ra ánh sáng lờ mờ nhật nguyện, có chút đỏ ao, lại mang theo sương mù màu tím với sát cơ vô hạn, bay thẳng về phía Sở Phong ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khoảng cách quá gần, sở phong có chút phòng bị không kịp. Hắn phủ một tiếng nhảy ra xa nhưng bả vai vẫn bị thương, nơi bả vai sở phong bắn ra máu tươi. Nếu đến gần nhìn kỹ, có thể thấy một đạo vết thương đáng sợ xuất hiện ở trên ấy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, áng vàng toàn thân sở phong lưu thông nhanh chóng. Bùng nổ ra một vòng xoáy năng lượng lớn, ngăn trở loại ánh sáng màu tím mang đỏ nhạt này. Chết đi! Kiên Việt hét lớn, trong lúc ấn đường đóng mở, thần mang bắn ra từng đường, liên tiếp không ngừng, không gì không xuyên thủng, lực công kích quả thật đáng sợ. Ừm, hai người chém giết tới phụ cận núi nhỏ nơi, trong quá trình Sở Phong tránh né, một tòa núi nhỏ phía sau hắn bị thần mang bắn trúng, đầu tiên là bị xuyên thủng, mà sau đó toàn bộ đỉnh núi liền nổ tung. Người ngoài nhìn vào quả thật là sức mạnh đáng sợ. Phốc, rốt cục, Sở Phong vẫn không tránh thoát được một đạo chùm sáng đỏ đậm mang màu tím từ con mắt dọc của đối phương lao tới, xuyên thủng cánh tay của hắn, khiến cho máu tươi bắn lên. Giờ chết của ngươi đến. Kiền Việt quát lên một tiếng. Ngươi nói thật nhiều. Sở phong trào phúng. Đồng thời cánh tay của hắn nơi đó nhẹ nhàng run run. Máu tươi không tiếp tục trào ra nữa, vết thương cũng nhanh chóng khép kín lại, chỉ chốc lát sau đã khỏi hẳn. Đây là... Con ngươi của cường giả ba mắt của hải tộc có rút lại, đây là năng lực gì? khả năng khôi phục quá nhanh, thật sự khiến cho kiền Việt hắn ta hãi hùng khiếp vía. Đột phá đạo gông xiềng thứ năm giam cầm trái tim, sở phong ngoại trừ tinh lực cuồn cuộn cùng sức mạnh cũng tăng vọt, còn thu được năng lực hồi phục hiếm có mà lại khủng bố nhất thế gian. Phốc phốc, người đàn ông ba mắt cứ như phát điên, ấn đường không ngừng lấp lóe, cái trùng sáng kia một đường lại một đường bay ra liên tục, nhanh đến kinh người, thân thể sở phong lần thứ hai cảm nhận đau đớn bị xuyên qua, hắn bị đánh trúng hai cỗ, bên trong lỗ thủng còn có máu tươi cuồn cuộn chảy ra nhưng mà chỉ sau một khắc, vết thương liền tự mình nhúc nhích động đậy, nhanh chóng khép kín, da non nhanh chóng phủ lên, nhìn vào quả thật kinh người. Chuyện này thật làm người kinh ngạc, phải biết, mới chỉ vừa nãy thôi, chùm sáng bắn ra từ nơi ấn đường của tên cường giả ba mắt của hải tộc kia đã khiến cả một tòa núi nhỏ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Vậy mà sở thân thể máu thịt của Phong lại có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Dù vậy, sở Phong cũng không thể không cảm thán, Tên cường giả bá mắt của hải tộc này thực sự cứng cỏi quá đáng, so với hắc đằng còn lợi hại hơn. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót, hôm nay ta nhất định chém chết ngươi. Kiền Việt rít gào, mái tóc dài màu tím phấp phới trong gió lốc, khí tức càng ngày càng ép người. Thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi sao? Sở Phong cười lạnh nói, ta chỉ là muốn mượn tay ngươi mài dũa quyền pháp của ta mà thôi. ầm. Ừ. Sau một khắc, Sở Phong giơ tay trái lên, hắn không có sử dụng tử kim sấm xét truy mà chỉ là dựa vào lòng bàn tay phát sáng, phóng thích ra sấm sét hướng về kiền Việt bổ tới. Giống như những chùm sáng của kiền Việt, chùm sấm sét công kích này có tốc độ cực nhanh, khó có thể tránh né. Răng rắc, chớp giật đan dệt, kiền Việt bị sét đánh trúng, thân thể lào đảo một cái, nơi đầu vai đã bị cháy đen, mái tóc bị cháy xém toán loạn, lạnh lùng nói, sâu bọ nhãi nhẹp, thật sự cũng có chút thành tựu, ta chắc chắn sẽ không để mặc ngươi trưởng thành. Sở phong nghe vậy cũng không giận, trái lại chế nhạo nói, Ngươi lớn lên thành cái loại ba mắt dị dạng này, thật còn không cảm thấy ngại đi nói người khác là sâu hay sao? Bản thân ngươi cũng mới tiến hóa không được bao lâu đi, ai biết trước đây ngươi là cái thứ gì đó? Trong lúc nói, Sở Phong cũng không quên bổ ra liên tiếp mấy đạo thiểm điện, đây là thuật hàng yêu của núi Long Hổ, cùng là do hắn ta mở ra năng lực đặc thù dung hợp lại, điện quang đan dệt. Ngươi thì biết cái gì? Chúng ta là thần tộc, từ xưa đã trường tồn, chẳng qua ngươi chỉ là một nhân loại thấp kém cho nên mới không biết mà thôi con mắt dọc của người đàn ông ba mắt phát sáng lấy thần mang đỏ đậm ngăn trở sấm sét giữa không trung nhất thời va chạm ra khí thế khốc liệt ầm ầm sở phong triển khai sử dụng hình ý quyền càng ngày càng đáng sợ hắn đây là đang mượn tay kẻ địch để tự mài rũa chính mình muốn đem quyền pháp của bản thân đẩy lên một đỉnh cao mới hắn ta không tiếp tục sử dụng sấm sét ở xung quanh hắn hiện ra long hình hổ hình diều hâu hình hạc hình gấu hình trông rất sống động đều là từ năng lượng thân thể năm loại hình thái xoay tròn quay chung quanh hắn ta, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành màn ánh sáng năng lượng, giống như một cái chung lớn, đem hắn ta bao bọc lại ở phía dưới. Ở bên ngoài cơ thể hắn, đi kèm âm thanh rồng ngâm hổ gầm là âm thanh của diều hâu và hạc, có cả tiếng lớn gấu rít gào, đều là do hắn triển khai hình ý quyền tự động phát sinh. Xoạt xoạt xoạt. Người đàn ông ba mắt một mặt vung quyền, một mặt kịch liệt bắn ra chùm sáng từ nơi ấn đường, muốn bắn giết sở phong, còn muốn mãnh liệt hơn hồi nãy. Thời khắc này đột nhiên xảy ra bất chắc, hết thảy chùm sáng kia bắn ra đều bị ngăn cản chặn lại ở bên ngoài cơ thể của Sở Phong. Trong khi đó năm loại hình thái kia của hình ý quyền vẫn đang xoay tròn quanh Sở Phong, chúng hóa thành năng lượng của thân chuông bao phủ toàn bộ bên ngoài thân Sở Phong. Có loại ý nhị vạn pháp bất xâm, tự bản thân Sở Phong khi thấy vậy cũng giật mình. Hắn một đường tìm tòi, tự mình một mình tìm hiểu, mãi đến tận vừa nãy, hắn mới cảm nhận được loại quyền ý này lại có thể hình thành một tầng năng lượng giống như kim trung cháo đây không còn chỉ là 5 loại hình thái hiện lên mà thôi, nếu như có đủ năng lực, đồng thời sử dụng tới 12 loại hình thái vòng quanh thân thể, khiến cho chúng đồng thời lên tiếng, như vậy thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Đó sẽ chân chính sự thật trở thành kim cương bất hoại vạn pháp bất xâm đi. Cong cong, thuận theo việc hắn ta vung quyền, chuông vàng cũng biến hình. Năm loại hình thái thuận theo quyền ấn của hắn ta đồng thời bạo phát hướng về phía trước, âm thanh chuông lớn loáng thoáng xa xôi, như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta cảnh giác, lại khiến người ta tỉnh ngộ. Phốc. Kiền Việt ba mắt, cường già tuổi trẻ của những sinh vật biển sau khi cảm nhận được cú đấm này của Sở Phong miệng liền phun máu, trong cơ thể truyền ra âm thanh gãy vỡ của xương cốt, cả người hắn bay ngang ra ngoài. Trong khi đó xung quanh Sở Phong, năm loại hình thái rồng, hổ, diều hâu, hạc, gấu đồng thời xoay tròn, lại hợp thành hình chuông lớn màu vàng óng, khắc họa lên trên là hình thể năm loại động vật, càng ngày càng óng ánh, sở phong bước lên phía trước, càng ngày càng có ý vị vạn pháp bất xâm, hắn muốn đánh giết cái tên cường giả của hải tộc kia. Con, sở phong cất bước, nhảy một cái chính là xa tận 2000 mét, hắn cảm nhận được chuông lớn vàng óng vẫn luôn bao phủ thân mình không sóc một ly, tiếng chuông vang xa vạn dặm, cảnh tượng kinh người. Kiên Việt bay ngang trời, miệng đều là máu thịt, đầy mắt thấy đã bị sở phong truy kích sát ở phía sau. Sở phong hét lên một tiếng, kèm theo là một quyền ấn đáng sợ, lần lượt hướng về phía trước đánh tới, Ầm, ánh sáng thần thánh cuồn cuộn lao tới, cứ như là đại dương màu vàng óng chập trùng, đi kèm với cú đấm này của Sở Phong, trên chuông lớn màu vàng óng còn khắc rõ hình ảnh năm loại sinh vật, chúng lần thứ hai cùng nhau bay ra, hướng về phía trước mà bổ nhào tới. Rồng hình, hổ hình, diều hâu hình, hạc hình, gấu hình đồng thời hiện lên, có con màu vàng, có con tỏa ra ánh sáng đen, còn có cả cả màu trắng như tuyết, âm thanh rồng ngâm hổ gầm, diều hâu để hạc vang xa khắp trốn, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ầm Kiên Việt lần thứ hai cảm nhận thân mình bị đánh tung, bay lên không trung, máu thịt tung tóe. Lần này hắn ta bay ngược ra xa ngoài ngàn mét, sau khi bay ra xa hơn nghìn mét, hắn bộp một tiếng va vào một ngọn núi, sức va chạm mạnh đến độ khiến núi đá trên năm sẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn ngất trời. Tên nhãi nhép, ngươi thực sự đã khiến cho ta tức giận, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Kiên Việt gào thét, mái tóc màu tím của hắn ta bay lượn, trên thân thể có một màn xương màu tím bốc lên. Ngươi thì tính là thứ gì? Chỉ là một con quái vật ba mắt mà thôi, chắc không phải là do hóa thạch của tam diệp trùng biển tiến hóa lên đó chứ? Sở Phong cười to, giọng điệu đầy chế nhạo. Sở Phong hắn nhìn cái tên cường dài ba mắt của hải tộc này, càng nhìn càng không hợp mắt, hở ra là sâu bọ nhãi nhép, Thật sự nghĩ huyết thống của chính mình cao quý lắm hay sao? ầm, ừ. thân thể Kiền Việt bạo phát ra ánh sáng màu tím, hắn ta bay vút lên trời cao, thân thể của hắn ta không ngừng vang lên những tiếng bùm bùm sau lưng của hắn xuất hiện một cái đuôi, nhìn qua thật giống như đuôi của giao long. Đồng thời, thân thể của hắn cũng lập tức cao lớn lên, nhanh chóng cao lên đến hơn 3 mét, khuôn mặt tuấn Mỹ biến mất hoàn toàn, khắp toàn thân xuất hiện vảy lít nha lít nhít, tỏa ra ánh sáng màu tím lóng lánh. Hắn ta vẫn mang hình người, chỉ có điều, bao trùm toàn thân đều là vảy, bao gồm cả khuôn mặt cũng thế, hơn nữa còn mọc ra thêm một cái đuôi. Ta là con cháu của thần tộc lục địa chìm của châu Âu, gọi ngươi là tên nhãi nhép cũng chẳng có cái gì không đúng năm đó khi bộ tộc của ta còn đang huy hoàng hưng thịnh mấy tên nhân loại nhỏ bé như các ngươi thì tính là cái gì kiên việt gào thét tức giận hắn ta có cảm giác ưu việt và dũng khí trời sinh tuy rằng vừa rồi bị ăn thiệt lớn nhưng hiện tại vẫn còn rất tự phụ lục địa chìm của châu âu tộc nhân trong truyền thuyết atlantis đều là mang cái dáng vẻ như quỷ này của ngươi ta không tin đúng rồi ngươi nói ngươi là con cháu vậy thì khẳng định tổ tiên của ngươi đã cùng chủng tộc khác thông hôn đi để ta đoán một chút xem nào chắc là liên hôn cùng tộc rắn ấy nhỉ. Thật khó xem, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn tự xưng thần tộc, ta cảm thấy chính ngươi cũng chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi, sau này chắc tự xưng là trùng tộc đúng không? Sở phong chế nhạo, người muốn chết, kiền việt khắp người đều là vầy bao phủ, đến cả khuôn mặt cũng có, hắn ta giống to một tiếng, con mắt dọc trên ấn đường phát ra ánh sáng càng thêm dữ dội, hóa thành một chùm ánh sáng màu tím đánh về phía sở phong. Con, chùm sáng to lớn bay tới, suýt nữa đã xuyên thủng chuông lớn màu vàng óng bao phủ bên ngoài cơ thể sở phong vẫn chẳng ra gì sở phong nói hắn ta bước lên phía trước càng ngày càng giống một vị thần chuông lớn màu vàng óng nổ vang phát ra tinh lực tràn ngập đây là năng lượng do hình ý quyền mà hắn triển khai hóa hình thành lúc này hắn so với mặt trời lớn trên đỉnh đầu còn rực rỡ hơn ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía ép lên đằng trước ẩm sau một khắc khí thế kiên việt lại tiếp tục biến hóa mạnh hơn một chút lưng của hắn ta phồng lên ở đằng sau xuất hiện một đôi cánh, khi hắn ta mở rộng cánh ra tất cả đều là vảy dày đặc. Ngươi thực sự là càng ngày càng khó coi, nói ngươi là chủng tộc nhãi nhép thật đúng là oan ức, mấu chốt nhất chính là, ngươi đổi tới đổi lui làm sao còn duy trì hình người. Lát nữa ta làm sao có thể ăn thịt ngươi đây, đi chết đi. Sở phong nổi giận, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, ngang trời mà lên, vô giết hướng về phía trước, quyền ý cuồn cuộn ngất trời, khủng bố vô biên. Màu vàng trung đại lữ nổ vang, chấn động dãy núi này, kiên việt thật sự đã bị tức đến sở phong vừa mở miệng thực sự là kiểu đi tìm chết hơn nữa cái tên nhân loại kia không hiểu ra sao lại đột nhiên tức giận lên nhiều như vậy chỉ vì hắn ta là hình người nên không thể nào nào ăn hắn hắn ta càng nghĩ càng tức giận cường giả ba mắt của hải tộc liên tiếp vung quyền đi kèm là thần mang đỏ nhạt pha chút màu tím phát sinh từ nơi ấn đường dù vậy hắn ta cũng không thể vượt qua thân chuông do hình ý quyền tạo thành kia chỉ có tiếng chuông lớn vang rền xung quanh nơi chiến đấu hắn ta khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, người thế nào cũng sử dụng phương pháp này, cũng đạt được chân truyền của hình ý quyền. Lúc ban đầu chiến đấu, hắn ta vốn chỉ cho rằng sở phong cũng chỉ nắm giữ vài loại hình thái của hình ý quyền mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều, thế như theo thời gian dần trôi, sở phong thể hiện lại khiến cho hắn ta chấn động, đây tuyệt đối là chân truyền pháp thuật cổ xưa nha. Truyền nhân của hình ý quyền không phải bạch y từ thanh sao, làm sao người này cũng là, cũng đủ thú vị, bí mật ẩn giấu của hình ý quyền thật đúng là nhiều. Sở Phong cười to, đến cả chính hắn cũng không nghĩ tới, hình ý quyền sau khi luyện đến một cấp độ nhất định, lại có thể hình thành ra chuông vàng, hộ thể chu toàn. ầm, thuận theo việc hắn ta vung quyền, chuông vàng cũng biến hình, năm loại hình thái thuận theo quyền ấn của hắn ta đồng thời bạo phát hướng về phía trước, âm thanh chuông lớn loáng thoáng xa xôi, như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta cảnh giác, lại khiến người ta tỉnh ngộ. phốc Kiền Việt ba mắt, cường già tuổi trẻ của những sinh vật biển sau khi cảm nhận được cú đấm này của Sở Phong miệng liền phun máu, trong cơ thể truyền ra âm thanh gãy vỡ của xương cốt, cả người hắn bay ngang ra ngoài. Trong khi đó xung quanh Sở Phong, năm loại hình thái rồng, hổ, diều hâu, hạc, gấu đồng thời xoay tròn, lại hợp thành hình chuông lớn màu vàng óng, khắc họa lên trên là hình thể năm loại động vật, càng ngày càng óng ánh, Sở Phong bước lên phía trước, càng ngày càng có ý vị vạn pháp bất xâm, hắn muốn đánh giết cái tên cường giả của hải tộc kia. Con Sở phong cất bước, nhảy một cái chính là xa tận 2.000 mét, hắn cảm nhận được chuông lớn vàng óng vẫn luôn bao phủ thân mình không sóc một ly, tiếng chuông vang xa vạn dặm, cảnh tượng kinh người. Kiên Việt bay ngang trời, miệng đều là máu thịt, đầy mắt thấy đã bị sở phong truy kích sát ở phía sau. Sở phong hét lên một tiếng, kèm theo là một quyền ấn đáng sợ, lần lượt hướng về phía trước đánh tới. ầm, ánh sáng thần thánh cuồn cuộn lao tới, cứ như là đại dương màu vàng óng chập trùng. Đi kèm với cú đấm này của Sở Phong, trên chuông lớn màu vàng óng còn khắc rõ hình ảnh năm loại sinh vật, chúng lần thứ hai cùng nhau bay ra, hướng về phía trước mà bổ nhào tới. Rồng hình, hổ hình, diều hâu hình, hạc hình, gấu hình đồng thời hiện lên, có con màu vàng, có con tỏa ra ánh sáng đen, còn có cả cả màu trắng như tuyết, âm thanh rồng ngâm hổ gầm, diều hâu để hạc vang xa khắp trốn, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ầm. Kiên Việt lần thứ hai cảm nhận thân mình bị đánh tung, bay lên không trung, máu thịt tung tóe lần này hắn ta bay ngược ra xa ngoài ngàn mét, sau khi bay ra xa hơn nghìn mét, hắn bộc một tiếng va vào một ngọn núi, sức va chạm mạnh đến độ khiến núi đá trên năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn ngất trời. Tên nhãi nhép, ngươi thực sự đã khiến cho ta tức giận, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Kiên Việt gào thét, mái tóc màu tím của hắn ta bay lượn, trên thân thể có một màn xương màu tím bốc lên. Ngươi thì tính là thứ gì, chỉ là một con quái vật ba mắt mà thôi, chắc không phải là do hóa thạch của tam diệp trùng biển tiến hóa lên đó chứ sở phong cười to giọng điệu đầy chế nhạo sở phong hắn nhìn cái tên cường dài ba mắt của hải tộc này càng nhìn càng không hợp mắt hở ra là sâu bọ nhãi nhép thật sự nghĩ huyết thống của chính mình cao quý lắm hay sao ầm um, thân thể kiền việt bạo phát ra ánh sáng màu tím hắn ta bay vút lên trời cao thân thể của hắn ta không ngừng vang lên những tiếng bùm bùm sau lưng của hắn xuất hiện một cái đuôi nhìn qua thật giống như đuôi của giao long đồng thời thân thể của hắn cũng lập tức cao lớn lên, nhanh chóng cao lên đến hơn 3 mét, khuôn mặt tuấn Mỹ biến mất hoàn toàn, khắp toàn thân xuất hiện vảy lít nha lít nhít, tỏa ra ánh sáng màu tím lóng lánh. Hắn ta vẫn mang hình người, chỉ có điều, bao trùm toàn thân đều là vảy, bao gồm cả khuôn mặt cũng thế, hơn nữa còn mọc ra thêm một cái đuôi. Ta là con cháu của thần tộc lục địa chìm của châu Âu, gọi ngươi là tên nhãi nhép cũng chẳng có cái gì không đúng, năm đó khi bộ tộc của ta còn đang huy hoàng hưng thịnh mấy tên nhân loại nhỏ bé như các ngươi thì tính là cái gì kiên việt gào thét tức giận hắn ta có cảm giác ưu việt và dũng khí trời sinh tuy rằng vừa rồi bị ăn thiệt lớn nhưng hiện tại vẫn còn rất tự phụ lục địa chìm của châu âu tộc nhân trong truyền thuyết atlantis đều là mang cái dáng vẻ như quỷ này của ngươi ta không tin đúng rồi ngươi nói ngươi là con cháu vậy thì khẳng định tổ tiên của ngươi đã cùng chủng tộc khác thông hôn đi để ta đoán một chút xem nào, chắc là liên hôn cùng tộc rắn ấy nhỉ. Thật khó xem, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn tự xưng thần tộc, ta cảm thấy chính ngươi cũng chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi, sau này chắc tự xưng là trùng tộc đúng không? Sở phong chế nhạo, ngươi muốn chết, kiền việt khắp người đều là vầy bao phủ, đến cả khuôn mặt cũng có, hắn ta giống to một tiếng, con mắt dọc trên ấn đường phát ra ánh sáng càng thêm dữ dội. Hóa thành một chùm ánh sáng màu tím đánh về phía sở phong. Con. Chùm sáng to lớn bay tới, suýt nữa đã xuyên thủng chuông lớn màu vàng óng bao phủ bên ngoài cơ thể sở phong vẫn chẳng ra gì sở phong nói hắn ta bước lên phía trước càng ngày càng giống một vị thần chuông lớn màu vàng óng nổ vang phát ra tinh lực tràn ngập đây là năng lượng do hình ý quyền mà hắn triển khai hóa hình thành lúc này hắn so với mặt trời lớn trên đỉnh đầu còn rực rỡ hơn ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía ép lên đằng trước ầm sau một khắc khí thế kiên việt lại tiếp tục biến hóa mạnh hơn một chút lưng của hắn ta phồng lên ở đằng sau xuất hiện một đôi cánh, khi hắn ta mở rộng cánh ra tất cả đều là vảy dày đặc. Ngươi thực sự là càng ngày càng khó coi, nói ngươi là chủng tộc nhãi nhép thật đúng là oan ức, mấu chốt nhất chính là, ngươi đổi tới đổi lui làm sao còn duy trì hình người. Lát nữa ta làm sao có thể ăn thịt ngươi đây, đi chết đi. Sở phong nổi giận, hóa thành một đạo ánh sáng trói mắt, ngang trời mà lên, vô giết hướng về phía trước, quyền ý cuồn cuộn ngất trời, khủng bố vô biên. Màu vàng trung đại lữ nổ vang, chấn động dãy núi này, Kiên Việt thật sự đã bị tức đến, Sở Phong vừa mở miệng thực sự là kiểu đi tìm chết. Hơn nữa, cái tên nhân loại kia không hiểu ra sao lại đột nhiên tức giận lên nhiều như vậy. Chỉ vì hắn ta là hình người, nên không thể nào nào ăn hắn. Hắn ta càng nghĩ càng tức giận. ủng hộ kênh qua link com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sở Phong, ta sẽ lột da của ngươi. Kiên Việt hóa thành một tia sáng màu tím, đôi cánh đập mạnh, vọt về phía Sở Phong cực kỳ nhanh. Ừm. Um, lần này cả hai người bọn họ đều dùng hết tất cả sức mạnh còn lại, và chạm vào nhau, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Cong một tiếng, chiếc chuông lớn màu vàng óng do hình ý quyền biến hóa ra xuất hiện vết dạn, lần đầu tiên bị phá vỡ. Soạt một tiếng, trên cần cổ của sở phong xuất hiện một vết thương do vệt sáng bắn ra từ ấn đường của đối phương, quả thật là hung hiểm vô cùng, có điều, hắn ta còn có năng lực khép lại vết thương kinh người. Ẩm. Ừ. Cũng trong lúc đó, Quyền ấn của Sở Phong cũng đáp lên trên người Kiền Việt, lần chấn động này khiến xương ngực của Kiền Việt lõm xuống một hố lớn, âm thanh xương nứt phát ra vô cùng rõ ràng, khiến cho Kiền Việt bay ngược ra ngoài. Hai người đều bị thương, máu tươi đầm đìa. Ha, người muốn chạy trốn. Đúng lúc này, Sở Phong lại nhìn thấy ở phía xa xa lại có một con chim bồ câu đang lặng yên dương cánh, muốn lăng không trốn đi. Hắn ta còn đang phải tập trung chiến đấu với cái tên vương giả ngoại tộc này, ai dám có cử động đáng ngờ, vậy liền giết đi. Trên thực tế, mấy vài tên ngoại tộc đều thật hận sở phong sao không thể lập tức chết đi. Chúng nó cũng muốn tiến lên giết sở phong, nhưng lại phát hiện ra tranh lệch hai bên quá lớn, thật không muốn đi chịu chết uổng phí. Cũng có một vài vương giả loài khác muốn chạy trốn, ví dụ như cái con chim bồ câu kia, nhưng mà mãi nó vẫn không dám động. Nó cảm thấy vô cùng kiêng kỵ đối với sở phong, sợ hắn bỗng nhiên ném tới trường mâu chấp giật, đánh chết nó. Lúc trước nó đã nhìn thấy một con cầm vương đã bị chết thảm như vậy có điều, theo thời gian sở phong ác chiến cùng tên cường giải ba mắt của hải tộc hắn ta đi càng lúc càng xa. sau khi hắn cách xa bọn chúng hơn 2, 3 nghìn mét, con thú vương chim bồ câu kia rốt cục cũng có dũng khí di chuyển, muốn chạy trốn đến khu vực an toàn rồi lại nói, nhưng là nó đã đánh giá thấp cảm giác thần kỳ của sở phong, từ đầu đến cuối sở phong đều khóa chặt mọi hành động của chúng nó. nếu chúng thật sự làm bừa, sẽ lập tức bày ra sát ý. ầm, um, không khí bùng nổ sở phong trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn gấp 5 lần dưới tốc độ âm thanh quả thực quá mức khủng bố hai ba ngàn mét thật không đáng kể chút nào đặc biệt là ở nơi này còn có rất nhiều núi sở phong tiến hành chạy như điên truy sát cả người dọc theo vách một ngọn núi treo leo sông lên lần thứ hai tiếp đất bỗng nhiên nhảy một cái đuổi theo tới bầu trời giết hắn ta khẽ quát tiếng quát chấn động tới con chim bồ câu kia phập phồng thấp thỏm hoa mắt vắng đầu suýt nữa đã ngã xuống dưới đất người thật có dũng khí ở phía sau kiên việt hét lớn theo sát không nghỉ liều mạng đập cánh không ngừng muốn ngăn cản sở phong nhưng mà dù cho hắn ta đã dùng hết sức lực chỉ riêng lấy tốc độ mà nói căn bản là không thể so được với sở phong cho dù có cánh cũng không đuổi kịp con thú vương chim bồ câu kia sợ đến vãi cả linh hồn bởi vì sở phong hắn ta cũng không có sử dụng chớp giật đánh về phía nó mà hắn cứ như thế trực tiếp đuổi theo lên trời chạy dọc lên một ngọn núi không quá cao cứ thế từ trên đỉnh núi nhảy một cái lao lên độ cao hơn ngàn mét chớp mắt một cái đã đuổi kịp nó chuyện này thực sự khiến cho ai nhìn thấy cũng kinh hãi không thôi ầm um, cú đấm này của sở phong bắn ra kim quang bên trong chu vi trăm mét đều là chùm sáng rừng rực cái nắm đấm kia hết sức đáng sợ phốc con thú vương chim bồ câu kia chỉ cảm thấy có một luồng sức mạng đánh tới nó lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy, trực tiếp chết thảm lông chim điêu tàn mưa máu bay tán loạn trên đất ba vị vương giả ngoại tộc tất cả đều kinh sợ mà nhìn Lòng một chút chìm xuống, đến cả loại thú vương có thể bay lên trời như con chim bồ câu kia cũng không thể chạy trốn được, chớp mắt đã bị tên nhân loại kia dùng một đấm đấm nổ tung, vậy thì chúng nó làm sao mà trốn đây? Bây giờ tất cả chúng nó chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Kiền Việt, hy vọng hắn ta có thể thắng được Sở Phong, nếu không, cái tên sở ma vương kia quả thật là người điên giết thú. Kiền Việt giận dữ, Sở Phong lại một lần nữa ở mí mắt của hắn ta giết chết một con thú vương, mà hắn ta lại còn không thể ngăn cản. Ầm một tiếng, Sở Phong rơi xuống đất hai chân đáp đất dẫm nứt một ngọn núi. Cả người hắn ta phát ra ánh sáng, nhìn xuống cường giải ba mắt của hải tộc đang đuổi theo mình, nói, ta nghĩ muốn giết ai, ngươi có thể cản được sao? Ngươi một lần lại một lần khiêu chiến đến điểm mấu chốt của ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Kiền Việt rít gào. Ngươi thì là cái rắm gì, khiêu chiến điểm mấu chốt của ngươi. Thật sự coi mình là thiên hạ vô địch sao, ta còn muốn giết thêm mấy kẻ khác, xem xem ngươi có thể làm gì được ta. Sở phong gò to, ầm ờ một tiếng, hắn ta trực tiếp từ trên ngọn núi tấn công xuống, bổ nhào về hướng có ba tên vương giả ngoại tộc đang đứng. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Kiên Việt cảm thấy bị coi khinh vô cùng nhục nhã, liều lĩnh đập mạnh đôi cánh, tiến tới muốn ngăn cản sở phong. Trong núi rừng rộng lớn, ba con vương giả ngoại tộc đều đang run sợ, bọn họ cảm thấy có chuyện không lành sắp đến. Chúng ta cùng tiến lên, trợ giúp Kiên Việt giết chết cái tên kia. Cừu thú vương nói, lúc này hắn đã hóa thành hình người, nhưng trên đầu vẫn còn một cặp sừng uốn lượn. Nhìn vào giống như một thanh kiếm, giết hắn ta. Hai đại vương giả khác cũng ho lên đánh giết. Ầm, ở giữa không trung, Sở Phong đánh về phía Kiền Việt một cái, đem Kiền Việt đánh văng ra, bản thân hắn ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, hướng về phía ba tên thú vương còn lại đánh giết. Cừu thú vương giống to một tiếng, xông lên muốn giết Sở Phong. Chỉ là, hắn ta kinh ngạc phát hiện ra, hai vị vương giả khác tất cả đều đang lùi lại, bỏ chạy mất dạng sở phong một bước bước ra thiên địa cứ như đảo lộ điên đảo bởi vì tốc độ của hắn ta quá nhanh hai ba nghìn mét đối với hắn mà nói chỉ đơn giản như bước hai bước mà thôi lúc này hắn mang theo thần uy khủng bố quanh thân rực rỡ phát sáng khiến người ta khó có thể nhìn thẳng giống như một thiên thần từ trên trời cao giáng xuống thần uy vô cùng ầm một tiếng hắn quay về phía cừu thú vương đánh ra một trưởng năng lượng như biển rộng vỡ đê không thể ngăn trở vương giả của hải tộc xin hãy cứu ta với cừu thú vương sợ hãi kêu to, liều mạng đối kháng. Cút ngay. Kiên Việt gào thét với sở phong, từ trên trời cao bổ nhào tới, hướng về phái sở phong giết tới. Nhưng là, hắn ta căn bản ngăn cản không được, sở phong giống như một thiên thần mạnh mẽ. Ánh sáng thần thánh cuồn cuộn, bao phủ chu vi lên tới trăm mét, phù một tiếng, một trường mà thôi, đã đem cừu thú vương đang sống sờ sờ nổ tung. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé hiện tại chiến đầu với sở phong, ngoại trừ vương giả đỉnh cấp đột phá sáu đạo gông xiềng, ai có thể chạm chán. Căn bản không một ai có thể ngăn được một đòn khủng bố mà hắn đánh ra, hắn như thần giáng trần. Sở phong đánh văng kiền Việt ra, cũng cười lạnh nói, tiếp đó, ta muốn đi giết người thứ ba, người mau đến ngăn cản nha. ầm một tiếng, tốc độ của hắn ta vượt qua tốc độ âm thanh, đuổi theo hai tên đang chạy trốn, lăng không mà đi qua hơn một nghìn mét, lại muốn lần nữa hạ sát chiêu. Kiên Việt sắc mặt tái xanh, con mắt dọc ở trên trán phát sáng. ở phía sau tiến hành công kích, hắn cảm thấy đòn đánh này đối phương nhất định không thể tránh thoát. ầm! Ừ. Bên trong vùng núi rừng ánh sáng lần thứ hai tỏa ra. bên trong chu vi trăm mét chói mắt cực điểm, hết thảy cây cỏ và đá tảng đều nổ tung trở thành bột mịn. Đồng thời đi kèm theo đó là một tiếng hét thảm, người thứ ba đã bị giết. Còn có một tên cuối cùng, ta muốn đi giết hắn ta, ngươi có thể ngăn cản sao? Sở Phong quay đầu lại, mang theo vẻ khinh bỉ. Kiền Việt rít gào, hắn ta thẹn quá thành giận, hắn ta mấy lần ra tay, đến cả một người cũng không thể bảo vệ được, cảm nhận được chế nhạo của đối phương, khiến cho hắn ta vô cùng tức giận. Ngươi ngăn cản không được. Sở Phong lạnh nhạt nói. Kiền Việt gào thét, điên cuồng đánh tới. Nhưng mà, lần này Sở Phong không tiếp tục đi truy sát, trái lại đột nhiên xoay người lại, kẻ này muốn gây khó dễ với hắn, hắn tất nhiên sẽ nghênh chiến, lại là một hồi chém giết kịch liệt. Sở Phong mở ra toàn lực ứng phó, đến cả phi kiếm đều vận dụng, Phốc, sau nhiều lần va chạm, hắn ta sử dụng phi kiếm chặt đứt một cái cánh của kiền Việt. Như vậy thì không cần phải lo lắng người bay đi nữa, giờ ta đi giết cái người thứ tư kia trước. Sở phong ngôn ngữ ngạo mạn, cười ha ha nói. Kiền Việt quả thực muốn bực bội tới nổ phổi, hắn ta thật sự không địch lại một tên nhân loại hèn kém sao. Một cái cánh đã bị chém đứt, thật sự khiến hắn ta nổi giận. Lần này, sở phong lao nhanh xuống, người thứ tư chạy có chút xa nhưng đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì sau đó không lâu hắn ta vẫn đuổi kịp kết quả không có gì khó đoán cả vùng núi rừng kia nổ tung kèm theo đó là máu tươi của thú vương bắn lên xung quanh vương giả ngoại tộc thứ tư cứ như thế bị giết chết trong chớp mắt ngươi còn chưa có đào tẩu thực sự là nằm ngoài dự liệu của ta sở phong trở về nhìn vào cường dài ba mắt của hải tộc trên mặt mang theo vẻ chế nhạo kiên việt thực sự đã bắt đầu sinh ra ý rút lui thế nhưng vì mải nghĩ đến cái cánh bị chém đứt, hắn ta đã bỏ qua bỏ chạy cơ hội tốt nhất. Trốn. Thần tộc từ trước đến nay chưa từng sợ hãi phải chiến đấu với con người. Ngươi cho là chính mình nhất định sẽ đánh thắng ta sao, tên nhãi nhép, ngươi mau qua đây nạp mạng đi. Kiền Việt thét dài, mái tóc màu tím lại phát sinh quang vinh vàng nhạt, hơn nữa, vảy ở trên thân thể hắn biến mất, cơ thể trở nên gần như trong suốt. Ở nơi trái tim của hắn ta xuất hiện vài giọt dòng máu vàng tỏa ra ánh sáng thần thánh, từ vị trí trái tim tràn ra nhanh chóng tỏa ra toàn thân bắt đầu đốt cháy cơ thể kiền việt trong nháy mắt thân thể của hắn đều tỏa ra màu vàng nhạt huyết mạch thần kỳ hãy thức tỉnh hắn ta kêu to sau đó hướng về phía sở phong giết tới ầm đây quả thực là một trận đại chiến động tĩnh kinh thiên động địa toàn bộ núi rừng hủy diệt rất nhiều đỉnh núi nổ tung vỡ vụn lực phá hoại của hai người vô cùng đáng sợ kiền việt cảm thấy hắn đang vô cùng tức giận không tiếc đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chẳng ngại phải hao tổn những giọt máu vàng ít ỏi nhận được từ truyền thừa của chủng tộc đem tất cả ra sức đấu với sở phong cảm tạ ngươi đã giúp quyền pháp của ta lần thứ hai tinh tiến thêm một tầng ngươi đã hoàn thành sứ mệnh có thể về với đất rồi sở phong nói vào lúc này hơi thở của sở phong tăng vọt quyền ý cuồn cuộn ngất trời trong khi đó bên ngoài cơ thể của hắn có thêm một đạo hình thái là một con thiên mã thần tuấn vô song đạp tan tinh không trôi nổi giữa không trung trong nháy mắt rồng hình, hổ hình, diều hâu hình, hạc hình, gấu hình, mã hình, cùng cùng lúc này xoay tròn chung quanh hắn, hình thành một vầng hào quang màu vàng óng, hóa thành chuông lớn. Mà cả sáu loại sinh vật đều khắc vào trên vách chuông, tiếng chuông xa xôi, khủng bố vô biên, có thể hộ thể không gì xâm phạm nổi. Kiên Việt vừa kinh vừa sợ, hắn ta phát hiện mình giờ càng không thể đánh động tới cái chuông vàng kia. Sau khi sở phong triển khai nhiều hơn một loại hình thái, dường như đã luyện thành thân pháp bất xâm, không cách nào lay động. Lên cả đi, Sở phong quát lên, ầm một tiếng, đi theo một quyền mà hắn đánh ra, sáu loại hình thái cùng bay lên, hướng về phía trước xoay tròn mà tới. Hào quang rực rỡ, như mặt trời nổ tung, chiến trường nơi này quá mức mãnh liệt, phù một tiếng nhẹ vang lên, máu thịt tung tóe, Kiên Việt kêu thảm thiết, cả người đều cảm nhận bị xé rách chia năm xẻ bảy, sau đó toàn thân hắn đều bị tan rã, hóa thành một đám mưa máu. Vào giờ phút này, các quốc gia khắp nơi đều đang chấn động bởi vì động tĩnh ở núi vân là quá to lớn vệ tinh ngoài trái đất đã nhanh chóng bắt được một vài hình ảnh gợi lên sóng to gió lớn một mảnh núi rừng rách nát cứ như thể bị một người khổng lồ mạnh mẽ cày nát ở khắp mọi nơi trên mặt đất đều là những vết nứt lớn màu đen rộng vài mét khắp nơi tàn tạ máu thịt nhuộm đỏ cành gãy lá úa đá tảng tất cả lúc này đều đã nứt toác sở phong một thân một mình đứng ở bên trong núi rừng chỉ trong một trận chiến hắn liên tục tiêu diệt mười mấy vị sinh vật cấp vương, ngoại trừ khổng tước vương đã đào tẩu ra được bên ngoài, các vương giả khác đều bị diệt sạch. Đây thật sự là một sự kiện lớn kinh động đất trời. Một khi chuyển tới ngoại giới, nhất định sẽ gợi ra chấn động lớn. Lần này, hắn thế như trẻ tre, khác hoàn toàn với đêm trước khi hắn chém giết mười vị thú vương, không hề chạy trốn, cũng không bị thương, mà là một mình thô bạo chấn áp thú vương các loài khác. Mấu chốt nhất chính là, trong trận chiến này, Sở Phong còn giết chết một vị cường giả ba mắt của hải tộc đã đột phá sáu đạo gông xiềng, chém chết một cao thủ tuyệt thế. Loại chiến tích huy hoàng này nói ra đủ để hù chết người. Bây giờ ở trên đất bằng, sinh linh đạt đến cái tầng này như kiền Việt đã được coi như là một cao thủ đỉnh cấp. Đến ngay cả khổng tước vương được xưng vô địch cũng không chiến mà trốn, trực tiếp rút lui. Ở bên trong cao tầng của một số quốc gia lớn đều đang chấn động, những người bình thường còn chưa biết gì. Thế nhưng tầng lớn cao tầng đều đã bị kinh động rồi, một hồi sóng lớn đang phập phồng mà tới hôm nay tại núi vân lạc vừa vận dụng tới đạn đạo lại vừa sử dụng cả vũ khí laser thanh thế thật quá lớn giống như một cuộc chiến tranh quy mô lớn những hình ảnh bị vệ tinh bắt lấy làm cho một số quốc gia chấn động mạnh mẽ ai có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở phương đông bên kia đang khai chiến cùng ngoại tộc sao lẽ nào muốn vận dụng sức nóng mãnh liệt để giết chết sinh vật cấp vương một số nghị viên châu âu tuy rằng không thể nói ra rõ ràng tình huống cụ thể nhưng tất cả đều đã bị kinh sợ đến mức không nhẹ sinh vật cấp vương không phải là có thể tự mình nhận biết nguy hiểm từ sớm hay sao đám người phương đông kia đang suy nghĩ gì làm sao lại dám tổ chức chiến đấu lớn như vậy với ngoại tộc một bộ phận nhân viên cao tầng khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời cũng có điểm không rõ nếu như vũ khí nóng có thể khóa chặt cũng như giết chết sinh vật cấp vương vậy thì tình hình đã không nguy cấp như hôm nay cứ trực tiếp tiêu diệt hết những sinh vật dị biến đáng sợ trên thế gian này là được rồi không cần tiếp tục lo lắng sợ hãi mỗi ngày nữa các vị mau tới xem những hình ảnh phía sau Cảnh tượng thật sự càng kinh khủng hơn nhiều, thứ này thật đủ khiến các ông dùng mình run rẩy." Một vị tướng quân phương Tây nói, hắn nhận được tin tức tương đối sớm, lập tức tìm hiểu tình hình, cũng đã quan sát tất cả những hình ảnh do vệ tinh gửi về, lúc đó cả người hắn ta đều choáng váng, ngơ ngác sững sờ. Có một người toàn thân phát sáng, một thân một mình đánh giết những sinh vật cấp vương, chỉ một người mà thôi, hắn tự mình tiêu diệt sạch một bầy thú vương. "Thật thần kỳ, tôi đang nhìn cái gì đây?" một thân một mình mà thôi, hắn ta vậy mà lại tự mình nghênh chiến tới mười mấy vị sinh vật cấp vương, hắn ta đã mạnh tới mức nào? Người nói sai rồi, không phải là nghênh chiến, mà là tàn sát, một mình hắn đã giết chết hầu như hết thảy cường giả vương cấp. Đây là siêu cấp chiến sĩ do phương đông bí mật bồi dưỡng ra ư. Không, đây là một pho tượng chiến thần, quét ngang đối thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thật quá khủng bố. Mấy nghị viên phương Tây đều bị kinh động, từng người từng người chấn động không thể tin, quả thực không thể tin được sự cố phát sinh ngày hôm nay, quả thực quá bất hợp lý. Bị nhiều đạn đạo và vũ khí laser oanh tạc như vậy mà còn có thể sống sót, những sinh vật cấp vương kia tuyệt đối vô cùng khủng bố, vậy mà cuối cùng vẫn bị một người tàn sát giết không còn một mảnh. Đặc biệt là, từ những hình ảnh vệ tinh truyền tới nhìn xem, có thể phân tích ra số lần bạo phát lớp năng lượng trong cuộc đại chiến. Trong số những sinh vật cấp vương bị giết kia, vậy mà lại có một cao thủ tuyệt thế đã đột phá sáu đạo gông xiềng. Chuyện này thực sự có phần quá đáng sợ, khiến cho rất nhiều nghị viên phương Tây trực tiếp hoa mắt chóng mặt. Phương Đông cuối cùng làm thế nào mà có thể bồi dưỡng được một siêu cấp chiến sĩ như vậy? Thật muốn nghịch thiên rồi, sau khi sử dụng vũ khí nóng oanh tạc, lại chỉ phái ra một người đã có thể quyết hết thảy cường giả vương cấp, thế như trẻ tre, kinh động thiên hạ, thật quá kinh người. Theo như những gì vệ tinh chụp lại được, người này cả người đều đang giải phóng ra ánh sáng rực rỡ, giống như là toàn thân bị một vòng mặt trời lớn hoàng kim bao bọc, cả người óng ánh dị thường, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Tư thế này, cảnh tượng như vậy, nhìn vào cứ như là một thiên thần dáng thế. Hiển nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, một số nhà tài phiệt có tin tức vô cùng linh thông cũng đã phái chuyên gia đi tìm hiểu tình hình, muốn đoạt được tư liệu những trực tiếp đầu tiên. Thậm chí, kể từ khi thời đại văn minh gần như sụp đổ, bản thân một số nhà tài phiệt lớn đã có cả vệ tinh tình báo của chính mình, họ nhanh chóng tìm hiểu được tình hình. Phàm là bất kỳ ai nhìn thấy những hình ảnh kia đều tê cả da đầu một người làm sao có thể cường đại đến cấp bậc này cơ chứ thả người nhảy một cái là có thể đi cách xa mấy ngàn mét bỗng nhiên nhảy một cái còn có thể xông lên trên không ngàn mét chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi giống như là chuyện thần thoại núi vân lạc đã hoàn toàn biến mất sau một trận chiến bị đánh không còn sở phong đứng ở bên trong núi rừng liên hệ cùng lục thông nói cho lão ta biết chiến đấu đã kết thúc ngoại trừ khổng tước vương thành công đào tẩu ra ngoài những người còn lại hắn đã giết chết toàn bộ lục thông sau khi nhận được tin tức có một khoảng thời gian thật dài nói không ra lời, cái này, cái này cũng quá dũng mãnh rồi, mới có thời gian bao lâu không gặp nhau mà thôi, sao cái tên tiểu tử này lại hóa thành sát thần nữa rồi? Lần này tổng cộng đến đây có bao nhiêu sinh vật cấp vương? Một lúc sau, Lục Thông phục hồi lại tinh thần, lão cẩn thận hỏi lại. "Hẳn là khoảng tầm hơn 20 người, có một vài kẻ bị nổ tung cùng lúc núi Vân Lạc nổ, sau đó có mười mấy tên trốn ra được, đều đã bị tôi giải quyết." Sở Phong cho lão biết tình hình. Lục Thông vừa nghe xong, lúc này mắt hoa cả hên, một trận chiến liền giết chết hơn 20 con sinh vật cấp vương, quá mức khủng bố rồi, đây là thật sự là một sự kiện lớn kinh động đất trời vang dội tứ phương. Thật kinh khủng nha. Lục Thông than thở, bởi vì đây cơ hồ đều là do một người giết, họ vận dụng vũ khí nóng cũng không giết nhiều hơn được so với một mình sở phong ra tay. Có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu như để bên ngoài biết được, sẽ có bão táp lớn kinh động tới mức nào, nhưng chuyện như vậy ai có thể giấu được khắp nơi đều muốn tìm hiểu tin tức, những quốc gia khác, những tổ chức khác đều không thể ngồi yên. Ông không phải vẫn luôn oán giận tôi giết xong sinh vật cấp vương lại không lưu lại chút gì cho ông sao? Lần này tôi không nướng, tranh thủ thời gian tới thu dọn về đi. Sở phong mỉm cười nói. Lục thông nhất thời tinh thần tỉnh táo, lần này quả nhiên là có thu hoạch lớn rồi. Hiện tại, quá trình mấy phòng thí nghiệm hạng nhất bên ông đã có những tiến bộ đột phá trong nghiên cứu thuốc qua máu của thú vương. Trước mắt khiếm khuyết duy nhất chính là thiếu thốn máu thịt mới mẻ, nhiều sinh vật cấp vương bị giết chết như vậy phòng chừng có thể xếp thành một núi nhỏ đi tuyệt đối đều là những vật liệu lý tưởng nhất lục thông vui sướng hết sức nói ha ha cậu đây là đã lập đại công một khi chúng ta nghiên cứu ra thuốc giúp cho mọi người đều có thể nhanh chóng tiến hóa nhất định có thể thay đổi bố cục hiện giờ sở phong nói lão nên tranh thủ thời gian phái người tới sớm không được chỉ hoãn đồng thời hắn còn nói tôi đã chém tàn hai vương giả nhân loại, ông mau phái tới đây mấy nhân sĩ chuyên nghiệp điều tra xem chúng là người của ai, tôi muốn lật tung tên tài phiệt nào dám ở sau lưng nhân loại làm càn như vậy. Thật sự nghĩ tôi là cái loại dễ dàng bị lừa gạt như vậy hay sao, cứ thích coi tôi là quả hồng mềm mà bóp, tôi muốn cho bọn họ phải trả giá bằng máu của chính mình. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời nói của sở phong đằng đằng sát khí, hắn ta đây là thật sự nổi giận, những người kia hết lần này tới lần khác ra tay với hắn so với ngoại tộc còn đáng hận hơn nhiều ví dụ như lúc khổng tước vương nghĩ muốn rút lui hai cái tên nhân vương giả loại kia vậy mà lại không ngừng khuyên can hắn ta muốn khổng tước vương lưu lại cùng chúng nó giết sở phong hắn tự hỏi hắn cùng những nhà tài phiệt kia cũng không có thâm cừu đại hận gì kết quả tại sao lại cứ suốt ngày bị nhằm vào như thế cẩn thận nghĩ lại có lẽ chủ yếu cũng là bởi vì có nhà tài phiệt lớn ra tay vào một đêm kia dẫn đến có người cho rằng hắn đã bị trọng thương sắp chết, tính mạng sắp không xong rồi. Nếu như họ cùng ngoại tộc đồng thời vây công, hẳn có thể cướp đoạt cái gọi là tuyệt thế phương pháp hô hấp trên người hắn. Những người vẫn là cảm thấy đã có thù hận, liền muốn đem hắn triệt để diệt trừ đi cho xong đây mà. Đối phó với ngoại tộc thì không thấy bóng người các ngươi, quân đội trinh phạt phương đông đánh tới thì không thấy các ngươi xuất lực, đối phó với người mình thì lại một tên so với một tên càng thêm tàn nhẫn. Sở phong tự nhủ, ánh mắt của hắn sáng như bó đuốc, sau đó không lâu, hắn lấy lại sự bình tĩnh, bắt đầu thu dọn tàn cục, cứ mỗi chiến trường hắn đi ngang qua, đến chính hắn cũng đều một trận líu lưỡi, đại đa sinh vật số thú vương đều bị đánh cho tan vỡ. Hắn ta chặt ra đôi cánh của con chim bồ câu vừa nãy, phòng trừng chỗ này là chỗ có chất thịt ngon nhất rồi, lại chém xuống một cái chân sau thô to của cừu thú vương, lại cắt ra một tảng lớn gân bắp thịt thú tươi ngon. Những chất thịt này đều đang óng ánh phát sáng, năng lượng còn chưa kịp tỏa ra sở phong đi tới một con suối ở gần đấy đem nguyên liệu nấu ăn từ thịt thú vương rửa sạch để vào trong chai không gian hắn đối với dung lượng của cái bình trắng nõn cao ba tấc này cũng khá thỏa mãn sau đó sở phong đem bốn cái cây cột đồng thau đều đào móc ra cũng rửa sạch thu vào bình dương tri ngọc tịnh sở phong đi về phía tàn tích núi vân lạc cẩn thận tìm kiếm có một ít xương gãy lưu lại có của hung thú cũng có của cầm vương gần như đã bị nổ triệt để tới hải cốt không còn cái tâm sư hình ý quyền tuổi trẻ kia lại không có đến Sở Phong nhíu mày, hắn cứ nghĩ nếu cường giả ba mắt của hải tộc kia đã xuất hiện ở đây thì cái người trẻ tuổi áo trắng kia cũng sẽ xuất hiện mới đúng. Thật đáng tiếc, lần trước thực sự là đã bỏ lỡ hắn, hẳn là lúc ấy nên trực tiếp bóp chết hắn ta. Sở Phong tiếc nuối. Có điều, hắn ngược lại cũng không sợ, tương lai hắn sẽ đường đường chính chính giết chết cái tên tông sư tuổi trẻ hình ý quyền kia đi. Thời gian trôi đi không quá lâu, một quân đội binh sĩ đặc thù ở trong lãnh thổ của Giang Tây chạy tới, họ đứng chắn khắp vùng núi đồi tàn tạ này, kéo căng dây xích, không cho người ngoại giới ở bên ngoài tới gần. Ngoài ra còn có cả người của phòng thí nghiệm, họ cũng đều là người được điều tới từ trong lãnh thổ của Giang Tây, ai ai cũng đều vô cùng kích động, nghe nói ở đây có một lượng lớn máu và thịt thú vương, những người này trực tiếp nhiệt huyết sôi trào. Trời ạ. Bất kể là người của quân đội hay là người của phòng thí nghiệm, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ của mảnh rừng núi này, mỗi một người đều la lên thất thanh, sau đó họ đều bị dọa cho sợ rồi, chố mắt ngoác mồm không nói nên lời khắp nơi máu tươi đầm đìa tay cụt chân cụt vương vãi cự thú ngang dọc cầm vương trên năm xẻ bảy mỗi một cái xác đều như một ngọn núi nhỏ đồng thời toàn bộ những dãy núi đều bị đánh đổ nát nhìn thấy ở phái xa xa có một người đang ngồi ở trên sơn nham như là ma thần tất cả mọi người đều kính nể thật sự giống như đang đối mặt với một nhân vật thần kỳ đáng sợ đến rung động lòng người chết một tên rồi sở phong vẻ mặt lạnh lẽo hai nhân vương giả loại kia kia có một tên đã tự sát xem như là một kẻ xương cứng điều này cũng làm cho sở phong bất mãn cũng may là còn một tên khác sợ chết đến giờ vẫn sống sót một ngón tay sở phong điểm ra lần thứ hai phá hoại hắn sinh cơ và năng lượng trong cơ thể tên kia tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn để người này hầu như bị phế bỏ hắn ta nhưng mà vẫn chưa có quên thương lang vương lúc trước dù chỉ còn lại có nửa thân dưới nhưng vẫn có thể làm ra hành vi giết người mãnh liệt vô cùng hắn vạch mũ giáp vẫn luôn bao trùm khuôn mặt tên kia ra kết quả cũng không nhận ra đây là ai đây là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên giúp tôi cố gắng thẩm vấn hắn ta sở phong hướng về phía những nhân sĩ chuyên nghiệp đang đứng bên cạnh nói được xin yên tâm sau đó không lâu lục thông lại liên hệ cùng sở phong trong chớp mắt hắn vừa nhận điện ông cụ oán giận nói tiểu tử lần này tuy rằng cậu không có nướng chín nhưng hết thảy sinh vật cấp vương đều bị cậu đánh nổ trên đất toàn là thịt khối thật không thể nhận biết ra ban đầu là chủng tộc gì sở phong cười gượng nói tôi đang mài dỗ quyền pháp đây vẫn chưa thể khống chế được toàn bộ sức mạnh cậu hiện tại có tính toán gì? Chuyện lần này náo động thật sự rất lớn. Lục thông thấp giọng hỏi. Có thể có tính toán gì? Tôi cảm thấy mấy cái này vẫn không tính là lớn. Tiếp đây tôi muốn tới núi Bình Tiêu diệt cả ổ, rồi lại đi gặp mấy tên nhà tài phiệt lớn luôn nhìn chằm chằm tôi kia, nếu họ không cho tôi được một câu trả lời thảo mãn, không thể tẩy sạch hiểm nghi, tôi sẽ lật tung toàn bộ tiêu diệt, hết thảy. Mấy ngày qua, thật sự coi tôi là thịt đường tăng sao. Bọn họ nên vì những việc đã làm mà trả giá thật lớn kiềm chế lại một chút đi, đừng liều lĩnh. Lục thông giật mình, sau đó lại thấp giọng hỏi, đúng rồi, cậu đến tột cùng đã sử dụng biện pháp gì để những sinh vật cấp vương thần kỳ kia cảm giác mất đi hiệu lực? Sử dụng cảm giác áp chế thần kỳ của chính tôi. Nói bậy, tranh thủ thời gian giảng giải cho tôi đi. Việc này chờ đến lúc tôi về tới thành phố Thuận Thiên lại nói. Sở phong trực tiếp dập máy, hắn đem bốn cái cây cột đồng thao mang đi nghiên cứu. Vạn nhất ông ta nung nó nóng chảy ra, phá hư đồ của hắn thì làm sao bây giờ? tin tức rốt cục dần dần lộ ra ngoài trên núi vân lạc đã từng xảy ra tuyệt thế đại chiến sức phá hoại kinh thiên động địa hiện nay nơi đó đang bị quân đội phong tỏa bất luận là người nào cũng không thể gần tới chuyện này liền lập tức gợi ra sóng lớn kinh động trong lúc nhất thời cả thế gian đều chú ý ánh mắt của mọi người nhìn về tình huống núi vân lạc ở giang tây vô số người cố gắng tìm hiểu tình hình cụ thể và chi tiết hắc uy làm ta sợ muốn chết núi vân lạc xảy ra chuyện lớn đến cùng là tình huống như thế nào quân đội đã phong tỏa nơi đó, ai cũng không thể tới gần, chiến đội dị nhân đặc biệt đằng đằng sát khí, đều mặt đen thui. Ta cũng nghe ngóng được, nghe nói có một vị đại nhân vật vẫn lạc, khiến cho quốc gia nổi giận, muốn bình sơn diệt trại. Tin tức như vậy cấp tốc truyền bá ra, dẫn tới oanh động cực lớn. Đến cùng là kẻ nào chết rồi. Dẫn đến động can qua lớn như vậy, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, liệt kê ra từng cái tên quá kinh người tục truyền nơi đó đã từng kích quang sen lẫn đạn đạo oanh minh cả ngọn núi vân lạc đều bị đánh bằng rồi thật sự là kinh thế đại chiến quốc gia bị chọc giận xuất thủ với một ít sinh vật vương cấp xuất thủ có người đi chứng thực bởi vì không có cách nào tới gần liền hỏi cư dân bên trên một cái trấn cách đó mấy chục dặm ra kết luận thật sự là từng bộc phát đại chiến dùng vũ khí nóng oanh tạc ngọn núi một số người trên trấn tận mắt nhìn thấy vùng núi đó quang diễm ngập trời sơn phong bị tiêu diệt trong ngoài nước đều chấn động mạnh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trước mắt chỉ có đỉnh cấp tổ chức và các nhân viên cấp cao của các nước lớn mới tìm hiểu tình hình, bởi vì vệ tinh bắt được hình ảnh, mà người bình thường căn bản biết tình huống như thế nào. Các loại cách nói giống như thủy triều, cuối cùng trở nên huyên náo. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, có người suy đoán có thể là chủ nhân của Ngọc Hư cung chiến tử, bởi vì xuất động chiến đội dị nhân đặc biệt là phụ thuộc vào Ngọc Hư cung, chuyện nơi đó tất nhiên là có liên quan tới bọn họ. Cũng có người nói, lão tông sư đến từ núi võ đang bị người ám toán, bị người của hải tộc liên thủ giết chết, máu nhuộm núi vân lạc, thật sự là một chuyện khiến cho người ta đau lòng. Bởi vì không hiểu rõ tình huống, không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến đủ loại suy đoán đều xuất hiện. Các loại nghe đồn đều có, nhưng hầu như đều có một điểm chung, đó chính là bên phía nhân loại hư hư thực thực có đại nhân vật vẫn lạc. Bị thiệt thòi lớn, dưới sự tức giận mới vận dụng vũ khí nóng. Thật là khiến người ta trong lòng uất ức, cuối cùng là ai bất hạnh gặp nạn mọi người đều muốn biết đáng tiếc không thể thăm dò được trong lúc tất cả mọi người đang suy đoán một ít dị loại nở nụ cười lạnh bởi vì chúng nó cũng ngửi được một chút tiếng gió trước đó có sinh vật vương cấp thương lượng muốn đi giết sở phong địa điểm ngay tại núi vân lạc lúc đó chỉ là giao lưu trong phạm vi nhỏ căn bản không có tiết lộ ra ngoài bởi vì phải giữ bí mật bây giờ xảy ra việc này một phần nhỏ dị loại vui vẻ bọn nó cảm thấy lần này chắc chắn là đã giết được sở phong cho nên nhân loại mới thẹn quá hóa giận vận dụng vũ khí nóng Thế nhưng là, cho dù dùng vũ khí kích quang thì như thế nào, tất cả sinh vật vương cấp đều có thần giác kinh người, có thể sớm tránh được nguy hiểm, không sợ. A, à, một đám kẻ đáng thương, căn bản không hiểu rõ nội tình, liền hồ ngôn loạn ngữ, có gì loại nhịn không được, đứng ra phát biểu cái nhìn, trong ngôn ngữ mang theo ý đùa cợt. Một chút dòng chính của vương tộc đứng ra, hiển nhiên những người này nghe được trong tộc bàn tán, biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ không cần giữ bí mật, bởi vì trận chiến đó đã có kết quả mà một ít dị loại càng là có chút khoai khoang, cảm thấy chỉ có bọn nó biết rõ tình hình, dù sao cũng hơi kiêu căng. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi nếu như biết thì màu nói ngay. Rất nhiều người ép hỏi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, sở ma vương bị giết, rất thảm, bị chư vương đánh chết ở núi Vân Lạc. Bây giờ nơi đó bị phong tỏa cũng không có liên quan tới những người khác, là do hắn chết mà thôi. Có dị loại nhịn không được, nói thẳng ra sự thật này. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức có tính chất bạo tạc người của các nơi đều bị kinh ngạc đến ngây người, cường giả của nhân tộc chết ở núi Vân Lạc Sơn lại là sở phong. Hắn vẫn luôn không hề lộ diện, từ khi đêm giết thập vương tới giờ, hắn liền may danh ẩn tích, rất nhiều người đều đang tìm kiếm, sao hôm nay lại đột nhiên chết tại núi Vân Lạc. Trước đó thì có người hoài nghi, sau đại chiến đêm hôm đó hắn trọng thương ngã gục, chậm chạp chưa hiện thân, khả năng xảy ra bất chắc. Tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ đến, hắn thật sự chết mất. Ai có thể nói cho ta biết, sở phong chết như thế nào ở núi Vân Lạc? trong lúc nhất thời kích thích ra gợn sóng kinh thiên. Đừng nói là trong nước, chính là người nước ngoài cũng đều bị chấn động không nhẹ, trải qua đại chiến ở Vatican, núi Côn Lôn, sở phong đã bị người phương Tây biết đến. Lần này người chết lại là hắn, muốn không dẫn tới oanh động trong nhân gian đều không được. Sở phong chết rồi. Không có khả năng, ta không tin hắn thật sự bị dị loại giết chết. Không hề nghi ngờ, sở phong trải qua rất nhiều đại chiến tẩy lễ, nhân khí rất cao, trong nội tâm không ít người không hy vọng hắn xảy ra bất chắc, sau khi nghe tin tức này đều ngơ ngác một đêm giết thập vương đây là chiến tích huy hoàng cỡ nào vốn là sau khi chữa khỏi vết thương thì nên cường thế trở về mới đúng sao hắn lại đột nhiên chết đi như vậy một số người khó mà tiếp nhận mà những người trẻ tuổi đã từng có hào cảm với sở phong thì càng là mắt đỏ ngầu đây thật sự là một tin tức bất hạnh một ít dị loại thì càng thêm tự cao ra vẻ bình tĩnh dáng vẻ đã sớm biết như vậy rất nhiều người nhịn không được gạn hỏi cặn kẽ mọi chuyện lúc này mới có dị loại lần nữa chậm rãi mở miệng lộ ra tin tức nói thật cho các ngươi biết đi sở phong chết rất thảm lần này có thể nói là chủ động đến cửa chịu chết không cần đoán cũng biết bị bầy vương ngược sát tin tức như vậy vừa xuất hiện tất cả mọi người sợ run cảm giác khó mà tin được nói vậy là đám dị loại các ngươi cố ý bố trí ta thấy sở phong có chết hay không cũng khó nói sao hắn có thể chủ động đi chịu chết các ngươi cố ý bôi nhọ hắn không ít người trong nhân loại đều nổi giận quân tình xúc động phẫn nộ một phần nhỏ dị loại hiểu rõ nội tình thì khá bình tĩnh cười lạnh liên tục sau đó là những người này bóc vết sẹo nói ra sự thật trên thực tế lần này sự kiện núi vân lạc chính là một cái bẫy chuyên vì giết sở ma vương mà thiết kế ra trước tiên dùng cha mẹ của hắn làm mồi nhử sau khi một ít dị loại nói ra chân tướng mọi người xôn xao các ngươi thật sự là đáng giận vì giết sở phong lại âm hiểm độc ác như thế một cái diễn đàn dị loại triệt để muốn nổ tung Vô số người giận dữ mắng mỏ, chỉ trích, tất cả đều phẫn nộ. Trong hiện thực cũng là như thế, vô số người tức giận, núi Vân lạc lại là một cái bẫy được thiết kế để giết chết Sở Phong. Ủng hộ kênh Qua Linh Haley.com gạch chéo ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Có dị loại chế nhạo, nói, chỉ có thể nói là do hắn gieo gió gặt bão, hắn cho là mình là ai? Vọng tưởng Bình Sơn diệt trại, cho dù động cha mẹ của hắn thì như thế nào? Hắn muốn báo thù, kết quả đem chính mình góp đi vào buồn cười hắn thật sự coi là chính mình vô địch thiên hạ sao lời nói như vậy vừa ra khiến cho mọi người oán giận bên phía nhân loại lên cơn giận dữ sở phong cũng chết rồi những dị loại này còn châm chọc như vậy quá phận a à, càng buồn cười hơn chính là các ngươi còn vọng tưởng vận dụng vũ khí nóng đi giết chư vương báo thù cho sở phong chẳng lẽ không biết là nó vô hiệu đối với cường giả vương cấp sao thần giác có thể sớm cảm giác được nguy hiểm lãng phí hỏa lực như thế chỉ có thể nói là ngu xuẩn Quân tình xúc động phẫn nộ, đơn giản chỉ hận không thể khai chiến với dị loại, thật sự là khinh người quá đáng. Hại chết sở phong còn chưa tính, còn trào phúng như vậy, ngồi nói châm chọc. Bọn người thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, diệp khinh nhu khó mà tiếp nhận, không dám tin tưởng, đầu tiên là đi hỏi thăm lục thông, bọn họ thật bị dọa phát sợ. Không thể nào, chẳng lẽ lần này hắn không vượt qua được, chết mất rồi. Trong dị loại, bọn người hùng khôn, hồ sinh cũng giật mình, trong lòng tư vị khó hiểu ngô hóa ra cái gọi là sở ma vương này không chịu nổi như thế còn tưởng rằng cần cường giả của hải tộc ta xuất thủ mới có thể chấn sát hắn không ngờ được lại bị người ta chém đầu nhanh như vậy ngoại giới ồn ào náo động tiếng cái lộn và chế nhạo vang lên bên tai không dứt về phần chính chủ sở phong còn đang ở trong núi vân lạc không hề rời đi tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hắn đang tọa chấn chờ người của phòng thí nghiệm tới trở đi thi thể của những vương cấp kia tiểu tử ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, ngoại giới đều tranh cãi ngất trời, ngươi còn không lộ diện. Lục thông trò chuyện với hắn. Sở phong bình thản đáp lại, nói, gấp cái gì, vừa hay có thể nhìn xem đều có những người nào nhảy ra, đại tài phiệt nào trợ giúp, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Xong việc ta sẽ thanh toán với bọn họ, ta đang không biết nên tuyển nhà nào khai đao trước đây. Theo thời gian dần trôi, vương giả của dị loại thực sự hiểu rõ nội tình, căn bản liền biết núi Vân Lạc là một cái bẫy cũng không thể bình tĩnh nữa bởi vì không liên lạc được với được bầy vương cường giả vương cấp đi núi vân lạc cũng không hề ít mà bây giờ đều mất tích đến cấp độ này người bình thường khó mà nhập pháp nhãn của bọn họ cũng chỉ có vương giả mới có thể có tư cách nói chuyện với bọn họ trở thành bạn bè bây giờ mấy vương giả biết nội tình đó trực tiếp đầu lớn như cái đấu bởi vì những người đó hoàn toàn biến mất không có cách nào liên lạc được mấy vương giả trước đó cũng muốn đi núi vân lạc nhưng không được cho vào đội ngũ bây giờ càng cảm thấy không đúng thậm chí có chút sợ hãi trời ạ chẳng lẽ nói sự thật hoàn toàn không giống như chúng ta nghĩ theo thời gian trôi qua mấy vị vương giả của dị loại tê cả ra đầu cảm giác được một luồng hơi lạnh từ trên lưng dâng lên bọn họ quyết định phái người đi xem xét thử xem chuyện gì đã xảy ra mà lúc này đừng nói là bọn họ ngay cả một ít tổ chức khác cũng cảm giác được bất thường bởi vì vệ tinh trên bầu trời bắt được hình ảnh mặc dù không có tiết lộ nhưng đã truyền bá trong phạm vi nhỏ ừm thật có không sợ chết dám đến nơi này tìm tòi nghiên cứu sự thật trong núi rừng tàn phá sở phong ngẩng đầu cảm giác được ở phía xa trong rừng rậm có một con sinh vật vương cấp hắn chợt lách người biến mất xuất hiện ở trong rừng rậm phía xa sau đó một con mãnh cầm giống như là trấn kinh vọt lên tận trời trực tiếp liền vọt lên trên không trung hơn một m hình thể to lớn dài chừng hai mươi ba mươi m lông vũ toàn thân màu đen như là ô kim từng chiếc cứng rắn phát ra ánh kim loại lạnh lẽo oanh một bóng người truy kích theo từ trên một ngọn núi vọt lên, bay lên không cao hơn 1.200 mét, phịch một tiếng, vung ra một quyền, hào quang rực rỡ, phạm vi trăm mét đều bị bao phủ. Phù một tiếng, máu tươi nở rộ, con cầm vương này bị đánh xuyên qua thân thể, kêu thảm rơi về phía đại địa. Lần này, sở phong không dùng hết sức, không có đánh nổ nó, giữ lại nửa cái mạng cho nó. Oanh một tiếng, con cầm vương này nện xuống, phá hủy một vạt rừng lớn, cả người là máu, nó thấy được người kia, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó sợ hãi, lại là ngươi nói như vậy bọn họ đều bị giết con cầm vương này kinh dị sở phong còn sống như vậy có phải là những người đã mất liên lạc đã chết hay không nó lông vũ dựng đứng quả thực nhận lấy kinh hãi to lớn nghĩ đến những lời đồn ở bên ngoài trong lòng nó không tư vị gì dị loại thật xui xẻo lão đầu tử không phải người luôn phàn nàn những sinh vật vương cấp ta giết đều bị nổ nát sao bây giờ ta bắt sống một con cho ngươi hoàn chỉnh sở phong nói cho lục thông sau khi lục thông nghe được hoàn toàn không còn gì để nói mặc dù thật cao hứng nhưng cũng rất muốn nói tiểu tử này quá hung tàn cầm vương bị bắt đi cũng lâu rồi mà chưa thấy về mấy vương giả dị loại hiểu rõ nội tình đều là sợ hãi dùng mình bọn họ biết xảy ra chuyện lớn có lẽ những suy đoán lạc quan trước đó đều sẽ bị lật đổ người trong tộc khoe khoang nói ra không ít sự thật bây giờ xem ra rất buồn cười có lẽ sự thật sẽ vô cùng tàn khốc trời ạ à, đừng nói cho ta những vương giả đó đều đã chết cho dù mấy người là cường giả vương cấp, bây giờ cũng hoảng sợ. Trong thời khắc bên ngoài đang huyên náo, ồn ào, một ít người cũng không biết chân tướng đã kìm nén không được. Tỉ như là khổng tước tộc, bọn họ còn không biết khổng tước vương không đánh mà lui, bây giờ cười lạnh liên tục, có người mở miệng nói, vương giả của tộc ta vừa ra, ai dám tranh phong. Tự mình xuôi nam đi giết sở ma vương, hắn cũng không sống nổi. Bọn họ cũng coi như biết khắc chế, chưa hề nói quá nhiều, ngược lại là một mạch của thương lang vương rất ngông cuồng trực tiếp nhảy ra. Cuối cùng sở ma vương cũng chết rồi, đại khoái nhân tâm, ha ha. Tộc này rất trưng dương, bọn họ đúng là hận sở phong thấu xương, bởi vì lúc trước chính là sở phong tự tay chém giết thương lăng vương. Ngô, ván cục này sắp đặt tốt lắm, khiến cho sở ma vương chủ động đến cửa chịu chết. Hay lắm, kỳ thật nếu như không có việc này, tộc của ta cũng muốn giết chết cha mẹ của hắn, lại dẫn hắn đi ra, sau đó phục sát. Thương lăng tộc cười trên nỗi đau của người khác, biết sở phong chết, phát ngôn bừa bãi, nhưng mà vào lúc này những hình ảnh mà vệ tinh bắt được chính thức bắt đầu lưu truyền ra ngoài thương lang tộc im miệng bọn họ đau cả đầu cảm giác tình huống không ổn nào chỉ là bọn họ toàn bộ thế giới đều yên lặng từng phần hình ảnh mà vệ tinh bắt được bị tiết lộ ra ngoài phá vỡ suy đoán trước đó tất cả mọi người sau khi vũ khí nóng oanh tạc một người toàn thân bị ánh sáng bao phủ giống như là thiên thần đại khai sát giới tàn sát chư vương chuyện này quá kinh khủng oanh các nơi trên thế giới tất cả mọi người rung động đây mới là sự thật sao? Tất cả mọi người bị chấn trụ. Tiếp theo, từng chiếc xe ngựa từ núi Vân lạc lái đi, đồng thời quân đội dị nhân đặc biệt cũng rút lui, để lại một vùng rừng núi rách nát nhuốm máu. Rất nhiều dị loại và có dị nhân đến đó trước tiên, muốn xác nhận sự thật. Vết máu đầy đất, toàn bộ sơn lĩnh đều tàn phá không chịu nổi, toái cốt của thú vương, lông vũ nhuốm máu của cầm vương, còn có lân phiến, các loại sừng đều là mảnh vụn rơi rụng ở chỗ này. Trời ạ, sự thật quá kinh khủng lúc này những dị nhân và dị loại này liền vỡ tổ lại thêm toàn bộ hình ảnh mà vệ tinh bắt được truyền ra ngoài dẫn tới oanh động to lớn mọi người ý thức được tất cả suy đoán trước đó đều sai hơn nữa còn là sai không hợp thói thường chiến dịch núi vân lạc bảy vương đẫm máu rất có thể đều bị đánh chết một khi tin tức mang tính chất bạo tạc như vậy truyền ra khắp thế gian đều kinh ngạc việc này hoàn toàn khác với suy đoán trước đó của mọi người tất cả mọi người đều sai không hợp thói thường chấn động các nơi các tộc đều ngơ ngác, nhất là trước đó các vương tộc của dị loại rất tự cao, mang theo vẻ ngạo mạn, bây giờ tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, toát ra một luồng hơi lạnh. Rất nhiều người đều không tin, nhất là một ít dị loại mang địch ý với sở phong, rất khó tiếp nhận kết quả như vậy, ra đầu đều muốn nổ. Nhưng mà, từng tấm ảnh chụp rõ ràng đã công bố sự thật. Bầy vương không chỉ không có thắng được, hơn nữa còn chết cực kỳ thê thảm một nhân loại toàn thân đều bị ánh sáng bao phủ, đại khai sát giới trong đó, một người giết khắp bảy vương, đánh đầu thắng đó, từng quyền đánh ra, đánh nổ toàn bộ sinh vật vương cấp đi đến núi Vân Lạc, như thần linh dáng thế. Đừng nói là người bình thường, ngay cả vương giả mạnh mẽ nhìn thấy ảnh chụp đáng sợ như vậy cũng đều cảm giác sống lưng lạnh lẽo, cảm thấy bất lực. Đây chính là một đám vương giả, kết quả tất cả đều bị một người oanh sát, đây là sự kiện đáng sợ cỡ nào. Tên nhân loại này thật đáng sợ, giống như thần. Giống như ma, toàn thân bao phủ quang huy sáng chói, quét ngang Bầy Vương, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Trước đó, những dị loại kia cũng nói đúng một phần, người ở núi Vân Lạc đã chết rất thảm, bị ngược sát, đúng là như thế, nhưng lại không phải Sở Phong, mà là Bầy Vương, nhân loại như là ma thần đó, truy kích Bầy Vương, giống như là cắt cỏ, thu hoạch tính mạng của bọn họ. Trong tấm hình mà vệ tinh của các quốc gia bắt được, ghi chép lại hết thảy, có vương giả bị một quyền của hắn đánh nổ, thế mà ngay cả một chiêu của hắn cũng đỡ không nổi. Có cầm vương dương lên hai cánh, muốn chạy trốn, kết quả hắn lăng không vọt lên cao hơn ngàn mét, trực tiếp đuổi kịp, một quyền oanh bạo, huyết dịch văng khắp nơi. Những hình ảnh này khiến cho người ta muốn ngạt thở. Mấy tên vương giả của dị loại hiểu rõ nội tình nhìn chằm chằm những ảnh chụp đó, thân thể trở nên cứng ngắc, một câu cũng nói không ra, đến bây giờ bọn họ còn lại chỉ có sợ hãi. Loại địch nhân này làm sao có thể chống lại? cũng không có ý muốn báo thù, bởi vì căn bản không phải là cùng một cái đẳng cấp. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy may mắn, may mắn lúc đó không đi với đám người đó tới núi Vân Lạc, nếu không bọn chúng cũng sẽ bị đánh chết, không ai có thể sống sót. Tìm bọn họ đập nhanh, giống như sống sót sau tai nạn. Một ít dị loại cố chấp, không muốn tiếp nhận hiện thực, sau khi đi đến núi Vân Lạc, từng cái mặt không có chút máu, chán ngán thất vọng, bị kinh sợ. Vương huyết nhuộm đỏ mặt đất đổ nát, sơn phong sụp đổ. Trên đất có những vết nứt rộng vài thước, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Sau khi các loại ảnh chụp hiện trường được công bố, đám người các nơi đều bị chấn động, ngay cả ở phương Tây đều dẫn tới sóng to gió lớn. Hắn là Sở Phong sao? Tất cả mọi người đang suy đoán, người giống như thiên thần đó có phải là Sở Phong hay không? Bởi vì bầy vương là vì giết hắn mà tới, chờ hắn đến cửa chịu chết. Kết quả là những sinh vật vương cấp đó cũng đã chết, bị đánh giết ở núi Vân Lạc, phải chăng mang ý nghĩa đây đều là Sở Phong làm? vô luận trong hiện thực hay là trên internet đều giống như là một vụ nổ lớn tiếng nghị luận không dứt triệt để sôi trào ha ha thật quá tốt rồi ta liền biết sở thần sẽ không chết cường thế trở về chấn sát tất cả địch cao hứng và vui sướng nhất không ai qua được một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết có hào cảm với sở phong trước đó nghe được tin hắn chết ở núi vân lạc thậm chí có mắt đỏ hoe bây giờ nghe tin tức tất cả đều vô cùng kích động người tốt có hảo báo sở phong giết thương lăng vương nghênh chiến quân đông trinh xứng đáng với thân phận dị nhân của hắn nếu như bị đám dị loại đó mưu hại mà nói ông trời thật đúng là không có mắt có người vui sướng và kích động tự nhiên cũng có người sợ hãi những dị loại đã từng ra tay với sở phong mặc dù phần lớn đều đã chết đi nhưng còn có một bộ phận còn sống cả đám đều kinh dị mà trong người trong các đại tài phiệt tham dự vây giết sở phong cũng đều tê cả ra đầu có dự cảm đại sự không ổn có lẽ hắn còn sống nhưng ta không tin người xuất thủ ở núi vân lạc là sở phong hắn mới đột phá bốn đạo gông xiềng mà thôi, sao có thể một mình đi giết bầy vương. Có người không phục, cho rằng cương giả giống như là thiên thần ở núi Vân Lạc cũng không phải là sở phong, là một người hoàn toàn khác. Người kia toàn thân đều là thần huy, giống như một vòng đại nhật hoành không, kết quả là sau khi phân tích tất cả ảnh chụp, cũng không có người nhận ra hình dạng của hắn. Hèn hạ, chắc chắn là sở ma vương đó đã mời được chủ nhân của Ngọc Hư, mời ông ta xuất thủ, mới có thể phục sát bầy vương, thực là ti tiện. Có dị loại kêu lên, tức hổn hển, bởi vì vương của bộ tộc bọn họ chính một trong số đám người đi săn giết Sở Phong, kết quả lại chết thảm ở núi Vân Lạc, khiến cho trên dưới tộc này đều sợ hãi. Nhưng là, bình luận của hắn ta nhanh chóng bị bao vậy, hợp nhau tấn công. Bầy vương tụ tập, thiết hạ sát cục, vốn là muốn lừa giết Sở Phong, bây giờ bị diệt sát, ngược lại lại muốn trách người khác. Đừng nói là nhân loại, ngay cả rất nhiều dị loại đều lắc đầu, cái chết của Bầy vương lần này thật sự là không trách được người khác, chỉ vì tài nghệ không bằng người cũng không phải là tất cả dị loại đều căm thù nhân loại tuyệt đại đa số đều có thể sống chung hòa bình lão tổ tông sao người lại chết đi như thế mấy trăm năm đạo hạnh nghênh đón thiên địa dị biến trở thành cường giả vương cấp lại bị mất mạng như vậy ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ở vài chỗ không ít tộc đàn đều luống cuống có người kêu khóc có người sợ hãi hoảng sợ không chịu nổi bộ tộc mất đi sự che chở của vương giả những ngày tiếp theo của bọn họ chắc chắn sẽ sống rất khổ bởi vì thiên địa lại phải dị biến, đến lúc đó tạo hóa bên trong danh sơn đại xuyên cần phải phân chia theo thực lực. Một bộ tộc không có vương giả, bọn họ chắc chắn lạc hậu hơn người khác. Có thể nói, trận chiến này sẽ dẫn đến không ít vương tộc trực tiếp xuống dốc. Đông Tây phương đều chấn động, ảnh hưởng của một trận chiến ở núi Vân Lạc vượt quá tưởng tượng, trực tiếp lên đầu đề của báo chí ở các quốc gia, về phần trên internet thì càng không cần nói. Người kia đến cùng có phải là Sở Phong hay. Đây là chuyện duy nhất còn chưa được chứng thực bây giờ cả thế gian chú ý nhân vật chính của trận chiến này hắn là ai mặc dù rất nhiều người suy đoán là sở phong nhưng lại cảm thấy thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh có chút không thực tế dù là hắn trong thời gian ngắn đột phá đạo gồm siềng thứ năm cũng vẫn không cách nào địch nổi cao thủ tuyệt thế mới đúng đây là quan điểm của rất nhiều người bởi vì một khi đột phá đạo gông siềng thứ sáu sẽ hoàn toàn khác biệt cao cao tại thượng nhìn xuống bầy vương dù là chỉ thua kém một cái cấp độ, sinh linh đột phá đạo gông xiềng thứ năm cũng rất khó đối kháng cao thủ tuyệt thế. Đây là nhân thức chung của cao thủ từ các quốc gia. Lúc trước đúng là như thế, ngay cả Hoàng Ngưu cũng đã từng nói, sau khi đột phá đạo gông xiềng thứ sáu sẽ hoàn toàn khác biệt, không thể địch lại, gặp gỡ người như vậy chỉ có thể trốn. Năm đạo gông xiềng đầu tiên là một cái giai đoạn, từ đạo gông xiềng thứ sáu trở đi là bắt đầu một giai đoạn khác, giữa bọn chúng giống như là có một đường ranh giới, bị ngăn cách. Đại Hắc Ngưu lợi hại như vậy, cuồng giã nhưng sau khi đột phá đạo gông xiềng thứ năm vẫn như cũ không địch lại cường giả tuyệt thế bất quá sở phong thì khác mấy ngày trước lúc sắp chết hắn đem năng lượng tinh thần dung nhập vào năng lượng của nhục thân thăm dò đến huyền bí bên trong phương pháp hô hấp đồng thời hắn vẫn luôn dùng phấn hoa tiến hóa mà không phải là dị quả hơn nữa lần này càng là dựa vào tự thân đột phá đạo gông xiềng thứ năm khiến cho chiến lực của hắn hung mãnh dối tinh dối mù đánh vỡ cái gọi là đường danh giới áp chế vô luận là dị loại hay là nhân loại tất cả đều đang hồ nghi khó mà xác định người kia đến tột cùng là ai có người cho rằng đó là sở phong cũng có người tin tưởng đó là chủ nhân của ngọc hư còn có người cảm thấy có lẽ là núi võ đang lão tông sư dẫn tới trung cực phỏng đoán lớn ta không tin người đó sẽ là sở phong ta tình nguyện tin tưởng là kẻ tàn nhẫn của bích du cung thương lang vương nhất mạch mới đầu bị hù dọa nhưng sau khi tỉnh táo lại bọn họ tin tưởng tuyệt đối không có khả năng là sở phong thực lực của hắn sao có thể vượt qua hai cấp độ trong thời gian ngắn như vậy được ta tin tưởng chắc chắn cao thủ tuyệt thế mới quật khởi là sở phong đám người hùng khôn hồ sinh lấy giọng điệu vô cùng kiên định nói không sai là sở đại ma vương mấy người diệp khinh nhu âu dương thanh đỗ hoài cẩn cũng phụ họa theo đánh cược là sở ma vương xôn xao các lộ nhân mã đều đang bàn luận trong đó những đại tài phiệt kia đều đang khẩn cấp tổ chức hội nghị thương lượng đối sách bởi vì bọn họ lo lắng thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn lão đầu tử đã điều tra xong sao thương lang nhất mạch đang ở nơi nào ta dự định bắt đầu từ bọn chúng sở phong hỏi lục thông cha được bọn chúng được khổng tước tộc che chở bây giờ đều đang ở núi phổ đà lục thông nói cái gì vậy mà ở nơi đó ánh mắt của sở phong có chút lạnh hai chùm sáng tăng vọt núi phổ đà là một trong tứ đại danh sơn của phật môn danh sưng hải thiên phật quốc nam hải thánh cảnh là một trong những thánh địa trong yếu nhất của Phật giáo. Trước đây không lâu nơi đó bị bồ đề cơ nhân đánh hạ, cũng chiếm cứ, quả thực từng dẫn tới oanh động to lớn, phải biết đó cũng không phải là nơi bình thường, phải rất khó đánh xuống mới đúng. Lúc đó liền có nghe đồn, bồ đề cơ nhân hợp tác với dị loại, liên thủ đánh chiếm. Bây giờ xem ra đúng là như thế, khổng tước tộc bây giờ cũng dừng chân ở nơi đó, còn che chở thương lăng tộc, hiển nhiên khổng tước nhất mạch quan hệ tâm đầu ý hợp với bồ đề cơ nhân. Nếu như Khổng Tước Vương xuất thủ, thì chắc chắn những đỉnh cấp cường giả như Kim Ô Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương sẽ trợ trận, khó trách có thể đánh chiếm núi Phổ Đà." Sở Phong tự nói. Trước đó, khi tin tức Bồ Đề Cơ Nhân đánh chiếm núi Phổ Đà truyền ra, các tộc đều rung động, có chút không tin. Bây giờ xem ra mấy đại cao thủ tuyệt thế xuất kích, lại thêm nhân mã và vũ khí nóng của Bồ Đề Cơ Nhân, vậy thì hợp lý. Ta không cần biết bọn họ là ai, hôm nay leo lên núi Phổ Đà, đến đó thanh toán, ta xem ai dám ngăn cản ta sở phong sát khí cuồn cuộn, trong phương viên trăm mét đều là quang mang đáng sợ, thịnh liệt vô cùng. Đừng làm loạn. Lục thông khuyên bảo. Lần này thương lăng vương nhất mạch từng tuyên bố, cũng muốn ra tay với cha mẹ ta, còn có khổng tước vương lần này đã vượt quá giới hạn. Nếu như muốn đuổi giết ta cũng không sao, ta sẽ tự mình đến quyết chiến với lão ta, nhưng lão ta nhằm vào cha mẹ ta. Kiếp nổ núi Vân Lạc, muốn bày mưu hại chết ta, tất cả bọn họ phải đón nhận lửa giận của ta. Sở phong quyết định xuất kích, mục tiêu núi Phổ Đà hắn phải bày ra tư thái bá đạo, cho dù là khổng tước vương chạm đến cha mẹ của hắn, khối vảy ngược này, hắn cũng phải giết tới đó, chiến đấu đến cùng. Qua chiến dịch này, mới có thể để cho người người đều hiểu, danh giới cuối cùng của hắn mãi mãi cũng không thể đụng. Núi Phổ Đà nằm trong quần đảo Chu Sơn của tỉnh Chiết Giang. Sau khi thiên địa dị biến, không gian trồng chất xuất hiện giữa Hồng Đô và núi Phổ Đà cách xa nhau chừng 7.000 cây số. Bây giờ khoảng cách giữa hai địa phương lập tức xa rất nhiều lần, nhưng đối với Sở Phong mà nói cũng không đáng kể chút nào. Sau khi Sở Phong quyết định trực tiếp khởi hành, bảo trì phi nước đại với vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh, muốn đuổi tới quần đảo Chu Sơn, nếu như ở chỗ đó thật sự có mờ ám, hắn sẽ ăn thua đủ với các thế lực ở núi Phổ Đà. Hắn có thể duy trì loại tốc độ này trong vòng nửa tiếng đồng hồ, như là lôi điện hoành không, trên ven đường cái gì cũng không ngăn cản được hắn, hơi chạm đến thì nổ tung. Mà phần lớn thời gian có thể nói là hắn lăng không hư độ, mỗi lần vọt lên đều vượt qua khoảng cách hai ba dặm, không khí nổ lớn, cảnh tượng đó có chút kinh khủng. Nửa giờ sau, hắn toàn thân nóng lên, huyết dịch như giang hà lao nhanh, tất cả lỗ chân lông đều đang bốc lên xương trắng nóng bỏng, lúc này hắn mới giảm tốc độ. Mà lúc này đây, hắn đã vượt qua hơn ba ngàn cây số. Chúng ta không tin người đó là sở phong, lần trước bị bầy vương săn bắn. May mắn sống sót còn chưa nói, còn vọng tưởng một mình giết bầy vương, các ngươi nghĩ hắn là ai? chỉ với một mình hắn cũng không có loại năng lực này không thể nào trực tiếp trở thành cao thủ tuyệt thế thương lang tộc phát biểu căn bản không biết sở phong đã đang trên đường đuổi tới núi phổ đà sở phong giảm tốc độ đi đường để cho nhiệt độ cơ thể hạ xuống hắn đã biết thương lang tộc được khổng tước vương che chở khó trách còn dám nhảy ra hắn cười lạnh hôm nay sát phạt sẽ bắt đầu từ tộc đàn được khổng tước vương che chở này sở phong từ từ đi đường nghỉ ngơi hơn nửa giờ, hắn lần nữa tăng tốc, vừa nhảy lên chính là hai ba dặm, vượt qua trời cao, tái hiện tốc độ gấp năm lần vận tốc âm thanh. Hắn đã từ Giang Tây đi đến địa phận của tỉnh Chiết Giang, đi về phía duyên hải. Lai qua nửa giờ, lại là hơn ba ngàn cây số. Sở Phong tới gần mục đích, nhìn thấy bờ biển. Cuối cùng, hắn đạp trên một tấm ván gỗ, trực tiếp vượt biển. Phóng thích năng lượng của nhục thân, Sở Phong thôi động tấm ván gỗ dưới chân, quần áo phần phật theo gió vượt sóng cứ như vậy giết tới quần đảo Chu Sơn. Hắn chạy tới mục đích. Sau khi lên bờ, hắn tản ra thần giác, nhìn chăm chú tòa thánh sơn của Phật giáo ở nơi xa xa. Ừm. Rất nhanh, sở phong phát hiện thương lăng tộc. Đúng là bọn họ đang ở chỗ này, nhưng không có rừng chân ở trên núi, mà là trong một cánh rừng dưới chân núi. Sở phong bước từng bước một, đi thẳng về phía trước. Trong quá trình này hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, để cho thân thể nóng hổi của mình hạ nhiệt, khiến cho tinh khí thần khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Sau khi hắn đi bộ tới đến chân núi, tiến vào nơi nghỉ chân của Thương Lang tộc, quanh thân óng ánh, bắt đầu phát sáng. "Người nào, ngươi là?" Trong cánh rừng, có người của Thương Lang tộc phát hiện Sở Phong, sau đó trực tiếp kêu lên sợ hãi, suýt nữa tê liệt trên mặt đất, bọn họ nhìn thấy ai? Sở Đại Ma Vương. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang bàn luận, có thể nào ngờ tới chính chủ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Thương Lang tộc bị kinh động, từng con cự lang như một ngọn núi nhỏ vọt ra, sợ hãi mà cừu hận, người này giết vương của bọn họ. Các ngươi muốn động tới cha mẹ ta?" Sở Phong lạnh lùng hỏi. "Sở Phong, đừng làm loạn, đây hết thảy đều là hiểu lầm." Một con sói già run giọng nói. "Không có hiểu lầm gì." Sở Phong nói. "Sở Phong, ngươi phải biết, chúng ta được Khổng Tước Vương che chở, ngươi tùy tiện xông đến nơi này là đã phạm phải tối kỵ, nếu như ra tay với chúng ta, vậy thì thật là vượt quá giới hạn, sẽ có đại họa sát thân." Sở Phong trầm giọng nói, "Khổng Tước Vương che chở, ta còn muốn thanh toán với lão ta đây, đừng nói các ngươi." hôm nay ta còn phải trèo lên núi phổ đà, các ngươi chỉ tính là đồng lõa bị ta thuận tay diệt trừ mà thôi, ngay cả khổng tước nhất tộc đó và những người khác cũng phải đón nhận lửa giận của ta. Oanh! Sau một khắc, sở phong bộc phát, quanh thân ánh sáng lóa mắt, như liệt dương hoành không, thần huy chiếu rọi khắp nơi. Là ngươi, người đánh giết bầy vương ở núi Vân Lạc thật là ngươi. Một số người của thương lang tộc kêu to, triệt để kinh hãi. Những đặc thù này quá rõ ràng, quanh thân như là đại nhật, phóng thích hào quang trói lọi, tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế thần bí đang được mọi người nhắc tới. Ầm. Um. Sở Phong phất tay, vài con cự lang đang há miệng to như chậu máu bị đánh bay, ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Đối diện với mấy con hung lang này, hắn tiện tay vỗ, năng lượng hừng hực tựa như như sóng to gió lớn quét sạch, đánh bay cự lang mấy vạn cân, máu nhuộm cánh rừng. Người một mình giết bảy vương ở núi Vân Lạc chính là Sở Phong, Sở Ma Vương. Có người trong thương lang tộc phát tín hiệu cầu cứu, kèm theo là mấy tấm ảnh chụp mơ hồ, sợ hãi viết, khổng tước vương đại nhân cứu mạng, báo thù cho chúng ta. cấp độ của bọn chúng làm sao biết được khổng tước vương đã từng đích thân tới núi vân lạc, không đánh mà lui. ảnh chụp và lời cầu cứu truyền đến ngoại giới, dẫn tới gợn sóng to lớn. mọi người phát hiện trong mấy tấm ảnh chụp này, nhân loại sáng chói như kiêu dương, thánh huy chiếu dọi khắp nơi đó, tuyệt đối là cùng một người với cường giả tuyệt thế ở núi vân lạc. trời ạ, à, hắn thật sự là sở phong, thương lang tộc đang bị quét ngang mọi người rốt cuộc biết người một mình giết bảy vương đó là ai tất cả đều rung động thương lang tộc đang gặp đại kiếp bị thanh toán liều chết phát ra tin tức như vậy khắp thế gian đều kinh ngạc trong cánh rừng có hơn hai mươi mấy con thương lang da lông như kim loại ánh xăng lạnh như băng cái miệng há to như chậu máu bên trong răng trắng lởm chởm giống như là dao găm bọn chúng sợ hãi ánh mắt thù hận không ngừng lùi lại chỉ trong chốc lát mười mấy con thương lang nhào tới đều bị sở phong chụp chết không hề có chút hoảng hốt Thương Lang Nhất Mạch vốn có thể xem như là một chủng tộc rất mạnh mẽ, khi thiên địa vừa mới bắt đầu dị biến thì xuất hiện vương giả, hơn xa rất nhiều chủng tộc khác. Nếu như Thương Lang Vương sống đến bây giờ, có lẽ đã đột phá 4 năm đạo gông xiềng. Đáng tiếc, nó đi theo Khổng Tước Vương, nghe theo hiệu lệnh của lão ta, gây họa ở Cao Nguyên Vân Quý, muốn phân tán lực chú ý của cường giả nhân loại, kết quả dẫn đến bản thân chết thảm, bộ tộc này cũng triệt để xuống dốc. Sở Ma Vương, chúng ta liều mạng với ngươi, ngươi giết vương giả của tộc ta, khiến cho thương lang nhất mạch bị suy yếu, ngươi tên đao phủ này, đến giờ khắc này, những thương lang biến dị này đều quyết tâm liều mạng, cảm thấy đối phương sẽ không lưu tình, bọn chúng dù là cầu xin tha thứ cũng sống không nổi. Ngao, đàn sói gào thét, từng con dữ tợn vô cùng, miệng to như chậu máu phát sáng, các loại trùm sáng bay ra, công kích Sở Phong, mang theo luồng gió tanh hôi. Lang tộc vốn là khát máu, bây giờ liều mạng cho dù là đang đối mặt với vương giả cũng muốn liều chết chém giết. Đáng tiếc, một cơ hội nhỏ nhoi bọn chúng cũng không có, tranh lệch giữa hai bên quá lớn, cho dù sở phong đứng tại chỗ cho bọn chúng cắn xé, cũng vô pháp dung chuyển hắn. Thương lang vương đổ thành, giết chết 700 ngàn người, máu chảy thành sông, các ngươi cũng xứng nói ta là đao phủ. Sở phong lời nói bình thản, tế ra một thanh xích hồng phi kiếm. Hắn không muốn kéo dài thời gian, xoẹt một tiếng, như một đầu dao long màu đỏ bay múa, trong này chém xoáy, tiếng phốc phốc vang lên bên tai không dứt, toàn bộ thương lang biến dị đều bị chém giết. Nơi này không có giải yếu tàn tật, đều là cường giả biến dị của lang tộc. Sở phong cất bước, đi ra khỏi cánh rừng, hướng về chủ phong của núi Phổ Đà Mà đi, bây giờ nơi này hoàn toàn biến dạng, thực vật xanh mơn mởn, toát ra từng sợi linh khí nồng nặc. Thay đổi lớn nhất là, cả hòn đảo nhỏ cũng trở nên rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Ủng hộ kênh qua chấm com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé đi một đoạn đường rất dài, mới đến chủ phong của núi Phổ Đà. Gió mát phất phơ thổi, trên núi Thúy Trúc chập chờn, phát ra tiếng xào sạc, cũng có trung đồng ung dung, từ trong miếu thờ truyền đến, khiến cho tâm cảnh của người ta cũng yên tĩnh lại. Sở phong người bậc mà lên, bắt đầu leo núi. Núi Phổ Đà ngày xưa cao không tới 300 mét, không nói là thấp nhất trong số danh sơn trong thiên hạ nhưng không kém nhiều. Bây giờ cả ngọn núi bàng bạc vô cùng, cao tới gần vạn mét, hùng hồn mà nguy nga, đỉnh núi có ánh sáng vàng chảy xuôi, giống như là Phật quang phổ chiếu. Đây mới là diện mạo ban đầu của nó sao? Sở phong thở dài, từ độ cao chưa tới 300 mét, đột ngột cao vọt lên, thụy khí từng sợi, có thể nói là long trời lở đất. Trên núi Thương Tùng Thúy Bách, rừng trúc mọc thành từng cụm, sức sống bừng bừng. Một vài cổ tháp thấp thoáng trong biển trúc, mặc dù tàn phá, nhưng lại có hơi thở thần thánh. Đúng là rất khác biệt, hoàn toàn không giống trước kia. Trên núi, đường đi lót thềm đá giống như là được mở ra từ thượng cổ, mang theo hơi thở của thời gian, không phải là thứ mà núi phổ đà cao chưa tới 300 mét lúc trước có được. Đương, chuông lớn ung dung, đinh tai nhức óc, giống như muốn khiến cho người ta ngộ đạo. Ngay ở giữa sườn núi này, có một đình nghỉ mát đúc từ đồng thau, bên trong treo một quả chuông lớn, vậy mà tại tự văng lên, thanh âm hùng vĩ. Sở phong kinh ngạc, đi tới gần, dò xét trên dưới, tin chắc đây không phải là pháp binh, chỉ là một cổ chung. Hắn lần nữa leo về phía trước hơn nghìn thước, nhìn thấy không ít kiến trúc có hàng loạt cổ tháp cũng có khu biệt thự do người hiện đại xây dựng mới xây không lâu động tác của bồ đề cơ nhân cũng rất nhanh sở phong đi vào vùng đất này nhìn thấy rất nhiều người đều đang bận rộn đang hoàn thiện khu biệt thự mới đầu không ai chú ý tới hắn sở phong trực tiếp đi tới phía cổ tháp liên miên trong này hắn nhìn thấy một vài cây lạ đều sớm đã nở hoa kết quả đã bị người ngắt lấy dừng lại ngươi là ai trong cổ tháp có người đi tới ngăn cản hắn đi vào Du khách, không được leo núi sao? Sở phong cười hỏi. Ngươi, sở phong? Người kia giật này cả mình. Mặc dù thương lang tộc đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng cũng không phải là mỗi người đều chú ý tới Internet, nhất là chỗ này bề bộn nhiều việc, căn bản không có người chú ý, không phải nghe đồn, người trọng thương sắp chết sao? Sao lại đến nơi này? Trong cổ tháp đều là dị nhân, không có tăng lữ, đều phi thường chấn kinh. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là muốn báo cáo lên đỉnh núi, Sở Ma Vương leo núi, đây là muốn làm cái gì? Ẩm. Trong chốc lát, điện thoại trong tay những dị nhân này đều vỡ nát. Sở Phong khẽ phất một cái, những dị nhân phát hiện hắn đều mắt trợn trắng, sau đó bất tỉnh, ngã lăn ra đất. Hắn đi lại trong vùng cổ tháp này, đào một vài cây lạ lên, cẩn thận xem xét, phải chăng thích hợp chôn xuống trong hộp đá trồng hạt giống. Cuối cùng, hắn chỉ có thể than nhẹ, những dị thổ này phẩm chất còn chưa đủ mạnh. Bây giờ núi phổ đà cao chừng vạn mét, hắn mới đi tới chỗ cao 6.000 mét, hắn cảm thấy có lẽ đỉnh núi còn có hy vọng. Sư, sở phong tăng thêm tốc độ, cực tốc sông lên phía trên, trong nháy mắt thì tới gần đỉnh núi. Vùng đất này, cây trúc màu tím liên miên, địa thế khoáng đạt, rừng trúc lay động, linh khí mờ mịt. Thật sự có rừng trúc tìm ong ánh. Sở phong kinh dị, sau đó lại quay đầu, nhìn xuống dưới núi, cả biển xanh và bầu trời, vô cùng bao la hùng vĩ, ánh nắng chiếu lên trên mặt biển, ánh vàng trói lọi nhất là sau khi tới nơi này có thể nghe rõ được tiếng tụng kinh trên đỉnh núi trang nghiêm mà thần thánh như là đã đi tới phật quốc sở phong lộ ra sắc mặt khác thường nói tương truyền núi phổ đà là đạo tràng của quan âm bồ tát nhìn nơi này biển xanh tràn ngập kim quang rừng trúc màu tím linh khí chảy xuôi thật là có chút ý cảnh ở cổ đại nơi này có một vị siêu cấp tiến hóa giả để lại các loại truyền thuyết cuối cùng trở thành đại năng giả nơi này cảnh sắc ưu mỹ nhưng là bồ đề cơ nhân không có đụng tới tử trúc lâm, giống như là trong lòng còn có kiêng kỵ, chưa từng xây khu biệt thự trong này, những cây trúc tìm ong ánh đó muốn người ta không suy nghĩ nhiều cũng không được. Bồ Tát, Nam Hải tử trúc lâm, những truyền thuyết này ai ai cũng biết. Sở phong tìm kiếm trong này, một phen tìm kiếm, trong lòng của hắn khẽ động, dọc theo con đường đá xanh chậm rãi trèo lên núi. Sau đó không lâu, hắn nhìn thấy một lương đình ở trong tử trúc lâm, cũng nhìn thấy một bóng người, rất đẹp, tay đang cầm kinh Phật. Tóc xanh như suối, bóng lưng thướt tha, tư thái rất hoàn mỹ, rừng trúc tim ong ánh, tràn ngập hào vụ nhàn nhạt, nhạt, giống như tiên cảnh, lại nhìn thấy một người như vậy, lập tức khiến cho người ta phải suy tư. Sở Phong không có cố gắng thả nhẹ bước chân, trực tiếp đi qua, nhìn bóng dáng không linh xuất trần này. Trong lương đỉnh có bàn đá, một chén trà xanh đang tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Trên kinh Phật có hơi thở của tuế nguyệt, đã phát vàng, giống như là cổ vật hàng trăm hàng ngàn năm trước, bị đầu ngón tay trắng noãn kia nắm lấy, có một loại ý vị khác giống như là có cảm giác cô gái này xoay người lại tóc đen bay múa sáng bóng trong suốt cô ta có một tấm mặt trái xoan màu da trắng muốt mi cong cong một đôi mắt như đen láy linh tính như ngọc thạch có thể nói gương mặt rất hoàn mỹ tìm không ra một chút tì vết nguyên bản cô ta rất yên tĩnh đọc kinh phật mang theo ý vị không linh nhưng bây giờ cô ta rất giật mình đôi môi đỏ tươi mở ra lộ ra hàm răng óng ánh trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía sở phong giật mình kêu lên sao ngươi lại tới đây? Cô ta nghẹn ngào. Tới cửa đánh mông của bồ đề cơ nhân các ngươi. Sở phong đáp lại. Cô gái này đứng dậy, dáng người lộ ra càng thêm tuyệt hảo, yêu kiểu thước tha, sau lưng của cô ta là tử trúc lâm. Linh khí lượn lờ, người cùng cảnh giao hòa, như thơ như họa. Sở phong lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn cũng quen biết cô gái trước mắt này, nhưng là khí chất bây giờ của cô ta rất khác với trước kia. Ngày xưa, Khương Lạc Thần cực kỳ diễm lệ, cô ta đẹp không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không có danh xưng nữ thần quốc dân, nhưng trong kiểu diễm cũng có chút phong thái mị hoặc. Nhất là, sau khi cô ta thức tỉnh trở thành dị nhân, nghe đồn thu hoạch được một chút năng lực đặc thù của cửu vĩ Bạch Hồ, vì vậy càng thêm kiểu mị, diễm lệ vô song. Mà bây giờ, cô ta lại có chút khí chất không minh xuất trần, cầm một quyển kinh Phật trong tay, giống như Phật nữ, lạnh nhạt xuất thế. Đáng tiếc, loại khí chất này không có bảo trì được bao lâu. Sau khi nhìn thấy sở phong, rất nhanh liền không còn sót lại chút gì, cô ta co mày, trừng lớn đôi mắt đẹp. Nói, nghe đồn ngươi bị trọng thương, biến mất nhiều ngày, nguyên lai trốn trong núi phổ đà của chúng ta. Hai người giống như là trời sinh sung khắc. ủng hộ kênh qua Linh com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có phải ngươi nhiều ngày không đi ra ngoài rồi không, không biết bên ngoài đã long trời lở đất. Sở phong cười cười, nói, ta chủ động đến nhà, cũng không phải tránh né cái gì không phải là ngươi muốn cướp núi phổ đà của chúng ta chứ?" Khương Lạc thần mắt to chuyển động, nói, "Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi đi, trên núi rất nguy hiểm." "A, à, không phải là cấu kết với dị loại sao? Có cầm vương tọa trấn. Nếu như lão ta trở về, ta sẽ giết lão ta." Sở Phong cười nhạt, "Ngươi?" Khương Lạc thần giật mình. Sở Phong lộ ra lãnh ý nói, "Nói thật đi, ta tới để thanh toán, tốt nhất là bồ đề cơ nhân không có lén lút ám toán ta, bằng không, hôm nay ta phải đá núi." sở ma vương ngươi đang nói linh tinh gì thế? Khương Lạc Thần bất mãn, cũng không hiểu rõ, cô ta cảm thấy hình như đối phương cũng không phải nói đùa. Đùng! Sở Phong tiếp tục lên núi, lúc đi ngang qua, trực tiếp cho Khương Lạc Thần một bàn tay, tiếng vang thanh thúy. Đương nhiên, không phải đánh vào trên mặt, mà là khiến cho bờ mông tròn trịa run lên ba lần. Ngươi! Cô ta tức giận, ý vị linh hoạt kỳ ảo triệt để bị phá hư, dương nanh múa vuốt, muốn nhào tới. Ta là đang nói cho ngươi, không cần hô to gọi nhỏ với cường giả vương cấp, đồng thời cũng muốn nói, mặc dù chúng ta có chút giao tình, nhưng nếu Bồ Đề Cơ Nhân thật sự tính kế ta, đừng trách ta Lục Thân không nhận, đánh nổ tập đoàn này." Sở Phong bình thản nói ra, một chút cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, giờ khắc này Khương Lạc Thần tin tưởng, cô ta dựa vào trực giác cảm ứng được, Sở Ma Vương chưa hề nói dối, thật sự mang theo sát ý mà tới. "Đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Tại sao ngươi lại cho rằng Bồ Đề Cơ Nhân đang tính kế ngươi?" Khương Lạc Thần cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó giải thích, không sai, đúng là khổng tước vương tộc đang ở chỗ này, cùng chúng ta hợp tác chiếm núi phổ đà, nhưng chúng ta tuyệt đối không có liên thủ với bọn họ hại ngươi. Người nói không tính. Sở phong leo núi, không nhanh không chậm, một bước phóng ra hơn trăm mét. Khương Lạc Thần chấn động, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra kinh sợ, trong nội tâm cô ta cũng không chắc, chẳng lẽ những lão gia hỏa đó của bồ đề cơ nhân từng tham dự hành động mưu hại sở phong. Sau một khắc, cô ta đuổi theo, một đôi đôi chân dài nhanh chóng đong đưa, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng lưng của sở phong. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp cất bước, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trên đỉnh núi cao vạn mét của núi Phổ Đà, kim hà sán lạn, tử khí lưu chuyển, thấp thoáng ở giữa liên miên rừng trúc là từng tòa cổ tháp đứng sừng sững, thiện sướng giống như là từ trăm ngàn năm trước truyền tới. Sở phong chắp hai tay sau lưng, quan sát vật điện hùng vĩ. Ở trước một tòa kiến trúc cổ, có một gốc bồ đề thụ, lớn chừng bằng một vạc nước, da khô nứt ra, lá cây của nó mang theo màu vàng nhạt rất tốt thần thánh cổ thụ trước ngàn năm cổ tháp mới vừa vặn nảy mầm giãn ra phiến lá còn chưa kết nụ hoa hai mắt sở phong có thần quang trong trẻo mảnh cổ tháp và bồ đề thụ này tự nhiên không phải là di tích trên núi phổ đà cũ bây giờ núi này cao chừng vạn mét kim hà làm bạn bên sương mù tím phật quang chảy xuôi thần thánh vô cùng vốn dĩ khu vực cao như vậy hẳn là phải có băng tuyết mới đúng nhưng nơi này cực kỳ ấm áp sức sống bừng bừng đây là đại năng cổ đại đạo tràng của một vị siêu cấp tiến hóa giả có lẽ sẽ để lại đồ vật khó lường nào đó sở phong dò xét trên thực tế sau khi sở phong leo lên núi cũng không có che giấu khí cơ của mình kinh động tất cả mọi người ở nơi đây cho đến lúc này khương lạc thần mới đuổi theo thở hồng hộc hoàn toàn theo không kịp bước chân của một vị cao thủ tuyệt thế trên gương mặt trắng mất trần đầy mồ hôi a di đà phật một vị lão tăng trăm tuổi làn da có màu vàng nhạt thân thể khô gầy hất lên cả xa giống như là một tôn kim thân la hán nhanh không thể tưởng tượng nổi tựa như tia chớp đột ngột xuất hiện ở bên cạnh sở phong hòa thượng lui ra phía sau ta thanh toán khổng tước tộc trước một hồi mới đến phiên bồ đề cơ nhân sở phong vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng dù là đối mặt kim thân lão tăng có thực lực cao thâm mặt chắc này cũng không hề sợ hãi mười phần bình tĩnh sở phong nhìn về phía một cổ tháp khác hắn cảm giác được khí thức của khổng tước nhất mạch tuy nhiên lại không nhiều người một tiếng cọt kẹt cửa điện nơi đó bị đẩy ra đi ra mấy người đều là cao thủ của khổng tước tộc bọn họ rất tuấn mỹ bộ tộc này giống như là được trời cao chăm sóc một khi hóa hình thành hình người mỗi người đều là mỹ nam tử đều là mỹ nhân tóc tím phiêu động gương mặt đẹp đẽ sở phong người lại xông đến trọng địa của tộc ta một nam tử tuyệt mỹ của khổng tước tộc mở miệng thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi mấy tuổi thực lực bất phàm không ngờ đã tới chuẩn vương cảnh theo thiên địa dị biến thời gian lưu chuyển, cường giả của tộc này sẽ càng ngày càng nhiều. Người nói sai, ta tới để giết người. Sở Phong nhìn chăm chú vào bọn họ. Vương giả của tộc ta có danh xưng vô địch, nếu như người dám làm loạn, ngài ấy sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu có bản lĩnh, chi bằng hãy quyết đấu với vương giả tuyệt thế của tộc ta. Tuổi trẻ chuẩn vương này nói ra. Sở Phong bình thản đáp lại, ta cũng muốn như vậy, nhưng lão ta lại chạy trốn. Hơn nữa lần này lão ta còn vượt quá giới hạn, dám lợi dụng cha mẹ của ta làm mồi nhử, gây nguy hiểm cho người nhà của ta, ta đến nhà giết tộc nhân của lão ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dám? Một cô gái mỹ lệ của khổng tước tộc quát nhẹ, tóc tím phất phới, trên gương mặt trắng noãn mang biểu cảm tức giận và lạnh lẽo, thân là khổng tước tộc, luôn luôn tự cao, ngày thường ai cũng không dám gây, đã tạo thành thói quen kiêu ngạo của cô ta. Trước kia cũng không phải là chưa từng giết, có cái gì không dám, mà ngươi dám nói với ta như vậy, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Sở phong đứng tại chỗ, không có cất bước, trực tiếp huy quyền, ầm, um, giống như là một vòng đại nhật màu vàng nổ tung, quyền ấn đó quá kinh khủng, mang theo năng lượng ánh sáng hùng vĩ, đánh tới trước. Ngươi, người, người khổng tước tộc điều biến sắc. Cô gái tóc tím mỹ lệ muốn chạy trốn, cô ta mới đạt tới cảnh giới giác tỉnh cấp 9, rất bất phàm, nhưng mà cũng tránh không khỏi. Cô ta mới phóng lên tận trời, nhưng liền bị quyền ấn sáng chói như ánh sáng mặt trời đánh trúng, phù một tiếng, sau đó giải thể, không có khả năng sống sót. Sở ma vương, sao ngươi dám làm như vậy, không sợ vương giả vô địch của tộc ta trả thù sao? Một vị nam tử của khổng tước hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát. Để lão ta tới tìm cũng tốt, ta chỉ sợ lão ta không dám tới, đụng đến người nhà của ta. Đó chính là sờ lên vảy ngược của ta, lấy đạo của người trả lại cho người. Sở phong lãnh khốc nói. Đi mau. Có người quát khẽ, để cho mấy người bên cạnh tranh thủ thời gian rút đi. Bọn họ hận, cho tới bây giờ, không có người nào dám đến khổng tước tộc dương oai, mà sở ma vương này lại muốn đại khai sát giới ai dám đi? Sở Phong lãnh đạm nhìn chằm chằm bọn họ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xoẹt. Nam tử trong mắt đỏ đó bay lên không, muốn dương cánh rời đi. Chúng ta cũng đi. Những người khác nói nhỏ, cảm thấy nếu không đi đều sẽ bị đánh giết. Đốt. Sở phong giống to một tiếng, đây là âm ba công kinh khủng kết hợp giữa giao ma âm và ngưu ma âm. Toàn thân hắn phát sáng, như là mặt trời nở rộ, gợn sóng màu vàng từ trong miệng phát ra thanh âm cực kỳ đáng sợ chấn động sơn hà thiên diêu địa động phốc nam tử khổng tước tộc vừa bay lên không trung đó trực tiếp nổ tung hóa thành một đám xương máu sở phong đứng tại chỗ không động dưới một tiếng hống đỉnh núi đều đang run rẩy vậy mà trực tiếp giống chết một vị cao thủ của khổng tước tộc a à, nơi xa có khổng tước tộc nữ tử thét lên bị hù mặt không có chút máu a à, di đà phật lão tăng trăm tuổi kia toàn thân nở rộ kim quang nội tâm bị chấn động mạnh, đây quả thực con kinh khủng hơn cả Phật môn sư tử hống. Không ít người của bồ đề cơ nhân đều có mặt, tận mắt nhìn thấy một màn này, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, linh hồn run rẩy, đều sợ hãi thán phục ở trong lòng, không hồ là sở ma vương, bọn họ đều sợ hãi. Phía sau, trong lòng khương lạc thần nổi sóng chập trùng, trợn to đôi mắt đẹp, nhiều ngày không thấy, lần nữa nhìn thấy sở phong, phát hiện hắn mạnh không cách nào tưởng tượng, thần uy lẫm liệt. Dưới một tiếng hống, đỉnh núi run rẩy, tử trúc lâm vang xào sạt phiến lá rơi lã trã, mà tên cao thủ của khổng tước tộc đó thì giải thể giữa không trung trên người sở phong giống như là khoác lên áo bào do ánh mặt trời biện thành quang hoa vạn sợi nếu nhìn thẳng vào hắn con mắt đều sẽ bị đâm đau nhức sở phong xin ngươi dừng lại mấy người còn lại của khổng tước tộc sắc mặt trắng bệch vừa rồi gợn sóng màu vàng trong miệng sở phong phóng tới giữa không trung cũng không có nhằm vào bọn họ nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng suýt chút nữa ngã xuống đất thân thể khẽ run lên Sở Phong dừng lại, bình tĩnh nhìn xem bọn họ, nhưng vẫn khiến cho mấy người cảm giác được áp lực khó có thể chịu đựng, giống như là đang đối mặt với một tôn ma thần. Vương giả của tộc ta cũng không có động tới cha mẹ của ngươi, ngày ấy chỉ đúng lúc đuổi tới núi Vân Lạc, cũng không có ý mưu hại người nhà của ngươi. Tuổi trẻ chuẩn vương của Khổng Tước tộc sắc mặt trắng bệch nói, chỉ là đúng lúc gặp. Nói thật nhẹ nhàng, người ở núi Vân Lạc lấy cha mẹ của ta làm kiếp nổ mà thiết kế sát cục, Khổng Tước vương xuất hiện ở nơi đó, vậy cũng đã đủ rồi. Sở Phong nâng tay phải lên, phát ra sáng bóng trong suốt, liền muốn vỗ tới phía trước. Trong nháy mắt, đỉnh núi run rẩy, vô cùng kiềm chế, khiến cho người ta muốn ngạt thở. Nếu như ngươi hay là còn tính là anh hùng lỗi lạc mà nói, liền đi chiến đấu với vương của tộc ta, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ tự tin. Khổng tước tộc chuẩn vương kiên trì, bảo trì chấn định, nói như vậy, hắn ta biết căn bản là chạy không thoát, trừ phi tên ma vương này tự mình thu tay lại. Trăm thiện hiếu vi tiên, con người của ta rất thiện lương, tuyệt đối không cho phép có người nhằm vào cha mẹ của ta. Cái gì anh hùng lỗi lạc, để đó tính sau đi. Phép khích tướng của người rõ ràng như vậy, muốn chết đâu? Hay vẫn là muốn chết? Sở phong sắc mặt đạm mạc, không có do dự gì, giơ bàn tay óng ánh lên nhấn về phía trước, phịch một tiếng đánh bay tên chuẩn vương đó, hắn ta phun ra một ngụ máu, trực tiếp mất mạng. Các cao thủ còn lại của khổng tước tộc, từng cái da đầu đều muốn nổ, vừa sợ vừa giận, người này quyết tâm muốn diệt bọn họ. Ở phía sau, người của bồ đề cơ nhân đều lộ ra sắc mặt khác thường, vị ma vương này tự nói mình nói thiện lương, nhưng lại đưa tay liền giết người. Thần tăng, cứu chúng ta. Mấy người còn lại của khổng tước tộc không dám dương cánh đào tẩu, nhìn về phía lão tăng khô gầy, làn da có ánh sáng vàng nhạt kia. Lão tăng đã hơn trăm tuổi, danh sưng một trong những truyền nhân của thích già, là vương giả mạnh nhất của bồ đề cơ nhân. A-di-đà Phật. Lão tăng miệng tụng Phật hiệu, ánh sáng màu vàng nhạt trên người rực rỡ hẳn lên. Sở Phong quay đầu, nhìn về phía Lão Tăng nói, có người muốn động tới cha mẹ của ta, ta là vì giải quyết hậu hoạn mà đến, nếu như ngươi muốn ngăn cản, đó chính là tuyên chiến đối với ta. Lão Tăng ngược lại là có lòng từ bi, nhưng nếu thật sự muốn ngăn cản, trêu đến vị ma vương này phát cuồng, tất cả dị nhân của bồ đề cơ nhân đều phải bị chôn cùng. Hắn hiểu được tâm ý của Sở Phong, biết rõ khổng tước vương khó chọc, danh xưng vô địch, nhưng vẫn muốn đến nhà chém giết tộc nhân của Lão ta, răn đe. Lão tăng biết, lần này nếu như sở phong cường thế chấn sát cũng gánh lấy lửa giận của khổng tước vương, bình yên vượt qua một kiếp này, vậy sau này đúng là sẽ không có người dám động đến thân nhân của hắn. Một ma vương như vậy, dưới cơn nóng giận ngay cả tộc nhân của vô địch khổng tước vương đều giết không tha, ai không sợ hãi? Sở vương, ngươi quá bá đạo! Lại một tòa cổ tháp rộng rãi mở ra, có hai người từ bên trong đó đi ra. Mở miệng chính là một người đàn ông tóc đen, một đôi mắt yêu dị, giống như là che một tầng xương đen nhàn nhạt. nhạt mà cả người hắn ta cũng mặc áo đen. Ở bên cạnh hắn ta có một cô gái, tóc dài màu vàng nhạt, con mắt như lục bảo thạch, lỗ tai lông xù, giống như là miêu yêu. Sở Phong nhìn thấy hai người bọn họ, suy đoán có thể là tộc nhân của Kim Ô Vương và cử Mệnh Miêu Vương. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn hai người, sau đó trực tiếp xuất thủ với ba tên cao thủ còn lại của khổng tước tộc. Oanh một tiếng, một quyền này đập tới, thần quang bành trướng, phạm vi trăm mét đều bị bao phủ. Phanh phanh, Ba người cuối cùng giống như là ba cái túi vải rách bay ra ngoài, mang theo hận ý, còn có không cam lòng, kết thúc tính mệnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sở phong lãnh đạm nói, cái gì gọi là bá đạo. Lúc trước khổng tước tộc từng không ngừng phái cao thủ đi thuận thiên giết ta, mà lúc ta mới tới Côn Lôn, cũng có cao thủ của khổng tước tộc đi mời chắc mộc điểu vương tới giết ta. Vô duyên vô cớ, chỉ vì ta không có khúm núm với bọn họ, vậy thì muốn giết ta, đây mới là bá đạo. Hôm nay ta đến nhà chấm dứt một đoạn ân oán, thanh toán với khổng tước vương. Nếu như ngươi cho rằng bá đạo, vậy cũng có thể. Người đàn ông mặc áo đen kia đích thật là tộc nhân của Kim Ô Vương. Bất quá cách Kim Ô huyết mạch còn xa, chỉ là một con quạ dị biến hóa thành hình người. Hiện tại là một vị chuẩn vương. Ánh mắt của hắn ta u lãnh, nói, sở vương, ngươi cũng coi là một phương cao thủ. Nhưng mà làm việc lại không kiêng nể gì cả, ngươi phải biết, không ai có thể chân chính vô địch sở phong mở miệng lần này kim ô vương mặc dù cũng từ thái sơn một đường xuôi nam muốn động thủ với ta nhưng không có nhằm vào cha mẹ ta cho nên dù hôm này leo lên núi phổ đà cũng không nhằm vào bộ tộc của các ngươi muốn giết cũng đi giết vương của tộc ngươi tự giải quyết cho tốt lời nói như vậy vừa ra ngay cả lão tăng của bồ đề cơ nhân đều hai tay hợp thành chữ thập niệm một tiếng phật hiệu sở phong quá cường thế kim ô vương lại cũng là mục tiêu săn giết của hắn về phần những dị nhân kia thì càng không cần nói trong lòng rung động đời này đều không muốn là địch với người đàn ông như ma thần này người đàn ông trẻ tuổi áo đen kia ánh mắt lạnh lẽo tận mắt nhìn thấy mấy người của khổng tước tộc chết ở trước mắt hắn ta cảm giác rất biệt khuất nhưng cũng không dám ngăn cản hắn ta trực tiếp hô kỳ danh giọng nói lạnh lùng nói sở phong ngươi phải biết kim ô vương khổng tước vương cửu mệnh miêu vương là đồng khí liên tri hôm nay ngươi dám bá đạo như vậy ngày khác coi chừng hậu quả xấu trước mắt sở phong đột nhiên mà quay đầu nhìn chằm chằm hắn ta khí thế khiếp người nói ta rồi lần này không có nhằm vào kim ô tộc nhưng đây cũng không phải là hứa hẹn cũng không phải là cho các người một đạo hộ thân phù ngươi một tên chuẩn vương nho nhỏ cũng dám uy hiếp ở trước mặt ta làm càn muốn chết ầm sở phong bóc quyền ấn đập tới phía trước ngươi a à... người đàn ông áo đen kêu to muốn chạy trốn vừa hóa thành một con quạ mới dương cánh bay lên thì lại bị đánh rơi xuống tới trong mắt của hắn ta có sợ hãi, còn có hối hận, hai mắt dần dần thất thần, con quạ thân thể chia năm xẻ bảy. Một chút máu tươi rơi vào trên thân cô gái tóc vàng của miêu tộc, cái này khiến cho cô ta thét lên, nhanh chóng lùi lại, e sợ cho Sở Phong ngay cả cô ta cũng giết. Trước cổ tháp ngàn năm, tiếng chuông ung dung, thiện sướng trận trận, nhưng lại khó nén túc sát chi khí ở nơi đây. Sở Phong cất bước, đi về phía căn cứ của khổng tước tộc, ở đằng sau cổ tháp liên miên đó có từ trúc lâm linh khí mờ mịt, thích hợp phi cầm dừng chân nhưng mà nơi này đã sớm rỗng tuếch chỉ còn lại mấy con khổng tước lúc nãy còn lại sớm đã đào tẩu sở phong không nói gì làm đến bước này đã đầy đủ cho thấy thái độ của mình ở trước khi chém giết khổng tước vương nếu thật sự triệt để hủy diệt bộ tộc này của bọn họ tất nhiên khổng tước vương sẽ phát cuồng bất kể đại giới mà trả thù sở phong quay người trở về đối mặt với đám người của bồ đề cơ nhân vừa nhìn về phía lão tăng kim thân nói ta muốn biết trong lúc ta bị bầy vương vây giết bồ đề cơ nhân có tham dự trong đó hay không Hắn phong mang tất lộ, khí tức của cường giả tuyệt thế tràn ngập, khiến cho tất cả dị nhân xung quanh đều run rẩy, gần như sắp ngã trên mặt đất. Lúc này, Khương Lạc Thần ở phía sau cũng sắc mặt trắng bệch, rất bất an, lần đầu tiên cảm nhận được vị người quen này cường thế và đáng sợ. Ngay cả tộc nhân của Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương đều nói giết liền giết, còn có cái gì không dám. Khương Lạc Thần vốn là muốn mở miệng, nhưng bây giờ môi đỏ khẽ nhếch, cũng không nói gì cô ta hoài nghi nếu như cô ta tiến lên nói cái gì nói không chừng cũng sẽ bị một quyền chấn sát bồ đề cơ nhân không có săn bắn thí chủ thật đáng tiếc không thể đi cứu viện lão tăng thản nhiên ánh mắt bình thản đối mặt vị truyền nhân của thích già này một vị lão tăng kim thân vượt qua trăm tuổi sở phong cảm thấy sát khí trên người mình tán đi không ít việc này khiến cho hắn kinh ngạc nếu như thí chủ không tin lão tăng có thể buông ra ý thức hải để cho ngươi phân biệt Lĩnh vực tinh thần của sinh vật vương cũng không dễ tìm tòi nghiên cứu như vậy, nếu như bản thân người đó không đồng ý, người khác rất khó phá vỡ. Lão tăng thản nhiên như vậy, muốn toàn diện buông ra ý thức hải, để sở phong rung động. Hắn duỗi ra một ngón tay, phát ra ánh sáng ong ánh sáng bóng, điểm tới mi tâm của truyền nhân của thích già. Lão tăng sắc mặt bình thản, bình yên mỉm cười, không trốn không né. Khi sắp chạm đến mi tâm của lão tăng kim thân, sở phong thu tay lại trong phút chốc, nói, ta tin tưởng đại sư, hắn có thể xác định đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão tăng trong người vây giết hắn không có vị truyền nhân của thích giả này chỉ là không biết phải chăng bồ đề cơ nhân còn có cao thủ ẩn tàng sở phong có chút hào cảm với lão tăng không có làm khó có nhân viên cấp cao của bồ đề cơ nhân ở chỗ này sở phong hỏi những dị nhân kia hắn không có cảm tình gì với người cầm quyền của những đại tài phiệt này lần này bị người săn bắn ở địa phận tỉnh giang tây những tài phiệt đó còn hung ác hơn so với dị loại có Cuối cùng có người đáp, đúng là Khương Lạc Thần, đây có chút vượt quá dự đoán của Sở Phong. Cuối cùng, mấy tên lão giả bị mời đến, Sở Phong không chút khách khí, ngón tay phát sáng, điểm tới mi tâm của bọn họ. Mấy tên lão giả này sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng phối hợp. Sở Phong thôi miên, thăm dò tiềm thức của bọn họ, nhìn xem phải chăng có người gây bất lợi cho hắn. Cuối cùng, Sở Phong không có phát hiện cái gì, biểu thị đối với mấy người kia ấy náy. Ta tạm thời tin tưởng bồ đề cơ nhân, Lời nói như vậy nghe vào trong tai mọi người, tâm tình phức tạp, bất quá rất nhiều dị nhân rốt cục thở dài ra một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ cao tầng đã từng nhằm vào sở phong. Lỡ như bị điều tra ra, hôm nay sở ma vương chắc chắn sẽ đại khai sát giới, huyết tẩy bồ đề cơ nhân. Bất quá mọi người cũng minh bạch, sở phong còn không có hoàn toàn tin tưởng bồ đề cơ nhân. Hắn gặp phải tài phiệt săn giết, không có cảm tình gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé trong một tòa miếu thờ cổ xưa nhất ở trên đỉnh núi một viên ngói một viên gạch đều phát ra cổ ý tuyên khắc dấu vết của tháng năm giống như là trải qua thương hải tăng điền thượng cổ tuế nguyệt biến thiên xa xưa như vậy nó rất cổ xưa bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ nhưng nó lại là trung tâm của toàn bộ khu kiến trúc sở phong đứng ở trong miếu nhìn chăm chú tôn tượng thần này đứng ở chỗ này rất lâu không hề động một chút dưới trời chiều chùa cổ bên cạnh còn có một tòa đồng điện treo một quả chuông lớn ung dung vang lên sở phong rốt cục đi ra tại trong ánh nắng chiều màu đỏ ở giữa miếu thờ cổ lão nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước hắn đặc biệt an bình tâm cảnh tường hòa không buồn không vui tạm thời quên đi tất cả trong tiếng chuông cùng trong ánh nắng chiều gột rửa một sợi sát khí cuối cùng trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi hai ngày này sát khí quá nặng tung hoành hơn vạn dặm chém hắc đằng đánh chết bầy vương diệt thương lăng tộc chu khổng tước tộc trong lòng giống như là có một cỗ lệ khí mãnh liệt không ngừng cho tới bây giờ hắn mới yên tĩnh ở trong miếu thờ người nghe tăng tụng kinh nghe ngàn năm cổ tháp chuông đồng oanh minh gột rửa tâm thần hóa tận lệ khí hắn cẩn thận suy tư từ sau khi luyện hình ý quyền một lòng muốn ma luyện quyền ý một đường đại sát tứ phương dẫn đến chính mình tích lũy sát khí càng ngày càng thịnh xem ra phải chú ý địch nhân có thể giết xong chuyện phủi áo đi nhưng không thể để cho lệ khí tích tụ quanh thân sở phong khẽ nói ý thực được vấn đề này khi sát phạt có thể khí thôn thiên hạ, nhưng ngày thường phải bảo trì tâm cảnh yên tĩnh tường hòa, nếu không sẽ giống như là một ma đầu. Thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, hình ý một năm đánh chết người. Thật sự có chút đạo lý. Sở phong suy nghĩ. Hắn cảm thấy gần đây sát khí tiêu thăng có lẽ có liên quan với việc tu luyện quyền pháp, hình ý quyền chính là vì sát phạt mà sinh. Trong ánh nắng chiều, lão tăng kim thân chậm rãi mà đến. Ông ấy tên là Thiên Giả, là sư huynh của vị thích giả môn đồ Thiên Diệp từng đại chiến với bạch xà ở núi Thái Hành đó ta có một bộ phương pháp hô hấp kim thân là hán. Ở trong ánh tà dương, thiên giả thân thể phát sáng, thật giống như một tôn kim thân là hán, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay hợp thành chữ thập. Sở phong kinh ngạc, lão tăng tìm hắn nói những này làm cái gì? Rất nhanh hắn hiểu được, thiên giả thế mà mời hắn gia nhập bồ đề cơ nhân. Nếu như sở phong nguyện ý quy y ở núi Phổ Đà, liền có thể đạt được phương pháp hô hấp kim thân là hán. Sở phong không biết nên khóc hay cười, lão hòa thượng này nhìn xem mặt mũi hiền lành, làm sao sinh ra ý nghĩ này? Có chủ ý như vậy, muốn hắn quy y xuất gia. Thiên giả đại sư, ta còn trẻ, đang còn muốn thưởng lãm thế giới phồn hoa này. Tiêu Giao tự tại 500 năm trong hồng trần cuồn cuộn, không muốn xuất gia, không muốn thê độ. A Di Đà Phật, Thiên giả tụng Phật hiệu, lấy thần giác lít nhìn bốn phía, sau đó nói nhỏ, nói là cảm ứng được Phật vận trên người Sở Phong, hỏi hắn phải chăng là có liên quan tới phương pháp hô hấp tuyệt thế mà hắn nắm giữ. Thiên giả nói thẳng, thiên địa dị biến sinh linh ở các thế giới khác cuối cùng cũng sẽ giáng lâm, nếu như trong tay sở phong nắm giữ phương pháp hô hấp cấp Bồ Tát, sẽ có đại cơ duyên, có lẽ sẽ bị mang đi, tiến vào thế giới khác, tu luyện vô thượng diệu thuật trong Phật môn Thánh Địa. Điều kiện tiên quyết là, sở phong phải quy y Phật môn, thiên giả nguyện ý tiếp dẫn hắn, mỗi ngày giúp hắn giảng giải kinh, đúc xuống căn cơ. Sở phong nghe vậy, bất vi sở động, sinh linh ở thế giới khác đều đang liều chết giáng lâm thế giới này, hắn có lý do gì phải rời đi. Trên địa cầu có thánh thụ, có tạo hóa, nhưng lại thiếu khuyết pháp, những cái lưu truyền trước mắt quá đơn sơ, cuối cùng cần bước vào thế giới khác tìm kiếm kinh văn. Thiên giả nói ra, Sở Phong ý động, hắn đã từng nghe Hoàng Ngư nói qua, các thế giới khác rất huy hoàng, cực điểm sáng chói, thần tử tung hoành, thiên nữ hoành không, bồ tát chấn thế, để cho người ta hướng tới. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải đi nhìn một chút. Sở Phong mở miệng, chờ ta đem các loại tạo hóa giữa danh sơn đại xuyên này tìm được, sau đó sẽ đi cân nhắc lão tăng yên lặng, vị thí chủ này thật là lòng tham. Tốt, về sau địa bàn của khổng tước tộc chính là của ta, núi phổ đà có một phần của ta. Sở phong nói, thiên giả không nói gì, sao vị này lại giống hệt như thổ phỉ, còn muốn dẫn hắn nhập vào Phật môn đây, nhưng mà với tính tình của vị này, có vẻ không thích hợp. Sở phong chém tới lệ khí, trả lại trong lòng một mảnh bình thản, tự nhiên tâm tình rất thoải mái. Sau đó, hắn tìm kiếm trên khắp đỉnh núi, đào đất ở dưới gốc bồ đề thụ thô to như vạc nước đó, quả thực dọa sợ không ít người của bồ đề cơ nhân. Sở phong, ngươi muốn đào cây cổ thụ này. Khương Lạc Thần xuất hiện, cô ta có chút mắt tự nhiên, ngày xưa còn không để ý chút nào, hôm nay nhìn thấy hắn đại khai sát giới, không dám trêu chọc. Chỉ là nhìn một chút. Sở phong đứng dậy, hắn mới xem xét, dị thổ bên dưới là ba màu. Không khác biệt lắm so với núi Thái Sơn, hẳn là vô hiệu đối với sự nãy mầm của hạt giống. Cần thời gian, chờ phổ đà sơn toàn diện khôi phục, linh khí càng tăng lên mới có thể trồng hạt giống trong hộp đá. Phổ Đà Sơn sẽ không chỉ có một chút tạo hóa như vậy chứ? Sở Phong hỏi. Vô luận là phong thiện chi địa, hay là núi Côn Lôn, mặc dù bị Chư Vương chiếm cứ một bộ phận, nhưng còn có khu vực thần bí hơn không vào được, mà núi Long Hổ kia thì cũng dị thường hung hiểm. Ở bên kia, thiên già chỉ về phía sau núi. Ừm, Sở Phong kinh ngạc, chỉ có lúc mặt trời lặn và mặt trời mọc, mới có thể nhìn liếc qua một chút. Thiên già nói ra, ở trong ánh tà dương, sở phong nhìn thấy phía sau của núi phổ đà trong lúc mơ hồ hiện ra một ngọn núi càng thêm hùng vĩ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng nhìn không rõ ràng phía trên có cái gì không bước lên được sao sở phong hỏi không thể đi lên lão tăng lắc đầu trước khi trời chiều biến mất trước khi ngọn núi thần bí kia biến mất nhưng cũng trong lúc này có từng điểm từng điểm kim quang vẩy xuống lão tăng khẽ quát phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí nhục thân của ông ấy phát ra năng lượng dùng hết khả năng tiếp dẫn kim quang đó sở phong thấy thế cũng nếm thử tiếp dẫn xoẹt cuối cùng một mảnh lá màu vàng của bồ đề thụ bay tới mang theo sinh mệnh tinh khí bồng bột rơi vào trong tay sở phong trên phiến lá nhuộm một sợi máu chuyện gì xảy ra hắn giật này cả mình thiên giả cũng bị xúc động mạnh nói lão tăng trước kia đã từng tiếp đón được vài phiến bồ đề diệp màu vàng nhưng mà chưa từng thấy đến vết máu thật đúng là có ý tứ Sở Phong nhìn chằm chằm vùng hư không kia, trên ngọn núi đó có sinh linh đang truyền tin tức ra bên ngoài. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, nếu như thiên địa dị biến một lần nữa, nếu như núi Phật Sơn xuất thế mà nói, có lẽ khó mà nói rõ là tạo hóa hay là thứ khác. Trong giây lát, Sở Phong tỉnh táo, cho tới nay tất cả mọi người đều đang chờ đợi thiên địa dị biến một lần nữa, chờ mong đến sớm một chút, chờ đợi cơ duyên, tranh đoạt trái cây thần thánh càng kinh người hơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ tới phương diện xấu ở trong này khả năng cất dấu sát cơ. Ừm, bông tuyết, tuyết rơi. Sở Phong giật mình, đột nhiên mà ngẩng đầu. Ở trên thiên khung kia, tuyết lông ngỗng bay tán loạn, rơi vãi xuống, đỉnh núi này nhanh chóng bị màu trắng bạc bao trùm. Đây là có chuyện gì? Từ khi sau khi thiên địa dị biến, vô luận mùa gì, các nơi đều ấm áp như xuân, sinh cơ bừng bừng, đã không còn mùa đông giá lạnh. Trạng vạng tối này, vậy mà lại phát sinh sự tình quỷ dị như vậy. Sở Phong ý thức được, thiên địa bắt đầu dị biến một lần nữa một ngày này đột ngột đến. Tuyết trắng như lông ngỗng bay khắp trời, chút xuống xuống tới, cả ngọn núi phổ đà đều trắng xóa, cổ tháp ngàn năm và tử trúc lâm đều bị tuyết lớn bao trùm. Trong khoảnh khắc, từ giữa hè đến băng tuyết phong sơn, loại biến cố này ngàn năm không có, quá mức ly kỳ. Sở phong đứng trên đỉnh núi, nhìn lên thiên khung, lại quan sát khắp nơi, chú ý quan sát phải chăng có dị biến khác phát sinh. Thiên giả ở bên cạnh hắn, Lão tăng vẻ mặt nghiêm túc, ông ấy cũng không có tính trước được thời gian thiên địa dị biến một lần nữa lại tới nhanh như vậy. Khương Lạc thần toàn thân áo trắng, cũng ở nơi đây, cô ta có chút tâm thần bất định, không biết sau lần kịch biến này thế giới này sẽ như thế nào, có còn là địa cầu mà cô ta quen thuộc. Lần trước sau khi thiên địa dị biến, vạn vật tiến hóa, từ phi cầm đến mãnh thú tất cả đều sinh ra trí tuệ, rất nhiều tộc loại có thể bình khởi bình tọa với nhân loại, lần này thì sao? Không có ai biết sẽ phát sinh cái gì chỉ có phương viên hơn 10 dặm bị băng tuyết bao trùm, xa hơn thì không có. Sở phong mở miệng. Thí chủ thần giác nhạy cảm, lão tăng mặc cảm. Thiên gia thở dài, cùng là cường giả đột phá năm đạo gông xiềng, ông ấy lại không bị kịp với sở phong. Khương Lạc Thần vội vàng rời đi, đi lấy điện thoại, phải cẩn thận thẩm tra. Mấy ngày gần đây cô ta đều tố cầm, duyệt kinh kinh, ngăn cách với ngoại giới, ngay cả điện thoại đều không có mang theo trên người, đang trải nghiệm một loại tu hành. Sở Phong cúi đầu, nhìn xem Bồ đề diệp màu vàng nhuốm máu trong tay, hắn nhìn về phía sau núi, nhìn chăm chú, muốn nhìn một chút sau khi thiên địa dị biến ngọn núi đó có hiện ra nữa không. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được một ít thanh âm, giống như là người lại như là thú đang thét gào, từ giữa không trung chuyển đến, chính là từ vị trí của ngọn núi lớn biến mất đó. Đại sư, lúc này, mấy vị nhân viên cấp cao của Bồ đề cơ nhân vội vàng chạy đến, rất là lo lắng, tìm được thiên giả, hỏi thăm phải trăng dị biến đã bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ lại nhìn phía sở phong, có người mở miệng nói, sở tiên sinh. Mấy cái lão đầu tử muốn mời sở phong ở lại nơi này, tọa chấn núi phổ đà, thiên địa đột nhiên bắt đầu dị biến, trong lòng bọn họ không có nắm chắc. Bọn họ là nhân viên cấp cao, miễn cưỡng xem như thành viên hạch tâm, đã thương lượng xong với người của tổng bộ của bồ đề cơ nhân, nhất trí cảm giác, dị biến quỷ dị, con đường phía trước khó dò. Mà sở phong đang ở núi phổ đà, nếu như giữ lại hắn, mời hắn chấn thủ, chắc chắn sẽ ổn thỏa không ít. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, hắn dựa vào cái gì ở tại nơi này giúp bọn họ trấn thủ núi Phổ Đà. Sau khi dị biến, chúng ta có thể chia sẻ tất cả tạo hóa ở nơi này cho Sở tiên sinh." Một vị lão giả nói ra. "Đáng tiếc, chưa chắc là tạo hóa." Sở Phong chỉ về hướng gốc Bồ đề thụ to bằng vại nước kia, cũng là cây cổ thụ thần thánh duy nhất này mầm trên ngọn núi này. Lá cây của nó đang không ngừng thu nhỏ lại, không chỉ không có sinh trưởng bình thường, mà còn mất đi ánh sáng phiến lá còn đang nghịch hướng sinh trưởng, thu nhỏ lại thành chồi non, lại rất là ảm đạm. Mấy tên lão giả sắc mặt biến đổi, vô cùng khó coi, dặn dò người mời hai nhà thực vật học đến. Hiển nhiên từ sau khi chiếm cứ nơi này bọn họ rất để bụng, đem theo một ít nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghịch sinh trưởng, loại thực vật này không thể lý giải. Hai vị nhà thực vật học đều đầu lớn như cái đấu, căn bản không có manh mối. Khương Lạc Thần trở về, nói, trước mắt, phong thiện chi địa tuyết rơi, núi long hổ bao phủ trong làn áo bạc côn lôn một mảnh trắng xóa núi trung nam tuyết động dày hai thước không phải tuyết rơi trên phạm vi lớn chỉ có một ít danh sơn đặc thù xuất hiện bạo tuyết bị đóng băng sắc trời đen lại thời tiết càng thêm lạnh lẽo bông tuyết trên không trung còn đang hạ xuống tuyết động trên mặt đất của núi phổ đà đều cao cỡ nửa người rất nhanh tổng bộ của bộ đề cơ nhân bản bộ truyền đến các loại tin tức chi tiết chỉ có trong danh sơn đại xuyên mới có tuyết rơi địa phương khác không có Buổi chiều, mấy tên lão giả muốn mở tiệc chiêu đãi sở phong, nhưng bị hắn từ chối nhã nhặn, không muốn dây dưa quá sâu với bọn họ. Sở phong ngược lại là chủ động mời thiên giả, đáng tiếc, lúc mời hắn ăn lẩu thịt rau xà, lão tăng sắc mặt hơi đen, quả quyết cự tuyệt. Đại sư, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ ngồi trong lòng, ngươi muốn nhìn thịt không phải thịt, nhìn rượu không phải rượu mới đúng, cần gì phải chấp nhất hình tướng. Sở phong mỉm cười. Lão Tăng nhìn thịt vẫn là thịt, nhìn rượu vẫn là rượu, đây là bản chất, thiên già chắp tay trước ngực, từ từ rời khỏi gian phòng của hắn. Trong nồi lẩu, thịt dao xả sôi ủng ục, mùi hương đặc thù đậm đặc xông vào mũi, ngoài ra còn có thịt đùi của miên dương vương bị cắt thành lát mỏng, giống như san hô óng ánh sáng long lanh, càng có thịt cánh của ban cư vương. Giá lạnh đột kích, bông tuyết bay phất phới, ăn nồi lẩu như vậy, đối với một cái ăn hàng mà nói xem như một loại hưởng thụ khó tả. Mấy lão giả của bồ đề cơ nhân sai người đưa tới cho hắn một bình rượu ngon, để sở phong ăn càng tận hứng. Khương Lạc Thần đi tới trước cửa, tâm tình có chút phức tạp trước kia trêu chọc sở phong không có cảm thấy cái gì nhưng bây giờ lại có chút cố kỵ Đùng. cuối cùng cô ta để quyển kinh phật xuống đẩy cửa vào khôi phục tự tin không còn lo lắng cái gì ăn nhờ ở đậu tới cô ta rất thong dong không còn xem sở phong là cao thủ tuyệt thế sở phong ngẩng đầu mỉm cười nói lần này bên cạnh ngươi không có hạ thiên ngữ vướng víu kia trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào biểu hiện bồ đề cơ nhân từng tham dự vây giết hắn sở phong tự nhiên cũng khôi phục bình thản không có khả năng lấy thân phận của cường giả vương cấp làm việc bá đạo bầu không khí lập tức hỏa hoãn khương lạc thần tự nhiên hào phóng ngồi xuống chính thức bắt đầu ăn nhờ ở đậu bất quá cô ta bị giật nảy mình đây là hắc long thái tử của nam hải khương lạc thần bị kinh hãi sửng sốt một chút ngoại giới còn không biết hắc đằng đã chết hải tộc còn đang tuyên truyền hắc đằng có được đại sát khí sẽ cường thế chấn sát đám người sở phong ai có thể ngờ được hắc đằng lên bàn ăn cô ta có được may mắn chính miệng nhấm nháp chất thịt tươi non khương lạc thần dù là sớm đã khôi phục phong thái ngày xưa cũng không cảm thấy kỳ quái khi ở chung với sở phong nhưng nhìn cảnh hiện tại cũng bị hù không nhẹ tin tức này nếu là truyền đi đoán chừng sẽ hù ngã một đám người tất cả hải tộc sẽ trợn tròn mắt hắc long thái tử của nam hải ở đâu ở trong nồi lẩu đây là ban cư vương đây là miên dương vương đây là khi nghe sở phong từ từ giới thiệu Khương Lạc Thần thật sự là trong gió lộn xộn, một đôi đôi mắt đẹp mở thật to, cặp đũa chúc kẹp lấy thịt, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong. Trên mặt bàn, bảy tám nguyên liệu nấu ăn trong cái khay bạc đều là vương giả, mà lại cũng đều là cường giả vương cấp nổi danh, có một ít còn từng bị Bồ Đề cơ nhân trọng điểm chú ý, muốn lôi kéo, kết quả lại đều biến thành đồ ăn của Sở Ma Vương, muốn thả vào trong nồi lẩu. Nhìn thấy Sở Phong bình tĩnh đánh giá, giới thiệu các loại nguyên liệu nấu ăn, Khương Lạc Thần cũng triệt để không thèm đếm xỉa tới, cái gì là cường giả vương cấp, đều là đồ ăn mà thôi. Cuối cùng, chủ và khách đều vui vẻ, băng tuyết đóng đầy ngoài cửa sổ, mà trong phòng lại nóng hôi hổi, hương khí nồng đậm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một bình rượu căn bản không đủ uống, Khương Lạc Thần lại gọi người đưa rượu tới. Về sau, sở phong hơi say rượu, Khương Lạc Thần thì kém chút say ngã, Đôi mắt đẹp híp lại, lông mi chớp động, triệt để buông lỏng, khôi phục bản tính, không chút kiêng kỵ nào. Ngươi cũng quá xấu, ta đi theo thiên ngữ đi ra mắt, lần đầu gặp mặt ngươi khiến cho hai chúng ta chật vật không chịu nổi, khi không lại bị lên báo. Khương Lạc Thần nghĩ đến chuyện xưa, bây giờ còn bất bình. Ừm, vẫn còn nhớ rõ, bây giờ bên ngoài còn đang đồn ngươi dưỡng thai, thế nhưng là, thật sự không phải ta a. À. Sở Phong miệng đầy mùi rượu nói. Khương Lạc Thần nghe vậy, lập tức trừng to mắt, muốn đập hắn khi ở cạnh gia hỏa này sau khi buông lỏng, quả nhiên bảo đảm luôn luôn khiến cho người ta tức giận nghiến răng. Cô ta đối chọi gay gắt, cuối cùng mang theo vẻ say, diễu cực sở phong nói, đường đường là sở ma vương, có thể tranh phong với cao thủ tuyệt thế, nhưng mỗi lần đều phải bị buộc đi ra mắt, hơn nữa mỗi lần đều bị ta nhìn thấy. Ha ha! Khương Lạc Thần có chút say, trên gương mặt trắng mốt tinh xảo hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Dung nhan tuyệt mỹ cũng đỏ như mặt trời tỏa sáng, tư thái hoàn mỹ, xinh đẹp cực kỳ. Sở phong mặt đen thui, cảm giác đúng là rất không may, một lần là ra mắt với Hạ Thiên Ngữ, một lần khác là với Bất Tử Phượng Vương, kết quả hai lần đều bị Khương Lạc Thần bắt gặp. Đã là thời buổi nào rồi mà còn ra mắt, gọi ta một tiếng tỷ, sau này ta giới thiệu cho người những hào tỷ muội bên cạnh ta, từng người duyên dáng yêu kiều, thướt tha tú mỹ. Khương Lạc Thần trêu chọc, hỗn cái gì loạn, lại muốn bị đánh mông đúng không? Sở Phong liếc xéo cô ta, chế nhạo nói, Khương Lạc Thần lập tức xấu hổ không hiểu thấu trước sau tổng cộng bị bị ra hỏa vô lễ hai lần khiến cho cô ta giận dữ cuối cùng dầm một tiếng khương lạc thần triệt để say ngã rất ưu nhã trượt đến phía dưới chỗ ngồi sở phong giải quyết hết đồ ăn rốt cục ăn no mang theo men say lúc này mới đỡ cô ta lên đặt lên trên ghế salon giúp cô ta đắp một chăn lông thật dày thả trên giường mà nói vạn nhất ngươi tỉnh lại suy nghĩ lung tung thét to lên thì làm sao bây giờ ngủ ghế sofa đi sau đó hắn lắc lắc ung dung, đi vào trong phòng, nằm lên giường lớn thoải mái, ngủ. Hơn nửa giờ về sau, Khương Lạc Thần mơ mơ màng màng đi tiểu đêm, đi toilet, vẫn đang say rượu, sau đó khi trở về, trực tiếp tiến vào phòng ngủ chính, rất tự nhiên leo lên giường. Ấy, Khương Lạc Thần, đi nhầm chỗ rồi, không được phi lễ ta. Sở phong rất không tử tế nhắc nhở, hắn là cường giả vương cấp, tự nhiên chỉ cần có gió thổi cỏ lay đều có thể trong nháy mắt tỉnh lại. Nhưng mà, Khương Lạc Thần hỗn loạn trực tiếp ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi. Sở Phong trừng mắt, sau đó nghĩ nghĩ, không để ý đến, chính mình cũng bắt đầu ngủ say. Hiển nhiên, sáng sớm ngày thứ hai chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhiệt độ chợt hạ, trong phòng, khi Khương Lạc Thần khi tỉnh lại cảm thấy ấm áp dễ chịu, đang nằm trong ngực một người. A, à, cô ta rít lên một tiếng. Đừng kêu, ngươi phi lễ ta. Sở Phong tranh thủ lên tiếng, mặc dù Nguyễn Ngọc bên người, đối phương thất tha, nhưng cũng đâu có liên quan tới hắn. Ngươi, làm gì ta? Khương Lạc Thần nhảy lên một cái, dáng người thon dài đường cong ưu mỹ, rơi xuống mặt đất. Sở Phong buông tay, rất bất đắc dĩ nói, hôm qua ngươi say ngã, ta trực tiếp đưa ngươi ném trên ghế salon. Trên khuôn mặt trắng ngoãn giống như mỡ đông của Khương Lạc Thần tràn ngập tức giận, bén nhạy chú ý tới mấy chữ ném lên ghế salon, ra hỏa này cũng quá không tử tế, để cho cô ta ngủ ghế sofa. Sau đó, ngươi nửa đêm chạy vào trong phòng ta, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng phi lễ ta, kết quả ngươi vẫn leo lên giường, mấy lần quay cuồng đến bên cạnh ta đều bị ta đẩy ra, lại một lần còn không cẩn thận đạp ngươi rớt xuống giường, nhưng ngươi kiên nhẫn, ta cũng không có biện pháp, đành phải mặc kệ cho ngươi phi lễ, ta miễn cưỡng ngủ. Khương Lạc Thần nghe nói xong rất muốn nện hắn, gia hỏa này quá vô liêm sỉ, đều là lời di, nói cô ta tệ hại như vậy. Cầm thú, cô ta xấu hổ giận giữ trách mắng. Sở phong biện bạch nói, nói bậy, rõ ràng là không bằng cầm thú, ngươi say, mà ta cũng say ngủ thiếp đi, không làm thành cầm thú. Đi chết, ta nhiều lắm chỉ tính là bị động phản kháng, chỉ mò chúng vài chỗ, là ngươi tự chui tới chỗ của ta. Sở phong nghĩa chính ngôn từ. Sư, Khương Lạc Thần trực tiếp chạy, gặp gỡ một người như vậy, không có cách nào tranh luận, cũng không thể nhiều lời, không phải vậy nhất định phải đem chính mình tức giận hỏng. Sở Phong đứng trên núi Phổ Đà quan sát một lát, băng tuyết vẫn như cũ, mà ngọn núi lớn thần bí phía sau đó vẫn chưa xuất hiện, hắn quyết định rời đi. Lão Khương, khuê nữ của người lập công lớn, tối hôm qua ở cùng với Sở Phong, về sau nói không chừng tiểu tử này sẽ gia nhập bồ đề cơ nhân chúng ta. Sáng sớm, một cái lão đầu tử liền thần bí hề hề trò chuyện với cha của Khương Lạc Thần. Lão Trần, cái tên vương bát đản ngươi dám lừa con gái của ta. Ta liều mạng với ngươi. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng giống, không liên quan tới ta. Hai cái lão đầu tử cãi nhau qua điện thoại. Sở phong rời khỏi núi Phổ Đà, vượt biển mà đi, sáng sớm này ngoại giới nhất định không thể bình tĩnh. Danh sơn đại xuyên nhau nhau đổ tuyết, những nơi khác lại không việc gì, dẫn tới sóng to gió lớn. Ngoài ra, hôm qua sở phong đại khai sát giới, giết chết bầy vương, diệt thương lăng tộc, trèo lên núi Phổ Đà đánh chết khổng tước, dẫn phát oanh động to lớn. Hai cái tin tức đều trở thành tin tức lôi cuốn, khiến cho vô số người bàn luận sôi nổi. Sở Phong không nhanh không chậm đi đường, chưa tới 2 giờ, đã vượt qua 7.000 cây số, trở lại địa phận tỉnh Giang Tây. Các nơi đều đang bàn luận chuyện danh Sơn Đại Xuyên xuất hiện tuyết rơi, tất cả mọi người đang chờ mong, có lẽ biến dị đã bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ đợi. Đồng thời, mọi người cũng đang ước chừng chiến lực của Sở Phong, nhất chiến kinh thiên hạ, một mình giết bầy vương, đã ai ai cũng biết, các phương đều đang thán phục và rung động. Thời khắc mấu chốt, có người của hải tộc đứng ra, cực kỳ tự cao, nói rằng hắc đằng sẽ đánh tới. Hắc Long Thái tử của Nam Hải sau khi chữa khỏi vết thương, sinh linh trên lục địa có ai có thể cùng tranh tài? Nam Hải Long tộc đưa tới đại sát khí cho Hắc Đằng, đừng nói một mình Sở Ma Vương, cho dù lại tới hai ba vị cường giả tuyệt thế đều khó mà địch nổi Hắc Đằng. Rất nhiều người của hải tộc đều cho là như vậy, yên lặng chờ quan sát Hắc Đằng phát uy, chấm dứt ân oán với Sở Phong. Đến lúc này, bọn họ còn không biết Hắc Đằng đã trở thành nguyên liệu nấu ăn của Sở Phong. Một số người của hải tộc khá bình tĩnh, yên lặng chờ quan sát trò hay nhưng mà tin tức tiếp theo khiến cho bọn họ giật nảy cả mình có người phát hiện một bộ xương dao xà khổng lồ ở núi tam thanh còn thừa lại một bộ phận huyết nhục nhưng là có rất nhiều chỗ đều bị cạo sạch sẽ hắc đằng bị người ta ăn tin tức này vừa ra những người của hải tộc trợn mắt hốc mồm không thể nào cường giả đến từ hải dương không tin hắc đằng bị người ta ăn tin tức này truyền ra mọi người đều trợn mắt hốc mồm thực sự quá tà môn cũng quá mức kinh thế hãi tục sau khi tỉnh táo lại không chỉ có người của hải tộc không tin ngay cả những người khác cũng cảm thấy không hợp thói thường không tin đây là sự thật hẳn là có người bịa đặt ai có khẩu vị lớn như vậy nói bậy nói bạ nói hưu nói vượn một số người của hải tộc đứng ra bác bỏ nghiêm khắc cảnh cáo chớ có bại hoại thanh danh của cường giả hải tộc nhất là một ít cường giả từ nam hải lên bờ càng là tức giận cảm thấy loại lời đồn này rất đáng hận có người dám xem bọn họ như đồ ăn điên rồi sao đa số người của hải tộc đều không tin Hắc Đẳng cũng không phải người bình thường, thân là long tộc, lại thêm đại sát khí trong truyền thuyết, muốn giết hắn ta, độ khó quá lớn. Ngoài ra nếu như xảy ra đại chiến như vậy thì bọn họ đã sớm nhận được tin tức, đâu thể nào chờ sau khi bị người ăn sạch mới tiết lộ, người xuất thủ cũng quá bình thản. Thật sự là buồn cười, muốn bại hoại thanh danh của Nam Hải nhất mạch ta cũng phải đổi loại thủ đoạn khác chứ, loại lời nói vô căn cứ này quá cấp thấp. Một vị bạn nữ đến từ Nam Hải cười nhạo, khinh thường, rất không thèm để ý, căn bản cũng không tin tưởng từ sau khi cô ta lên bờ, hành tẩu trên thế gian, có được thanh danh không nhỏ, bởi vì thực lực của cô ta cực kỳ đáng sợ. Lại thêm sau khi biến hóa cô ta tư thái yểu điệu, mắt ngọc mày ngài, tóc đen bay múa, mười phần mỹ lệ, được phong tặng Mỹ danh bạn tiên tử. Tiếp theo, một vị cường giả trong hải tộc mở miệng nói, ha ha, một số người trong nhân loại đúng là cái gì cũng dám nói, không sợ đại họa lâm đầu sao. Chỉ bằng các ngươi cũng dám nhục nhã người anh em hắc đằng của ta, vọng tưởng tung tin đồn hắn ta bị người ăn hết tổn hại thanh danh người khác như vậy cũng quá bỉ ổi. Cái nào không phục thì chờ Hắc Long tộc tới cửa quét ngang đi, chỉ bằng cái gọi là cao thủ của nhân loại còn chưa đáng kể. Đây là một con cá voi sát thủ, nghe đồn rất hung mãnh, chủng tộc này ở trước khi thiên địa dị biến thì chính là bá chủ trong biển, bây giờ thì càng không cần nói. Hắn ta đã sớm đột phá đạo gông xiềng thứ sáu, bây giờ Nam Hải cạnh tranh quá kịch liệt, hắn ta rời xa vòng xoáy huyết tinh, leo lên lục địa, muốn tìm kiếm cơ duyên trong danh sơn đại xuyên, tiến hóa lần nữa hải tộc không tin hắc đằng chết rồi, lời nói sắc bén như dao, tư thái miệt thị, mặc dù chủ yếu nhằm vào chính là người gieo rắc lời đồn, nhưng cũng rất ngạo mạn và khinh thường nhân loại trên lục địa. Ai, thật hy vọng hắc đằng thật sự bị người ăn, mà không phải là tin đồn, mẹ nhà nó, những người của hải tộc này nói chuyện cũng quá không khách khí. Một số người bàn tán, cảm giác có chút không cam lòng, luôn cảm thấy lời nói của hải tộc quá bá đạo, một bộ tư thái bễ nghĩa thiên hạ, duy ngã độc tôn, có người trên lục địa đều là kẻ yếu, hải tộc cảm thấy hắc đằng bị ăn sạch là chuyện thiên phương dạ đàm, cảm giác cực kỳ buồn cười. Thật có lỗi, ta mới phát ra tin tức hắc đằng bị người ăn sạch, điện thoại liền hỏng, còn chưa kịp phát ra ảnh chụp, vì thế ta cố ý lại chạy một chuyến, bây giờ đang tải lên chứng cứ. Ngay lúc mọi người không cam lòng, thầm cảm giác hải tộc quá tự phụ và bá đạo, người vạch trần sự thật trước đó lại thò đầu ra. Y theo hắn ta nói, núi Tam Thanh bây giờ băng thiên tuyết địa, điện thoại rơi vào trong khe tuyết, hoàn toàn hỏng, hắn ta lại chuyên môn chạy một chuyến, lấy công cụ quay chụp tân tiến hơn tới. Sau khi ảnh chụp hắc đằng bị phát ra, mọi người xôn xao. Mặc dù phần lớn thân thể bị băng tuyết bao trùm, nhưng vẫn có thể có thể thấy rõ ràng hình dáng của nó. Đây là một con dao xà lớn cỡ nào, còn dài hơn cả xe lửa. Lúc đó, mọi người liền quáng mắt, bản thể của hắc đằng quả nhiên rất dọa người. Nhưng mà bây giờ nó rất thảm hại, Hải cốt trắng như tuyết nằm trong dãy núi, chấn nhiếp phi cầm tẩu thú, giải đất đó phổ thông sinh linh không dám đến gần, bộc lộ ra uy áp. A, à, ai, đây là ai giết? Mưu hại cường giả trẻ tuổi của Nam Hải Hắc Long nhất mạch. Hải tộc hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, tin tức là thật, cũng không phải là lời đồn. Đây chính là sự kiện lớn, Nam Hải lão Long Vương chỉ có ba đứa con, bây giờ một đứa đã bị ăn, chuyện này chắc chắn sẽ dẫn tới lửa giận kinh thiên của lão ta. Con rồng già này tương đối bao che cho con tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như phát cuồng mà nói, toàn bộ Nam Hải sẽ có sóng ngập trời, chư đảo lún xuống. Thật ra thì nó là một con lão giao xà, tối thiểu nhất có 1.500 năm đạo hạnh, chiếm cứ Nam Hải, không người có thể dung chuyển địa vị bá chủ của lão ta. Lão ta là vương giả chân chính của Nam Hải, danh xưng trí cường giả. Thật sự là gan to bằng trời, dám giết hắc đằng, bất luận người này là ai đều chết chắc, không có bất kỳ lo lắng gì, nhất định sẽ bị Nam Hải Long Vương đánh giết. Một vài người của hải tộc phẫn uất, cùng tới tư biển cả một cường giả trong số bọn họ bị giết hơn nữa còn bị ăn sạch khiến cho bọn họ mặt mũi mất hết cùng chung mối thù cũng có người nói ảnh chụp chưa chắc là thật muốn đi chứng thực bạn tiên tử là người đầu tiên lên đường sau đó chính là hồ kình vương bọn họ đều có quan hệ thân thiết với hắc đằng trước tiên đi tới núi tam thanh trên thực tế người của hải tộc đến bây giờ cũng không quá tin tưởng tin tức quá đột ngột cho tới nay bọn họ đều đang ôm tư thái xem kịch cảm thấy Hắc Đằng sẽ ngược sát Sở Phong, chấp trưởng đại sát khí quét ngang nhân tộc Chư Hùng. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang bàn luận với nhau, yên lặng chờ Hắc Đằng đại phát thần uy, ai mà ngờ được chỉ nửa ngày mà thôi, tất cả cũng thay đổi, quả thực là trời đất sụp đổ. Thịt giao xả ăn ngon thật, sau khi tuyết rơi, đóng băng núi Tam Thanh, Hắc Đằng chất thịt không bị hư hỏng, còn rất tươi mới, đây đồ ăn có vị ngon nhất mà ta từng được ăn, tuyệt thế chân hào. Ngô, trời ạ! ẩn chứa đại lượng tinh hoa huyết khí, ta cảm thấy sắp đột phá, có hiệu quả, nhiều như vậy ta ăn cũng không hết, gan lớn mau tới đi. Giao xả có hình dáng lớn như xe lửa, sinh linh hung mãnh đột phá sáu đạo gông xiềng, có lẽ đời này cũng chỉ có thể ăn một lần này. Núi Tam Thanh, vị này khá là lớn gan, thế mà dám ở trong đó ăn một bữa thịt giao xả, còn kêu gọi những người khác có thể tiến đến. Hành động này khiến cho dân chúng oanh động, sau khi mọi người trợn mắt hốc mồm xác, quả thực là có chút động tâm, không ít nhân loại và dị loại ở gần đó trực tiếp khởi hành đi tới núi Tam Thanh. Cái gọi là chân hào tự nhiên không thể hấp dẫn được bọn họ, nhưng là huyết nhục của sinh linh khủng bố đột phá sáu đạo gông xiềng có lẽ có thể xem như là đại dược hiếm thấy, có thể làm cho bọn họ tiến hóa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên thế gian này, ai có thể nếm thử thịt của cao thủ tuyệt thế? Đây là cơ hội ngàn năm một thuở đồng thời mọi người cũng ý thức được người ở núi tam thanh là cố ý muốn đối nghịch với hải tộc thậm chí mọi người nghĩ đến hắn nói trước đó điện thoại bị hư chưa kịp gửi ảnh chụp lời nói này hiển nhiên không đáng tin cậy rất nhiều người suy đoán hắn cố ý chờ người của hải tộc đứng ra bác bỏ sau đó lại gửi ảnh chụp chế nhạo trên thực tế mọi người đoán đúng người làm những chuyện này đã sớm ăn uống no say sau đó bỏ chạy bọn chúng là đại hắc ngưu hoàng ngưu đông bắc hồ Sở Phong và hai con trâu vẫn luôn giữ liên lạc, nhất cử nhất động của hắn đại hắc ngưu và hoàng ngưu đều biết. Trong lúc Sở Phong rời khỏi núi Tam Thanh, hai con trâu liền đi đón hắn. Cuối cùng, bọn chúng lại gọi Đông Bắc Hổ đến, ăn như gió cuốn, cho đến khi gió tuyết đầy trời, chỗ đó lạnh tới mức không chịu nổi, bọn chúng mới quyết định rút đi. Trong hải tộc, bạn tiên tử người thứ nhất đuổi tới, nhìn thấy khung xương dao xà trắng như tuyết trên núi Tam Thanh, lúc này thân thể cô ta lay động, suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất. Hắc đằng, bạn tiên tử kêu to cùng là một thành viên trong số cường giả của nam hải cô ta vẫn rất có hào cảm với hắc đằng nhưng không ngờ được cuối cùng lại nhìn thấy một kết quả như vậy dưới cái nhìn của cô ta hắc đằng là vô địch nhất định sẽ quật khởi trên đất bằng trở thành long vương trên lục địa nhưng mà bây giờ chưa xuất sư đã chết sớm khát vọng một đời như nước chảy về đông hồ kình vương cũng chạy đến trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm bản thể hài cốt của hắc đằng triệt để mắt trợn tròn thật sự bị người ăn mà còn là ăn sạch không để lại thứ gì trên thực tế hai người bọn họ ở cách nơi này quá xa xôi trước khi bọn họ chạy đến đã có một nhóm dị nhân và dị loại tới trước tất cả đều cắt đi một khối thịt lớn chứa đầy mà đi hắc đằng đúng là bị người ăn người của hải tộc đã chứng thực chuyện này khiến cho sóng to gió lớn là ai làm là sở ma vương làm sao rất nhiều người trước tiên liền nghĩ tới sở phong bây giờ không ai dám đánh giá thấp hắn hắn đã coi như là một vị danh xứng với thực cao thủ tuyệt thế hải tộc tức giận, nhất là mấy người đến từ Nam Hải, tuyên bố muốn liên thủ, sau khi xác định hung thủ là ai, tất nhiên sẽ chặn giết, sẽ không cho hắn ta đường sống. Người lấn Nam Hải, giết không tha. Đây là tuyên ngôn mạnh mẽ của bọn họ. Tuyên ngôn vừa nói ra, quân tình xúc động phẫn nộ, bất kể là dị loại hay là dị nhân trên lục địa đều bất mãn, người của hải tộc thì không thể giết sao. Quá mức bá đạo, chẳng lẽ chỉ có lục địa sinh linh bị giết, cũng không cần ai kêu gọi nhân loại và dị loại trên lục địa gần như nhất trí muốn chống lại nam hải long tộc cảm thấy bọn họ ngang ngược quá đáng lúc này chính chủ đánh giết hắc đằng đã cùng đại hắc ngưu hoàng ngưu và đông bắc tụ hợp lại nâng cốc ngôn hoan lúc này bọn họ ở cách núi lư sơn không xa nơi xa tuyết lớn đầy trời một mảnh trắng xóa toàn bộ núi lư sơn đều bị băng tuyết bao trùm mà chỗ bọn hắn ở lại một màu xanh biếc sức sống bừng bừng ấm áp như xuân hạ hai địa phương này cách xa nhau không xa loại kỳ cảnh này cũng chỉ có thể thấy được trong lúc thiên địa dị biến huynh đệ lão ca thật sự rất bội phục ngươi chém hắc đằng một mình giết bảy vương còn dám khiêu chiến khổng tước vương bản vương chịu phục đông bắc hồ uống từng ngụm rượu lớn chén lớn ăn thịt rất hào hứng bất quá nó thật sự rất giật mình lần trước lúc ở núi long hồ thực lực của sở phong còn không bằng nó có thể nào ngờ được mới có mấy ngày sở phong liền có thể giết đỉnh cấp vương giả đột phá sáu đạo gông xiềng huynh đệ, lão ca chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Cuối cùng, đông bắc hổ thần thần bí bí nói. Lễ vật gì? Sở phong kinh ngạc. Tọa kỵ. Hoàng Ngư nói cho hắn biết. Trên thực tế, hai ngày này, ba người bọn chúng cùng nhau hành động, giúp sở phong giải quyết vài con thú vương, cũng coi là báo thù cho hắn. Bây giờ còn kiếm cho hắn một con tọa kỵ. Không phải người muốn tìm một con tọa kỵ vương cấp sao? Đại Hắc Ngưu đĩnh đạc nói. Đi, đi xem một cái. Sở phong hào hứng nói. Bê bê, khi thấy con tọa kỵ này, lúc nghe được tiếng kêu của nó, Sở Phong trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đây là một con lừa. Mất một lúc sau, Sở Phong mới quay đầu, muốn nện ba người bọn chúng. "Ba người các ngươi, ông nội nó, tìm một con lừa tới làm thú cưỡi cho ta, sao ta có thể cưỡi lừa ra ngoài?" Sở Phong không cam lòng. "Con lừa này chạy rất nhanh, chúng ta mất thời gian rất lâu mới bắt được nó, đột phá bốn đạo gông xiềng." liên tiếp cận bốn lần vận tốc âm thanh, theo nó nói là nó đã dừng ăn một loại trái cây gọi là khinh thân quả, mới khiến cho nó có được loại tốc độ thần tốc này. Đại Hắc Ngưu nói ra, nó đều không đuổi kịp, cuối cùng vẫn là dựa vào Đông Bắc Hồ mới bắt được. Bởi vì, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có cường giả vương cấp đột phá sáu đạo gông xiềng mới có thể đạt tới tốc độ gấp bốn lần vận tốc âm thanh. Nhanh như vậy, bất quá vẫn là không nhanh bằng ta. Ân, con lửa này nhìn rất quen mắt, mẹ nó, trong số những người vây công ta đêm hôm đó cũng có nó bất quá con lừa này quá nhát gan vẫn luôn núp ở phía xa chỉ là thời khắc mấu chốt nó cho ta một móng sở phong nghĩ đến đã từng chịu một móng của con lừa lập tức giận dữ nhìn chằm chằm nó nói trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lừa vừa vặn ăn là được rồi be be đừng ăn ta con lừa lông xám này bị dọa sợ vừa nói vừa kêu ông nội ngươi sắp chết đến nơi còn dám chiếm tiện nghi ta kêu cái gì đó xem ta có đánh chết ngươi hay không. Sở Phong muốn động đao với nó. Bò, tha mạng, vừa rồi là ngôn ngữ trời sinh của ta, thói quen, thói quen thôi. Con lừa cầu xin tha thứ. Ông nội ngươi, đúng là thiếu đánh. Đại hắc ngưu nổi giận, con lừa này thế mà dám học tiếng châu giống bò, bò, để xin tha, thật sự là muốn ăn đòn. Quảng, 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 hiểu lầm, ngưu đại ca chúng ta là đồng loại, máu giúp ta cầu xin đi. Con lừa thê thê thảm thảm. Ai là đồng loại với ngươi? đại hắc ngưu trừng mắt hoàng ngưu vỗ chán không còn lời nào để nói sở phong thì sững sờ nhìn ngẩn người tên nào tìm được con lừa này cũng quá hèn nhát đông bắc hổ ho khan giải thích một phen sở phong cũng là phục nghe nói lúc mấy người đại hắc ngưu đuổi kịp nó con lừa này tham sống sợ chết hoàn toàn không một chút chống cự trực tiếp liền quỳ cầu xin bọn chúng không giết nó tự mình chủ động nói muốn làm thú cưỡi cho bọn chúng cam tâm tình nguyện theo như bọn chúng nói con lừa này nhát như chuột tuy là vương giả đột phá bốn đạo gông xiềng, nhưng là một chút khí phách cũng không có, lúc cầu xin tha thứ than thở khóc lóc. Sở phong cố ý dọa nó nói, để cho ta cưỡi một con lừa tung hoành thiên hạ, cái này. Hay là thôi đi, chi bằng ăn hết, thịt lừa đen, thơm ngào ngạt. Bò, gâu, gâu, ta là lừa xám, không phải lừa đen, thịt không thể ăn. Xin tha mạng, à, ta nhớ ra rồi, vô thượng mà vĩ đại sở ma vương. Ta biết một vị vương giả rất thích hợp làm vật cưỡi cho ngươi sở phong thật không có nhìn ra, con lửa này vẫn là một cái nịnh hót, chỉ trong chốc lát, vô thượng và vĩ đại cũng có thể nói rành mạch như vậy, có chút cực phẩm. Vị vương giả nào thích hợp? Sở phong hỏi nó. Kim Điêu Vương là một trong số chủ lực vây công người trong đêm đó, nó đột phá đạo gông xiềng thứ năm, danh xưng cực tốc Kim Điêu Vương, có được tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, tốc độ còn nhanh hơn cả ta. Lư Vương bắn đồng đội, cực kỳ hèn nhát, đồng thời trực tiếp nói cho Sở Phong, Kim Điêu Vương liền giấu ở núi Lư Sơn, trên thực tế hai con trâu và đông bắc hồ sở dĩ gặp mặt sở phong ở trong này cũng chính bởi vì nghe được lưu vương tiết lộ tin tức này mới tới chuẩn bị bắt giữ kim điêu vương sở phong lập tức nhớ tới người đàn ông tóc vàng đó cầm trong tay một thanh trường đao lúc màn đêm buông xuống từng tấn công hắn lưỡi đao còn từng chém đứt thân thể của hắn khiến cho hắn trọng thương ừm chính là hắn ta sở phong gật đầu sau đó hắn vung tay lên nói đi chúng ta đi núi lưu sơn bắt con đại bàng vàng kia Kim Điêu Vương mặc dù tốc độ không nhanh hơn hắn, nhưng hắn ta có thể bay lên trời, quá thuận tiện, trên mặt đất có núi non sông ngòi ngăn cản, có khi cần phải đi đường vòng, tính được, quả thực con lừa này chưa chắc đã nhanh hơn Kim Điêu Vương. Tốt, đi chừng trị hắn ta. Đông Hắc Hổ nhe răng. Bốn lần vận tốc âm thanh, còn nhanh hơn cả máy bay, nếu bắt được, sau đó sắp xếp một tòa cung điện trên người hắn ta, sẽ rất dễ chịu, vừa đi đường vừa uống rượu hưởng dụng chân hào, Suy nghĩ một chút liền thấy mỹ diệu, đây quả thực là chuyên cơ tư nhân, rất xa hoa. Đại Hắc Ngưu thở dài. Sở Phong gật đầu, cười ha ha, hắn đang muốn đi đòi nợ các đại tài phiệt đây, có con Kim Điêu Vương này thì không thể tốt hơn, về sau không phải làm phiền Lục Thông lão đầu tử sắp xếp chuyến bay cho hắn. Liên quan tới Lư Vương này, cuối cùng Đại Hắc Ngưu nhận, giữ lại làm thú cưỡi, nó nói, cưỡi lừa không tầm thường, có tiên khí. Nghe nó nói như thế, Hoàng Ngưu trực tiếp khinh bỉ. Chưa nghe nói Trương Quả lão cưỡi lừa sao? con lừa đi đại hắc ngư trực tiếp ngồi lên ầm nhưng ngay sau đó hắn bị hoàng ngư đạp xuống bị cướp đi tọa kỵ mục tiêu núi lư sơn bắt tọa kỵ sau đó thảo phạt các đại tài phiệt sở phong nói ra núi lư là một trong thập đại danh sơn của trung hoa ngoài ra mọi người thường nhắc tới mọi tam sơn ngũ nhạc núi lư chính là một trong tam sơn địa vị cực cao gần đây núi lư bị các phương chú mục mặc dù bị chư vương tranh đoạt, nhưng vẫn luôn không người có thể làm chủ, đều thất bại. Bây giờ, tuyết lớn đầy trời, giống như như là lông ngỗng nhẹ bay, khiến cho trong này như được bao phủ trong làn áo bạc, trắng xóa. Nếu như không có trận băng tuyết này, núi lư hùng vĩ tú Mỹ, bên trong có vô số đầm nước thanh thúy tươi tốt, nổi danh nhất không gì hơn thác nước, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc tuyệt hảo. Nhật chiếu hương lô sinh tự yên, giao khán bộc bố quải tiền xuyên. Bây giờ lại không thấy được cảnh tượng này, khắp nơi đều là tuyết trắng, ngay cả thác nước đều bị đóng băng. "Be bè, tuyết này quá lớn, lão Lư ta sống mấy trăm năm, chưa bao giờ nhìn thấy trận tuyết rơi nào tả môn như vậy. Lư Vương nghe rằng, trong lúc há mồm đều bốc lên xương trắng. Bây giờ nó bình tĩnh, bởi vì nó biết sẽ không bị sở ma vương ăn thịt, trái tim kẹt ở cuống họng cũng quay về vị trí cũ, chuyên tâm làm tọa kỵ cho Hoàng Ngưu. Tiến vào khu vực của núi Lư, nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh dọa người. Hắc Uy, cái này sao có thể gọi là tuyết lông ngỗng được? rõ ràng, tuyết này to như đầu người. Đại hắc ngưu quái khiếu, bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống có chút dọa người, dài hơn một thước, đập xuống trên đầu nó. Ngao giống. Đông Bắc Hổ dứt khoát hóa ra bản thể, như vậy mới thuận tiện tiến lên, bởi vì tuyết động ở chỗ này còn cao hơn cả chân người. Bản vương quanh năm sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa Siberia, thế nhưng chưa từng gặp qua tuyết dày như vậy. Đông Bắc Hổ phàn nàn. Lư vương, ngươi đến cùng có biết Kim Điêu vương ở đâu hay không? tranh thủ thời gian tìm đúng chỗ đi băng thiên tuyết địa như thế này thật không thích hợp đi ra ngoài móc tổ chim đại hắc ngưu thúc giục chỉ cần há mồm bão tuyết liền sẽ tràn vào trong miệng gió thật to khắp nơi đều là bọt tuyết bay vào trong miệng mũi càng làm cho người ta mở mắt không ra ta cũng chỉ là nghe nói nơi này có tổ của nó không biết có phải là nó đang trốn ở chỗ này hay không lư vương có chút không tự tin núi lư có mấy cái chủ phong tỉ như đại hán dương phong Ngũ lão phong bây giờ đều không thể đi lên, vẫn luôn không đánh chiếm được, rất nguy hiểm, nhưng mà chân núi, thậm chí bên giữa sườn núi, các ngọn núi bên cạnh đều có thể dừng chân được. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, ta đều sắp lạc đường. Đại Hắc Ngư bị lạnh run lập cập. Chỗ sâu trong núi lưa này, nhiệt độ không khí lạnh chừng âm 120 độ, lạnh thấu xương, nếu như là người bình thường tới chỗ này thì khó có thể sống sót được, ngay cả sinh vật vương cấp cũng cảm thấy quá lạnh lẽo. Đông Bắc Hổ nói, vốn là một núi lưu phong cảnh tuyệt mỹ, xanh um tươi tốt, làm sao lại biến thành bộ dáng này, các ngươi nói thiên địa dị biến lần này là tốt hay xấu. Lại tiếp tục như thế còn có thể có tạo hóa gì, những cổ thụ thần thánh đó đều sẽ bị đông cứng, sao còn có thể nở hoa kết trái. Ngay cả Hoàng Ngưu cũng không hiểu, mặc dù nó đến từ một cái thế giới khác, rất bác học, nhưng là nó cũng không hiểu rõ dấu hiệu dị biến của phương thiên địa này, trong lòng không nắm chắc, im lặng. Sở phong cảm giác được một luồng sức sống, rất mạnh, cũng rất nồng nặc, có một cái sinh linh hết sức mạnh mẽ ở trong băng tuyết. Lư Vương giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, trong thác nước bên cạnh núi Lư có một gốc cổ thụ, quả của nó là hóa hình quả, thực lực cao thâm mặt chắc. Mấy người Sở Phong đều kinh hãi, đã sớm nghe nói, hóa hình quả sinh ra đầu tiên ở trong núi Lư này, là một gốc ngàn năm cổ thụ mọc ra, không ngờ tới hôm nay sẽ được nhìn thấy. Trên thực tế, mặc dù cổ thụ kết quả ra hóa hình quả rất hi hữu, nhưng cũng không chỉ có một cây này, chỉ vì cây già ở núi Lư nổi danh nhất. Bởi vì nó cái cây đầu tiên mọc ra hóa hình quả, hơn nữa bản thân nó cũng có thực lực kinh khủng. Ngay cả cường giả tuyệt thế đột phá sáu đạo gông xiềng đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi vòng qua đi, chớ chọc nó. Đông Bắc Hổ nói, nó cảm thấy được, cây già chắc chắn là một vị cao thủ sẽ đột phá sáu đạo xiềng xích. Sở phong không quan trọng, mặc dù không e ngại, nhưng cũng không muốn phức tạp. cuối cùng, bọn họ tránh khỏi chỗ này dưới sự hướng dẫn của con lừa già, đi vào dưới ngũ lão phong, nhìn thấy một mảnh hang đá, lừa vương duỗi ra một cái móng lừa chỉ hướng phía trước, ra hiệu là ở chỗ này, tránh cho nó dương cánh đằng không mà lên, ta đi qua trước. sở phong nói ra, tốc độ của hắn nhanh, hơn nữa còn có thể né qua thần giác của sinh vật vương cấp, vừa nhảy lên chính là vượt qua hai ba chỗ trong băng tuyết, đạp tuyết vô ngân, hắn nhảy đến trên vách núi đá, tìm kiếm trong từng cái hang động. Rất nhanh, bên trong chuyển ra tiếng hô kinh sợ, một chùm sáng vàng óng bộc phát, nở rộ bên trong vách núi, Kim Điêu Vương bị tìm được, quả nhiên nó trốn ở chỗ này. Nó thét dài, đem hết khả năng đối kháng. Nhưng là phịch một tiếng, vẫn là bị một bàn tay của sở phong đánh bay ra ngoài, và sụp vách núi, ở trong băng tuyết tung bay ra ngoài. Sở phong, Kim Điêu Vương kêu to, vừa sợ vừa giận, còn có chút sợ hãi, vừa rồi nó quá bất kham, ở trong xào huyệt trực tiếp bị người ta ôm lấy, một bàn tay đặt tại sau ót, sau đó ném tới dưới núi. Nó muốn bay lên không, trực tiếp bỏ chạy, bởi vì nó biết nó cũng không phải là đối thủ của sở ma vương. Chạy đi đâu, ở lại đi. Đông Bắc hổ ngao một tiếng, thân là mãnh nhân đột phá sáu đạo gông xiềng, một tiếng hổ khiếu. Đúng là âm ba công kinh thiên động địa, chấn cho kim điêu vương khí huyết sôi trào, trực tiếp ho ra máu. Bởi vì Đông Bắc hổ rất không tử tế, đột nhiên thoát ra, hoàn toàn có thể dùng móng vuốt lớn bắt lấy nó, nhưng nó cũng chỉ giống một tiếng với kim điêu vương thôi sóng âm chấn động kim điêu vương hoa mắt vắng đầu đại điêu dám vây giết huynh đệ của ta còn làm hại chúng ta đạp tuyết đến móc tổ chim người đã sai lầm lớn còn muốn chạy xuống đây đi đại hắc ngưu rít lên một tiếng đằng không mà lên một phát bắt được kim điêu vương mắt nổi đom đóm vừa muốn phóng lên tận trời đó xinh xinh kéo xuống ẩm đại hắc ngưu thuận thế đập thêm một quyền đánh cho kim điêu vương mắt trợn trắng bay tứ tung ra ngoài lần nữa rơi xuống đất Kim Điêu Vương biết lần này phiền phức lớn rồi, cũng không có cách nào sông lên trời, hoàn toàn bị áp chế, hang ổ bị người bưng, bây giờ có muốn thoát đi cũng không thoát được. Keng, nó hóa thành hình người, cầm một thanh trường đao sáng loáng như tuyết trong tay, ông một tiếng, bổ tới Đại Hắc Ngưu, cùng là sinh linh đột phá năm đạo gông xiềng, nó muốn chiến một trận với Đại Hắc Ngưu. Ẩm, trên vách đá, Sở Phong cách không đánh cho nó một quyền, đánh nó ho ra máu, lần nữa hóa ra bản thể, lông vũ màu vàng bay tán loạn. Bây giờ không có gì có thể nói, đánh trước một trận đã, ngao nó một chút. Bởi vì, dù là chim ưng mà người bình thường chăn nuôi cũng có cách nói ngao ưng này, trước tiên cần phải trừng trị nó, khiến cho nó ngoan ngoãn mới thôi. Kim Điêu Vương Tề Minh, nó vô cùng phẫn nộ, bị người đè lên đánh như vậy. Dù là người này là Sở Ma Vương cũng không được, nó cực lực phản kháng, lần nữa bay lên không. Ầm. Um. Đông Bắc Hổ xuất kích, hình thể như là một ngọn núi nhỏ, một bàn tay hoành không, đập nó rơi xuống kim điêu vương quay cuồng trên mặt đất toàn thân đau nhức kịch liệt lúc này lại bị đánh một kích đó là một cái móng lừa cong một tiếng đá vào trên đầu của nó để nó mắt trợn trắng suýt nữa bất tỉnh đi mà cũng chính là lúc này nó nhìn thấy lư vương là ngươi kim điêu vương giận dữ mãnh lực nghiêng người tung người lên đến nó thực sự bị chọc tức lập tức minh bạch là con lừa này dẫn đường cho nên đám người sở phong mới có thể tìm đến nơi đây đại điêu huynh tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vô thượng sở ma vương muốn mời ngươi rời núi đồng mưu đại nghiệp lừa giả chững chạc đàng hoàng ta từng vây công hắn suýt nữa muốn tính mạng của hắn hắn sẽ bỏ qua ta kim điêu vương đè ép lửa giận không tiếp tục xuất thủ dù là nó tính tình cương liệt cũng không muốn chết dưới mắt loại tình huống này nếu thật muốn chém giết mà nói nó hẳn phải chết không nghi ngờ không nói những người khác một cái sở ma vương cũng đủ để bóp chết nó đương nhiên sở ma vương cũng đã tha thứ cho ta huống chi là kim điêu vương loại anh kiệt như ngươi lừa già nói ra ăn ngay nói thật đi ta tới hàng phục ngươi làm tọa kỵ sở phong mở miệng không để cho lừa già lừa dối cái gì đồng mưu đại nghiệp không cần thiết nói như vậy ngươi khi người quá đáng kim điêu vương giận dữ ta không muốn nói nhảm với ngươi là đến đòi nợ hàng phục hay không tự mình lựa chọn nếu đầu hàng mà nói thì đi theo ta có chỗ tốt nếu không hàng mà nói vậy thì đi chết đi sở phong thật không muốn nhiều lời kim điêu vương là chủ lực vây công hắn trong một đêm đó nếu như không phải xem nó có năng lực phi hành đột xuất, đã sớm một quyền đánh đổ. Lão Kim, kiềm chế một chút, chớ bị hỏa khí thiêu hủy mạng của mình, ta muốn làm thú cưỡi cho sở ma vương hắn đều không cần. Lư vương khuyên nhủ, ngươi, cái đồ hèn nhát này, có mấy cái không biết. Ta thật không ngờ tới, ngươi, tên ra hỏa gan nhỏ như chuột này, thế mà biết được chỗ ở bí mật của ta, ngươi, tên khốn kiếp này. Kim Điêu Vương càng nói càng tức, hỏa khí dâng lên. Ngươi là muốn lựa chọn tử vong sao, sở phong một cái nắm đấm nện xuống kim điêu vương lần nữa bay tứ tung trong miệng phun máu nó không có cơ hội dương cánh trùng thiên hoàn toàn bị áp chế ở nơi này đại điêu cho ngươi cơ hội sống sót nếu như ngươi không muốn tranh thủ thì đừng trách chúng ta hạ sát thủ đại hắc ngư lạnh giọng nói keng một tiếng rút ra từ đồng trường đao liền muốn phách chảm để cho ta tới đi một bàn tay đập nát đông bắc hổ nói bây giờ cũng chỉ có hoàng ngư an tĩnh từ đầu đến cuối không có xuất thủ đã cho kim điêu vương mấy cơ hội các vị đạo hữu thủ hạ lưu tình. Phương xa chuyển đến ba động, là truyền từ hướng cây giả ở chỗ thác nước, vậy mà nó có thể thông qua hơn 10 dặm băng tuyết truyền âm. Tiểu điêu, đầu hàng đi, ta là nhìn xem ngươi tại lớn lên ở núi Lư, thật không đành lòng nhìn ngươi chết đi như vậy. Cây giả truyền âm, thụ ra, hắn muốn nhận ta làm thú cưỡi, ta không phục. Kim điêu vương có chút cương liệt, dù sao cũng tốt hơn là đi chết, huống hồ ngươi vây công hắn trước đây, cũng không tính là chuyện vinh quang gì, nói cái gì phục cùng không phục cũng không có ý nghĩa. Cây giả khuyên giải. Hiển nhiên, lời nói của gốc cây già này có ảnh hưởng rất lớn đối với Kim Điêu Vương. Cuối cùng nó giận dữ cúi đầu, bởi vì nó thật sự không muốn chết. Sở phong cũng không muốn khiến cho nó quá lúng túng. Hắn nói, ta cũng không làm khó ngươi, sẽ không coi ngươi như là nô tài, trừ phi lúc chở ta đi xa. Thời gian khác ngươi rất tự do. Về phần phải chăng Kim Điêu Vương muốn chạy trốn, sở phong không đi cân nhắc, con cầm vương này nếu như đúng là giả ý đáp ứng, sau đó bỏ chạy, vậy chính là mang ý nghĩa lần sau lúc gặp lại, nhất định phải bị oanh sát. Cuối cùng, Kim Điêu Vương chở đám người sở phong phóng lên tận trời, rời đi khu vực núi Lư. Vốn dĩ sở phong còn muốn đi bái phòng gốc cây giả kia, nhưng cây giả từ chối nhã nhặn. Nó nói là, trước mắt nó đang độ kiếp, băng tuyết có thương tổn đối với nó, có thể sau đó còn có tai nạn khác, không muốn phân tâm. Mục tiêu, Hàng Châu Đám người Sở Phong đạp vào con đường đòi nợ đến nhà một vài đại tài phiệt. Ở giữa đêm, bọn hắn đã đến Hàng Châu, khu Tây Hồ ở khu vực này cũng đang có tuyết rơi, đóng băng cả mặt hồ. Sau khi thiên địa dị biến, Tây Hồ khác biệt rất lớn, phương viên chừng trăm dặm, phi thường to lớn, ngăn cách ra với nội thành. Thông cổ liên minh, đại tài phiệt này liền ở trong Hàng Châu. Buổi chiều, đám người Sở Phong ở lại Hàng Châu, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến cử thông cổ liên minh. Vương giả của nhân tộc bị tù binh ở núi Vân Lạc đã chiêu hàng Hắn ta chính là người của Thông Cổ Liên Minh, bị nhân sĩ chuyên nghiệp do Ngọc Hư Cung phái ra cậy mở miệng, cho nên sở phong trạm thứ nhất chính là chỗ này. Muốn bắt tài phiệt này để khai đao. Trên thực tế, ở địa phận tỉnh Giang Tây gió nổi mây phun, các loại sự tình còn không có lắng lại, tỷ như khổng tước vương, đám người của hải tộc vẫn còn, càng có một đám đại yêu của núi côn lôn cũng đến không ít. Hơn nữa, chủ nhân của Ngọc Hư Cung, núi võ đang lão tông sư Kim Ô Vương cử mệnh Miêu Vương các loại cũng đều hiện thân một lần nữa vốn dĩ sở phong cũng muốn đi gặp mặt đám người đó một lần nhưng bây giờ phải nhịn xuống sau khi biết tài phiệt trong nhân loại có người mưu hại hắn trước tiên liền đánh tới đi đòi nợ các đại tài phiệt trước đã sau đó lại đi ăn tiệc hải sản nướng khổng tước hầm kim ô cảm tạ đám người núi võ đang lão gia tử sở phong nói ra bị cùng là nhân loại tài phiệt tính toán mưu hại khiến cho hắn lửa giận mãnh liệt bởi vì đám người này còn âm tàn hơn so với dị loại còn đáng sợ hơn phải lập tức giải quyết hết sáng sớm Tây Hồ băng thiên tuyết địa, phương viên trăm dặm đều là một mảnh ngân bạch, mà nội thành bên này thì thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây, ấm áp. Trước một tòa nhà chọc trời, Sở Phong chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đến nhà, đây chính là tổng bộ của Thông Cổ Liên Minh. Cả tòa nhà chọc trời này đều là sản nghiệp của Thông Cổ Liên Minh, Sở Phong bước lên phía trước đi đến. Tiên sinh xin dừng bước. Một vị bảo an mặc đồng phục cao khoảng 2 mét, ánh mắt lạnh lẽo, ngăn lại đường đi của Sở Phong. Nhìn ra được hẳn là một vị dị nhân, hơn nữa còn không yếu, hắn mặt không thay đổi nói cho Sở Phong, đây là lãnh địa tư nhân, không mở ra cho người ngoài. "Be be, chúng ta không đi sai chỗ, chính là đến thu sổ sách với thông cổ liên minh." Lư Vương mở miệng, há miệng liền giống như mắng chửi người. Nó hóa thành hình người, chừng 50 60 tuổi, một đầu tóc xám, một đôi lỗ tai thật dài, miệng đầy răng cửa lớn, cười lên đặc biệt hèn mọn. Bảo An thân cao 2 mét chừng mắt nói chuyện kiểu gì đó, nào có há mồm liền kêu người ta là con trai, cố nén lửa giận, lần nữa cường điệu. Nếu như không có hẹn trước, nơi này không cho phép ngoại nhân tới gần. Xem ra người cũng không có ai, ai cũng biết, cũng không nhận ra ngươi. Hoàng Ngư cười hì hì nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong không nói gì, trực tiếp đi về phía trước. Hôm nay là là đòi nợ mà đến, hắn sẽ không so đo với nhân viên bảo an trước mắt, muốn thảo phạt cũng là nhằm vào nhân viên cấp cao của Thông Cổ Liên Minh. Dừng bước, bảo an giống to lập tức kinh động một đám tráng hán cao lớn mặc đồng phục màu đen cùng nhau xông ra cao ốc vây quanh đám người sở phong sở phong không để ý tới vẫn như cũ đi về phía trước đông bắc hồ còn có đại hắc ngư theo sát ở phía sau trực tiếp xông vào trong trong suy nghĩ của bọn nó những dị nhân này cũng không khác gì người dơm có lẽ rất cường đại đối với người bình thường nhưng vẫn kém xa so với sinh vật vương cấp muốn chết sao tên thủ lĩnh bảo an hét lớn luân động một cây gậy đen nhánh trong tay đập tới răng rắc cường đại hồ quang điện phi thường kinh người công suất lớn hơn rất nhiều lần so với rùi cui điện thông thường nếu như người bình thường bị đánh chúng chắc chắn sẽ khó mà sống sót được ngược lại là rất bá đạo sở phong khẽ nói nâng lên tay trái nhẹ nhàng một chỉ xoẹt một tiếng đồng dạng cũng là hồ quang điện đem cây gậy màu đen đánh gãy đồng thời để trắng hán thân cao 2 mét này bay tứ tung ra ngoài đám người này đều là bí mật bồi dưỡng ra được từng trường kỳ tiến huấn luyện khép kín đối địch thô bạo đừng nói không biết sở phong cho dù là nhận biết cũng dám ra tay. Một đám người giống to, luân động rùi cui điện màu đen đồng thời xuất thủ, đáng tiếc căn bản không đáng chú ý, sở phong thân thể phát sáng, trong phút chốc liền đem bọn họ đánh bay. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp cất bước, đi vào trong đại lâu. Dám đến nơi này làm càn, đều nằm dạp trên mặt đất cho ta. Trong đại lâu còn có một đám người áo đen, trong tay cầm vũ khí nóng, đều là súng ống đường kính lớn. Ta dựa vào, các ngươi thật đúng là tổ chức dưới mặt đất vương quốc màu đen ở trong nội thành liền dám sử dụng những vật này coi trời bằng vung sao đằng sau đại hắc ngưu kêu lên nó ném điếu xì gà lớn như cũ cà rốt trong tay xuống gương mặt đen lớn trầm xuống tháo bỏ nút thắt trên áo sơ mi trắng lại nâng đỡ kính dâm lớn miệng mũi bắt đầu bốc khói trắng chuẩn bị động thủ đừng nói dáng vẻ bên ngoài của nó rất có lực uy hiếp kết quả hơn phân nửa họng súng của những người kia đều nhắm ngay nó phanh phanh hơn nữa, những người này phi thường thô bạo, có người trực tiếp liền nổ súng, hạ tử thủ đối với sở phong cùng đại hắc ngưu. Vô luận là sở phong hay là đại hắc ngưu đều giật mình, đám người này dám động thủ ở nội thành như vậy. Thật sự là không kiêng để gì cả, coi trời bằng vung. Mặc dù biết những đại tài phiệt này một tay che trời, có quyền thế đáng sợ ở lãnh địa cá nhân của mình, nhưng bá đạo như vậy vẫn vượt qua dự liệu của bọn họ. Vương bát đản, đại hắc ngưu nổi giận, hóa thành một đạo hắc phong, Cả người xoay tròn mà lên, hướng về phía trước đá vào. Đạn đánh ở trên người của nó cũng vô dụng, đinh đương rung động, giống như là kim cương bất hoại, khi bàn chân của nó đá ra đi, người kia giống như túi vải rách bay lên. Những người khác vừa muốn động, thời khắc biểu hiện của Lưu Vương đã đến, hóa ra bản thể trong miệng hô hào, be be e, tốc độ của nó quá nhanh, như một làn khói xông qua, cho mỗi người cho một móng lừa, một đám người áo đen bay ra ngoài, tất cả đều xương cốt đứt gãy, lăn lộn đầy đất ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đột nhiên đại hắc ngư kinh dị lông tóc dựng đứng nó nhanh chóng đằng không mà lên đánh tới một chỗ nào đó xoẹt cùng một thời gian sở phong tế ra phi kiếm xoắn nát một cái phòng nơi đó lại có vũ khí kích quang đây thực sự kinh người trong nội thành ở tầng dưới cùng của một tòa nhà mà lại có bố trí loại đại sát khí này khiến cho người ta kinh ngạc be be các ngươi muốn chết Lưu Vương cũng nổi giận, bốn vó giãn ra, tương đương tấn mãnh, hoành không mà đi, cùng đại hắc ngưu cùng nhau phá hư toàn bộ trang bị dưới tàng chót. Thật đúng là một cái vương quốc màu đen độc lập. Sở Phong hử lạnh. Đúng lúc này, một tiếng cộc cộc của giày cao gót va chạm với với mặt đất vang lên, một mỹ nhân người mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết đi tới, tóc dài cuộn lại, gương mặt đẹp đẽ, con mắt hẹp dài giống như biết nói chuyện. Sở Phong, Sở Tiên Sinh, thật sự là quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi lại đi tới thông cổ liên minh chúng ta thật có lỗi những người này không hiểu quy củ đắc tội ngươi xin hãy tha thứ mỹ nhân ăn mặc đồng phục này tương đối khách khí lại là nhận lỗi lại là xin lỗi nói những người áo đen này vẫn luôn được huấn luyện khép kín vừa điều tới không biết sở phong dẫn đến hiểu lầm đồng thời cô ta còn nói cô ta đã thông báo cho những nhân viên cấp cao của thông cổ liên minh bọn họ sẽ lập tức chạy đến cô gái này tên là lý lệ quỳnh từ thái độ đối với cô ta của những người áo đen đó và những người khác của tòa cao ốc nghe động tĩnh, mà đến cũng có thể cảm giác được, địa vị của cô ta cũng không không thấp. Đưa tay không đánh gương mặt tươi cười, sở phong cũng không muốn liên lụy tới người vô tội, muốn tìm là tìm người phía sau màn muốn mưu hại hắn. Bọn họ đi vào thang máy, đi thẳng tới một gian phòng khách cực lớn ở tầng thứ 45, yên lặng chờ đợi đám nhân viên cấp cao của thông cổ liên minh đang từ nơi khác chạy đến. Cũng có nhân viên trọng yếu đang ở chỗ này, một người trẻ tuổi xuất hiện, mặt hướng nhu hòa, mi thanh mục tú, hắn ta chấn định mà điệu thấp, lễ phép chào hỏi, liên tục nói xin lỗi, nói những nhân viên an ninh kia quá lỗ mãn. Lý Lệ Quỳnh giới thiệu, đây là công tử của nhà họ Trương, tên là Trương Thành, nhà họ Trương là một trong những thành viên trọng yếu của thông cổ liên minh. Công tử gì đó, đây không phải là đang đánh mặt của ta sao, sở huynh gọi ta Trương Thành là được, nếu như nguyện ý gọi ta một tiếng huynh đệ, vậy ta sẽ thụ sủng nhược kinh. Trương Thành rất khiêm tốn, sở phong nhìn hắn ta đơn giản mà trực tiếp mặc kệ đối phương điệu thấp và có lễ tiết đến cỡ nào hắn chỉ có một câu là đòi nợ mà đến trương thành kinh ngạc sau đó giống như là tỉnh ngộ nói chẳng lẽ nói chuyện chú lưu mất tích có quan hệ với chuyện đồn đãi bầy vương săn giết sở huynh hắn ta nói tới chú lưu là muốn nói tới vương giả nhân loại bị bắt sở phong bắt giữ ở núi vân lạc lưu tử hằng sở phong lộ ra cười nhạt hơi có chút lạnh lẽo nói thông cổ liên minh muốn cho ta một cái công đạo như thế nào trong lúc vô hình hắn tản mắt ra một cỗ sát ý bê vương hai lần vây quét hắn trong địa phận tỉnh giang tây cường giả vương cấp của nhân loại càng âm tàn và độc ác hơn so với dị loại khi ở núi vân lạc khổng tước vương bắt đầu sinh thoái ý muốn dương cánh rời đi lưu tử hằng và một vương giả khác của nhân loại lại kiệt lực khuyên can lôi kéo bầy vương nhất định phải giết chết sở phong có thể nói người của tài phiệt còn tàn nhẫn hơn so với dị loại một lòng muốn đánh chết sở phong trương thành giống như là rất giật mình cũng rất không minh bạch nói, sao chú Lưu lại có thể làm ra loại chuyện này, chúng ta cũng không hề hay biết gì cả. Sở Phong không nói gì, đám người Đại Hắc Ngưu, Đông Bắc Hổ cũng đều sắc mặt lãnh đạm. Nếu như tình huống là thật, chú Lưu thật sự làm ra loại chuyện khiến người ta đau lòng như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, chắc chắn sẽ nghiêm trị, cũng cho Sở huynh một cái giá thỏa mãn. Nghiêm trị? Hắn ta còn có thể sống sót trở về sao? Đại Hắc Ngưu mặt âm trầm nói ra, là chúng ta không đúng, lại xuất hiện loại chuyện như thế này. Vô luận như thế nào, thông cổ liên minh đều sẽ cho Sở huynh một cái thuyết pháp. Trương Thành thở dài, một mặt vẻ tiếc nuối. Lý Lệ Quỳnh khẽ nói, nói một bộ phận nhân viên cấp cao của thông cổ liên minh đã đuổi tới. Sở Phong đứng ở trước cửa sổ của phòng khách, nhìn về phương xa. Nơi này là tầng 45, đối diện là tây hồ, nơi đó gió tuyết đầy trời, mà bên này lại như đang vào giữa hè, cách xa nhau chỉ có 7-8 dặm, quả nhiên là kỳ cảnh. Bốn tên lão nhân đẩy cửa tiến đến một người trong đó là chú ruột của Trương Thành, tên là Trương Viễn Hàng. Mấy cái lão đầu tử nói trên đường đi, khi nghe được chuyện này đã cực kỳ chấn kinh, bọn họ căn bản không biết Lưu Tử Hằng tự tiện hành động, lại làm ra loại chuyện như thế này. Trương Viễn Hàng ăn mặc một bộ đường trang, khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, rất tinh thần, nhưng bây giờ tư thái rất thấp, không ngừng chịu nhận lỗi, nói nguyện ý bồi thường sở phong. Bất kể nói thế nào, Lưu Tử Hằng là cao thủ vương cấp mà chúng ta mời tới, Hắn ta ở sau lưng chúng ta lén lút làm ra chuyện này, thông cổ liên minh nguyện ý gánh chịu một phần trách nhiệm. Ba tên lão giả khác cũng đều mở miệng biểu thị áy náy. Sở Phong thờ ơ lạnh nhạt, giống như là không đếm xỉa đến, một câu đều không có nói, bởi vì việc này đã sớm thẩm vấn rõ ràng, Lưu Tử Hằng đã khai thật, chính là có người trong thông cổ liên minh mời hắn ta xuất thủ, hơn nữa còn chính là nhà họ Trương. Những người này còn đang trốn tránh, dáng vẻ nói rất vô tội. Đông Bắc hổ cười lạnh nói: vậy thì đưa cho chúng ta mấy món pháp binh trước đi, sau đó các loại phương pháp hô hấp cũng tranh thủ đưa tới. Cái này, thật không có, mặc dù thông cổ liên minh chúng ta cũng có chút chân tàng, nhưng lại không có loại vật này. Trương Viễn Hàng thở dài, sở phong khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh đạm, ngày đó có vương giả nhân loại lấy ra tử kim lôi điện trùy loại pháp binh này đi giết hắn, đủ để chứng minh tài phiệt nội tình thâm hậu, làm sao có thể không có. Đại Hắc Ngưu sắc mặt âm trầm, cảm thấy mặc dù thông cổ liên minh đang nói xin lỗi, nhưng thiếu khuyết thành ý, mà lại giống như là có chút tự cao. Các ngươi muốn làm sao giải quyết chuyện này? Hoàng Ngưu rất trực tiếp mở miệng. Từ nay về sau, các vị đều chính là quý khách của thông cổ liên minh chúng ta, phàm là có chỗ nào cần đến chúng ta chắc chắn dùng hết khả năng tương trợ. Một vị lão giả nói ra, đồng thời cũng tại chỗ viết chi phiếu. Sở phong nhìn lướt qua, một chuỗi số không ở phía sau, dòng dã một tỷ, đối với người bình thường mà nói đây là khoản tiền lớn kinh người, vài đời cũng xài không hết nhưng là sở phong không hề bận tâm, bởi vì giết bất kỳ một con sinh vật vương cấp nào cũng sẽ càng đắt đỏ hơn. Đại hắc ngưu mặt trực tiếp trầm xuống nói, các ngươi đang miệt thị huynh đệ của ta sao? Tính mệnh của một vị cao thủ tuyệt thế chỉ trị giá một tỷ. Muốn dùng chút tiền dơ bẩn này đuổi chúng ta đi. Sở huynh đệ nếu như ngươi cảm thấy ít, chúng ta lại thêm vào một số lớn, nhất định sẽ cố gắng để cho các vị hài lòng. Lão già kia lại viết chi phiếu, đồng thời lần nữa giải thích nói, lưu tử hằng tự tiện hành động, thật không có quan hệ gì với chúng ta, hắn ta vì tự vệ có lẽ sẽ nói bậy bạ gì đó, kéo chúng ta xuống nước, chúng ta là bị oan. Trương Viễn Hằng cũng nhiều lần biểu thị, thông cổ liên minh sẽ nghiêm tra tới cùng, phàm là người cung cấp tiện lợi cho Lưu Tử Hằng đều sẽ bị bọn họ bắt lại. Trương Thành mở miệng nói, "Sở huynh, xin ngươi bất giận, việc này chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ làm cho ngươi hả giận và hài lòng, không nên tức giận." Hắn ta vẻ mặt chân thành tha thiết, tư thái càng thêm thấp, "Cuối cùng xin lỗi Sở Phong." ngay cả mấy lão đầu tử cũng liên tục vái chào xin hắn tha thứ đúng lúc này điện thoại của sở phong vang lên là lão đầu tử lục thông đã gọi tới sở phong ai ta không biết làm sao mở miệng lục thông giống như là thật khó khăn nói đi không cần phải khách khí với ta sở phong rời xa phòng khách đi tới một bên trò chuyện với ông ấy người của thông cổ liên minh tìm tới chỗ này của ta nhờ ta khuyên ngươi không cần đối phó bọn họ lục thông nói thông cổ liên minh thần thông quảng đại trước tiên liền liên hệ với lục thông nhất là vừa rồi đủ kiểu thuyết phục gặp mặt ông ấy mời ông ấy cản trở sở phong cần phải hỗ trợ bàn tay của bọn họ cũng đủ dài can thiệp đến trong ngọc hư cung còn muốn nhờ ngươi trói buộc ta lão đầu tử ngươi sẽ để ý thái độ của bọn họ sở phong ánh mắt u lãnh thông cổ liên minh mánh khoái thông thiên thật sự cho rằng có thể khơi thông quan hệ vọng tưởng để hắn thay đổi chú ý sao vốn dĩ là ta cự tuyệt nhưng là sau đó cung chủ tự mình trò chuyện với ta kêu ta giúp bọn họ một lần Lục Thông nói, ông ấy cũng hết cách. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung, Sở Phong giật này cả mình, vị cường giả tuyệt thế này có quan hệ gì với Thông Cổ Liên Minh? Lục Thông thở dài, nghe nói cung chủ từng nhận ân tình của bọn họ. Lúc trước Thông Cổ Liên Minh từng tặng cho ông ấy một bản quyền phổ, bên trong có cất giấu một bản phương pháp hô hấp kinh người. Sở Phong cuốc máy điện thoại, đi trở về, sắc mặt lạnh nhạt. Những người này thật đúng là bản lãnh lớn, không chỉ có tìm tới chỗ của Lục Thông, còn mời được cả chủ nhân của Ngọc Hư Cung. Thấy hắn trở về như vậy sâu trong đáy mắt Trương Viễn Hàng có tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Sở Phong ngồi xuống, vẫn không nói lời nào như cũ, mặc dù không có nổi lên, nhưng cũng không có ý tứ rút đi. Sau đó, người của thông cổ liên minh tư thái thấp hơn, để cho người ta tìm không ra một chút mau bệnh. Bỗng nhiên, điện thoại của Trương Thành vang lên, hắn ta nhìn thoáng qua, sau đó giống như là thật bất ngờ cũng rất kinh hỉ, nhấn nghe điện thoại, sau đó cung kính nói, chú, chú cứ yên tâm, chúng ta sẽ viên mãn giải quyết, ân, đúng là sở huynh đang ở chỗ này được, ta đưa điện thoại cho hắn. Lúc này, đám người đại hắc ngưu, đông bắc hổ, lưu vương khẽ giật mình, bên kia điện thoại là ai? Bọn chúng nghe được tiếng nói, nhìn như người kia rất tự tin. Trương Thành đi tới, nhẹ giọng nói với sở phong, thật là bất ngờ, chú Nguyên biết chuyện này, lại tự mình gọi điện thoại cho ta. Sau đó, hắn nói cho sở phong, chú Nguyên chính là chủ nhân của Ngọc Hư Cung, là ông ta tự mình gọi tới, cái này khiến cho đám người đại hắc ngưu, đông bắc hổ giật mình trong lòng. Sở Phong đón lấy điện thoại, bên kia lập tức truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên, giọng rất bình thản, nói: "Tiểu sở, nể mặt ta một lần có được không? Ta thiếu người một ân tình." Quả nhiên là chủ nhân của Ngọc Hư Cung, tự mình nói chuyện với Sở Phong, muốn cầu xin cho Thông Cổ Liên Minh, để Sở Phong tha bọn cho họ một lần. Sở Phong con ngươi co lại, nhìn về phía những người trong phòng tiếp khách, muốn lấy chủ nhân của Ngọc Hư Cung tới dọa hắn. Người trong phòng tiếp khách đều đang nhìn Sở Phong người của thông cổ liên minh trong lòng nắm chắc, biết chuyện gì xảy ra, hơi có chút khẩn trương. Sở phong hơi trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, được. Hắn đồng ý bây giờ sẽ rút đi, không động người của thông cổ liên minh. Hắn là có một người có ân báo ân, vừa rồi trần chờ, không có mở miệng, trong chốc lát hắn nghĩ tới rất nhiều, cha mẹ đang ở ngọc hư cung, nhận ân huệ của bọn họ, đạt được bảo hộ. Ngoài ra lúc hắn gặp được nguy cơ, chủ nhân của Ngọc Hư Cung từng đứng ra lên tiếng, Cùng núi Võ đang lão tông sư đứng lên ủng hộ hắn. Bây giờ đối phương muốn hắn nể mặt một lần, Sở Phong nghĩ đi nghĩ lại, không tiện cự tuyệt, dù là hắn rất muốn tiêu diệt người của nhà họ Trương trong thông cổ liên minh, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bất quá không có lần thứ hai, chẳng lẽ chủ nhân của Ngọc Hư cung lần sau sẽ còn ngăn cản sao? Sở Phong ngày thường cũng đang giúp Ngọc Hư cung xuất thủ, Bình Sơn diệt trại, giết một chút dị loại mạnh mẽ, bây giờ càng là trấn nhiếp bầy vương, không chỉ có là đang lập công, cũng đang trả nhân tình. Đi thôi hắn rất quả quyết sau khi cúp điện thoại trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài trương viễn hằng lập tức trầm tĩnh lại trên mặt có ý cười sở huynh chúng ta thật không ngờ là mọi chuyện sẽ như vậy nhất định sẽ bồi thường ngươi trương thành nói ra thần sắc thành khẩn trong đáy mắt mấy cái lão đầu tử cũng có tinh quang hiện lên kết quả này không còn gì tốt hơn nếu không thật làm cho tên ma vương này phát uy thông cổ liên minh chắc chắn sẽ đại loạn sở phong không có bất kỳ đáp lại nào trực tiếp rời đi cứ thế mà đi đại hắc ngư khó chịu trong lòng cực kỳ không thoải mái thông cổ liên minh lòng dạ khó lường phái người liên thủ với dị loại săn giết sở phong có thể nói là độc ác có thể nào buông tha bọn họ như vậy đông bắc hổ cũng cảm thấy ấm ức nó còn chưa bao giờ gặp gỡ qua loại chuyện như này mặc dù luôn luôn không tiết tháo nhưng cũng sẽ không để cho mình chịu uất ức chỉ là sở phong không nói lời nào trực tiếp rời đi như thế bọn nó cũng không tiện khuyên can be be lư vương là người cuối cùng rời đi kêu to một trận mới đi, lưu lại một đoàn người sắc mặt đen nhánh, nhưng lại không dám nhiều lời. Khi đi thang máy xuống dưới tầng chót của tòa nhà lớn này, đại hắc ngưu thực sự nhịn không được nói, bọn họ muốn lấy tính mệnh của ngươi, kết quả chủ nhân của Ngọc Hư cung chỉ nói một câu thì coi như xong việc. Mẹ nhà nó, ta rất muốn xông đi lên làm thịt bọn họ. Đám người này nhìn xem hiền lành, không ngừng chịu nhận lỗi, nhưng đều là giả vờ, bọn họ mời chủ nhân của Ngọc Hư cung tới dọa ngươi, cũng có thể nhìn ra không phải kẻ tốt lành gì ủng hộ kênh Qua Linh Haleyi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại Hắc Ngưu nổi giận, mười phần không cam lòng, thậm chí muốn cho Sở Phong rời khỏi Ngọc hư cung. Đông Bắc Hổ cũng gật đầu nói, nói rất có đạo lý, rời khỏi Ngọc hư cung, mấy người chúng ta liên thủ trực tiếp đánh xuống một tòa danh sơn, chiếm núi làm thần vương, tiểu giao tự tại, tên vương bát đản nào dám đến quản. Mặt mũi nhân tình của ai cũng không bán. Liền ngay cả Hoàng Ngưu cũng tán thành nói. Có đạo lý, chính mình chiếm cứ một tòa danh sơn càng thêm tự tại, vấn đề nhân thủ cũng không cần phải lo lắng, có thể gọi tới một đám huynh đệ từ núi Côn Lôn. Lão Lư cũng duy trì, làm gì ở lại Ngọc Hư Cung bị khinh bỉ, dựa vào cái gì chỉ một câu nói của chủ nhân của Ngọc Hư Cung thì khiến cho vô thượng Sở Ma Vương từ bỏ báo thù, bỏ mặc Cửu nhân muốn giết mình sống thật khỏe. Lư Vương cũng mở miệng, chỉ có Kim Điêu Vương hóa thành nhân hình vẫn luôn giữ yên lặng, mặc dù hắn ta bị hàng phục, nhưng còn có khúc mắc, không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, Lý Lệ Quỳnh, cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết kia đuổi theo xuống lâu, con mắt hẹp dài mà mỹ lệ, thanh âm nhu hòa nói, sở tiên sinh xin dừng bước. Cô ta đưa tới một tờ chi phiếu, chính là tấm chi phiếu trước đó, dòng dã một tỷ bạc. Sở phong đột nhiên quay đầu, hừ lạnh một tiếng, tấm chi phiếu được đưa tới đó tại chỗ hóa thành bột mị. Hắn nhìn chăm chú cô gái này nói, các ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Có ý tứ gì? Đuổi ăn mày sao? Nhục nhã huynh đệ của ta, đại hắc ngư bão nổi. Huynh đệ của ta giết những thú vương đó, con nào mà không có giá trị hơn so với tấm chi phiếu đó. Đông Bắc Hổ cũng gào thét. Chúng ta đi. Sở phong bước nhanh mà rời đi. Trong phòng khách của tòa cao ốc 45 tầng này, mấy cái lão đầu tử nhìn nhau cười một tiếng, không che giấu nữa, đều trầm tĩnh lại. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung, tâm biển chữ vàng này quả nhiên chịu nặng, ngay cả sở ma vương đó cũng không nói một câu nào thì rút lui. Trương Viễn Hàng trên mặt mang ý cười, Ba tên lão giả khác cũng cười ha hả. Lúc này, Trương Thành thẳng tắp lưng, ngóc đầu lên, không biết điều cùng ôn hòa nữa, Phong mang tất lộ, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, khí chất hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, khóe miệng của hắn ta lộ ra một sợi cười nhạt nói, cuối cùng cũng đuổi hắn đi được. Bọn người Sở Phong trực tiếp rời đi Hàng Châu, không có ở lâu trong này, bất quá cũng không có đi xa, dừng lại ở 500 dặm bên ngoài, để Kim Điêu Vương đáp xuống đất. Thật bỏ qua như vậy sao? Đại Hắc Ngưu không cam lòng cứ chờ một chút đi chủ nhân của ngọc hư cung mở miệng ta bán ông ta một cái nhân tình nhưng không có lần sau sở phong nói ra sau đó không lâu lục thông liên hệ với hắn lão đầu tử rất áy náy bây giờ đang đau cả đầu lục thông nói cho sở phong lát nữa cũng giết lưu tử hằng đó sẽ không giao cho thông cổ liên minh ồ bọn hắn còn muốn đòi lại nhân loại vương giả này muốn cho hắn ta bình yên trở về sở phong đằng đằng sát khí thông cổ liên minh khẩu vị thật là quá lớn lưu tử hằng tự mình đi giang tây cùng người khác vây giết sở phong bị bắt đến người của nhà họ trương trong thông cổ liên minh người còn không cam tâm muốn đòi trở về được một tắc lại muốn tiến một thước sở phong không có tìm bọn họ để gây sự đám người này còn muốn đòi hung thủ đông bắc hồ càng thêm cảm thấy nén giận trực tiếp làm thịt dựa vào cái gì muốn thả người lập tức cắt cổ của hắn ta lưu vương là cái đồ hèn nhát nhưng lúc này cũng kêu lên sở phong nghĩ nghĩ nói cho lục thông ngươi liền người tốt làm đến cùng đi đưa hắn ta về thông cổ liên minh trả lại cho bọn họ ấy tiểu tử ngươi nói nhảm cái gì đó chờ đó một hồi ta sẽ giúp ngươi làm thịt hắn ta lục thông nói ra sở phong ngăn cản nói không nên giết hắn ta đưa trở về đi ta là nghiêm túc không phải nói nhảm lục thông không hiểu có chút mắt trợn tròn loại cừu nhân này còn muốn thả đi ta đây không phải đang trả lại nhân tình cho ngọc hư cung sao chi bằng trả triệt để một chút lần sau chủ nhân của ngọc hư cung cũng sẽ không tới tìm ta sở phong nói ra ai lục thông một tiếng thở dài hắn biết lần này xác thực khiến cho trong lòng sở phong không thoải mái nhưng là hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại tiểu tử này cho dù hờn rỗi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại cừu nhân này còn sống chắc chắn đang có âm mưu gì đó tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm cái gì ông ta nhịn không được hỏi sở phong nói lão đầu tử hai ngày này ngươi chú ý một chút nhìn xem có người nào giống thông cổ liên minh tới tìm ngươi nhờ ngươi giúp đỡ ngươi phải tìm hiểu nguồn gốc tìm ra tài phiệt còn lại lục thông nhắm mắt lại sở phong gật đầu nói nhìn thấy thông cổ liên minh thành công lợi dụng nhân tình hóa giải ván này nói không chừng có người cũng sẽ bắt trước tiếp đó hắn lại bổ sung nói cho lục thông có thể tuyên bố với bên ngoài liền nói là bản thân lục thông giúp thông cổ liên minh giải quyết hết nguy cơ lần này ngươi muốn khiến cho người ta cảm thấy ta thần thông quảng đại tìm ta làm việc đúng làm nhà tác dụng của chủ nhân của ngọc hư cung cường điệu là ngươi làm nên giao lưu một hồi sở phong kết thúc trò chuyện tiểu tử ngươi hôm nay không động thông cổ liên minh ngoại trừ bán cho chủ nhân của ngọc hư cung một bộ mặt cũng là đang tung lưới chứ đại hắc ngưu chừng hắn ừm thử một lần xem sao sở phong không có phủ nhận sau đó hắn lại nói ra liên quan tới những tài phiệt này ta dự định dần dần đến nhà nhưng nếu là không có một chút chứng cứ nào cũng không tốt lắm nhìn xem lần này chúng ta có thể bắt được cá lớn hay không sau đó hai ngày tin tức truyền ra sở phong từng đến nhà thông cổ liên minh nhưng là cuối cùng nhưng lại rút đi không dám động tài phiệt này việc này khiến cho mọi người xôn xao có tài phiệt từng mưu hại đối sở ma vương cùng dị loại vây quét hắn hưng sư vấn tội kết quả lại không công mà lui bức lui sở ma vương thông cổ liên minh quả nhiên là khó lường có người thở dài các ngươi biết cái gì nghe nói là lục thông của ngọc hư cung ra mặt cản trở sở phong bán cho ông ta một cái nhân tình lúc này mới bỏ qua đi ra vẻ hiểu biết tình huống thật là thông cổ liên minh thần thông quảng đại quen biết với chủ nhân của ngọc hư cung mời ông ấy ra mặt trấn nhiếp sở phong mới rời đi trong lúc nhất thời đủ loại tin tức truyền ra nội tình của thông cổ liên minh làm người ta giật mình lại có quan hệ mật thiết với ngọc hư cung như vậy không hề nghi ngờ ở trong cuộc phong ba này sở phong uy danh bị suy yếu đến nhà đến hỏi tội kết quả bị người mời được ngọc hư cung dẫn đến hắn rút đi người không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng hắn kiêng kỵ lục thông kiện kỵ chủ nhân của ngọc hư cung đây không dám đối kháng trong hai ngày này giữa các đại tài phiệt cũng có giao lưu về phần tài phiệt tử đệ càng là có mạng lưới quan hệ của chính mình hai ngày này thỉnh thoảng trương thành lại bị những bằng hữu kia hỏi thăm cụ thể tình huống như thế nào mới đầu hắn ta rất khiêm tốn không muốn nhiều lời chỉ nói là ân oán giữa thông cổ liên minh và sở phong đã được hóa giải là một trận hiểu lầm mà thôi nhưng cuối cùng hắn ta xây rượu để lộ ra trong ngôn ngữ có chút làm càn nói khoác với những tài phiệt tử đệ khác nói là cái gọi là sở ma vương tính là gì gia chủ nhà họ trương bọn họ trực tiếp trò chuyện với chủ nhân của ngọc hư cung tại chỗ liền áp chế sở phong để hắn xám xịt rút đi một chữ cũng không dám nhắc lại lời nói như vậy trung quy là truyền ra một chút tin đồn, đối với Sở Phong tới nói không thể nghi ngờ không phải lời nói tốt lành gì. Sau khi tin tức truyền ra, ngay cả Khương Lạc Thần đều trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Phong, hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ừm, không có gì, ta bán cho Ngọc hư cung một cái nhân tình mà thôi, không có ra tay với Thông Cổ Liên Minh, nhưng sau đó ta sẽ đại khai sát giới, không có khả năng mỗi cái tài phiệt đều có quan hệ tâm đầu ý hợp với Ngọc hư cung, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, hẳn là như thế đi. Miễn cho đến lúc đó ngộ thương khương lạc thần nghe được sở phong nói như vậy ngơ ngẩn xuất thần suy nghĩ một lát sau đó nói không phải là ngươi cố ý muốn ta truyền lời lại đó chứ cô ta nghĩ tới điều gì không rét mà run nếu như ngươi coi ta là bạn nhìn xem xử lý đi sở phong nói ra trực tiếp cúp máy ngày thứ ba lục thông tìm sở phong lão đầu tử có tin tức đi ai tìm ngươi rồi sở phong hỏi ông ấy lục thông xoắn suýt một trận sau đó thở dài thật là có một con cá lớn nhà nào Địa ngoại văn minh sở, Lục Thông nói, khẽ than thở một tiếng, nói ra từng tình. Địa ngoại văn minh sở cũng không chỉ tìm Lục Thông đơn giản như vậy, còn tìm chủ nhân của Bát Cảnh cung, bọn họ đã từng đưa tặng một tòa tháp nhỏ 5 tầng cho chủ nhân của Bát Cảnh cung. Năm đó không biết tác dụng của nó, bây giờ được chứng thực, đó là một kiện pháp binh cực kỳ cường đại, chủ nhân của Bát Cảnh cung muốn nhận của bọn họ nhân tình rất lớn. Địa ngoại văn minh sở xin mời chủ nhân của Bát Cảnh cung hỗ trợ nói giúp. Bắt trước Thông cổ liên minh tìm chủ nhân của Ngọc Hư cung ra mặt. A, à, Ngọc Hư cung, Bát Cảnh cung, Bích Du cung, ba vị cung chủ này chẳng lẽ đều có quan hệ không thể nói rõ với những đại tài phiệt đó sao?" Sở Phong hỏi. Lục Thông có chút bất đắc dĩ, chủ nhân của Bát Cảnh cung từng nói chuyện với ông ta, hiểu qua tình huống. "Tốt, lão đầu tử ngươi cũng đừng làm khó, thu lưới đi, lần này mò được một con cá lớn như vậy đủ rồi, nếu không ta còn thực sự không biết địa ngoại văn minh sở cũng có xuất thủ, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm." Sở phong đằng đằng sát khí, không chuẩn bị chờ đợi, muốn động thủ. Tỉnh táo, chớ làm loạn. Lục thông lo lắng. Ta sẽ không loạn, nhưng bọn họ sẽ đổ máu. Sở phong cúp điện thoại. Đi, lại đi Hàng Châu. Hắn gọi Đại Hắc Ngưu, Đông Bắc Hổ. Không phải người bán cho chủ nhân của Ngọc Hư Cung một cái nhân tình, không động thông cổ liên minh sao? Đại Hắc Ngưu nói ra. Sở phong lạnh lùng nói, ta nói là ngày đó không động bọn họ, nhưng bây giờ đã qua ba ngày. Hơn nữa, Trương Thành đó còn nói khoác với người khác, ngôn ngữ rất bất kính với ta, nói ta không dám động đến nhà họ Trương bọn họ, chỉ có thể sám xịt rút đi, hắn ta khiêu khích một vị vương giả như vậy, ta có lý do lại đến nhà, giết không tha. Ba ngày gần đây, Lưu Tử Hằng vẫn luôn tu dưỡng, nội tâm hắn ta có cảm khái, tham dự vây giết sở ma vương, bị bắt sau đó còn có thể trở về, xem như trên quỷ môn quan đi một lượt. Không ít người đều đến thăm hắn ta, đều là bằng hữu và người quen, không thiếu vương giả bí mật tới chơi. Sở Ma Vương thì sao, đối mặt thông cổ liên minh không phải là không có cách nào, đem ta thả trở về, hắc. Đây là chuyện mà hắn ta rất đắc ý, lúc nói chuyện với bạn bè cũng rất trưng dương. Sau khi nói ra những lời này, hắn ta liền hối hận, bởi vì sau đó có thể sẽ có người truyền ra ngoài. Ba ngày này, hắn ta đều có chút bất an. Hôm nay, mí mắt hắn ta giật giật, đột nhiên mở to mắt, mang theo sợ hãi, đây là trực giác của vương giả sao? Hắn ta đứng dậy muốn bỏ chạy, rời khỏi Hàng Châu, thoát ly thông cổ liên minh. Nhưng mà, hắn ta lập tức liền ngây dại, trong phòng nhiều hơn một người trẻ tuổi, mặt vô biểu tình nhìn hắn ta. Sở phong, ngươi! Sao ngươi lại tới? Hắn ta sợ hãi kêu lên. Đây là cao ốc của thông cổ liên minh, toàn bộ tầng 28 đều là chỗ nghỉ ngơi và luyện công của hắn ta, thế mà sở phong có thể im ắng tiến đến. Đường đường chính chính mà tới. Sở phong đáp. Đừng có giết ta. Lần nữa đối mặt sở phong, Lưu Tử Hằng bị hù đến sắc mặt trắng bệch, căn bản là không sinh ra một tia ý niệm chống cự, bởi vì hắn ta biết cả hai cách biệt quá xa. Cho ta một cái lý do không giết ngươi. Sở Phong lạnh nhạt, sau đó lại nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết vô thanh vô tức, tất cả mọi người sẽ biết, ngươi là bị ta chém. Phốc. Sau một khắc, một cái đầu người rơi xuống đất. Tiếp theo, Sở Phong lên đường, trực tiếp đi tới chỗ của nhà họ Trương, bọn họ không ở trong tòa nhà lớn này mà là ở trong một khu biệt thự. Sở Phong, Trương Thành kêu to, rất là giật mình. Rất nhanh những người khác bị kinh động, phát hiện khách không mời mà đến. Còn muốn mời người tới nói giúp sao? A, à, sai, là chấn áp ta, người cũng có thể liên hệ với bọn họ, ta xem phải chăng bọn họ còn sẽ ra mặt cho các ngươi. Sở Phong đứng trong đại sảnh nhìn bọn người Trương Thành, không có vội vã động thủ, cho bọn họ thời gian tìm người. Mấy người đại hắc ngưu, đông bắc hổ ở trong khu biệt thự, bao vây khu vực này. Ngươi quá chậm. Sở Phong nói, phù một tiếng, trực tiếp chém dụng đầu lâu của Trương Thành. Sau đó vừa nhìn về phía Trương Viễn Hàng, nói, ngươi có cần đích thân liên hệ với một ít đại nhân vật không, phải cố gắng nhanh lên, ta cũng không có thời gian chờ đợi. Lúc này, Trương Viễn Hàng sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trương Viễn Hàng mặt như màu đất, không ngừng lùi lại nói, Sở Phong huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ nói, không nên vọng động. Trương Thành chết ở trước mắt của hắn ta, quả thực để hắn ta sợ hãi vạn phần, lạnh từ đầu đến chân, thân thể đều đang phát run. Ngày thường hắn ta một câu nói là có thể quyết định sinh tử của người khác nhưng đều là thủ hạ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn ta. Hắn ta chưa từng tự mình thấy máu tanh, bây giờ cháu ruột của hắn ta chết ở trước mắt, để ra đầu hắn ta phát nổ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, thời gian không nhiều, ngươi còn muốn liên hệ đại nhân vật đến chấn áp ta sao? Giọng nói của sở phong rất bình thản, hững hờ nhắc nhở. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Viễn Hàng mặc một bộ đường trang, bình thường rất bình tĩnh cũng rất có khí thế nhưng bây giờ luống cuống tay chân vụng về lấy điện thoại ra vừa rồi cháu trai của hắn ta cũng vì động tác quá chậm nên mới bị tên ma vương đó trực tiếp chém giết hắn ta không muốn chết trương viễn hàng ngón tay đều đang run tìm số liên hệ bên trong danh bạ mặt không có chút máu bờ môi đều đã trắng bệch hắn ta muốn liên hệ với chủ nhân của ngọc hư cung nhờ ông ấy giải vây hắn ta đã nghe qua rất nhiều lời đồn liên quan tới sở phong chém giết sinh vật vương cấp trong dị loại đều như nhổ cỏ hung mãnh vô cùng, vương giả phổ thông căn bản ngăn không được. Ngươi thật đúng là không phục, muốn tìm người áp chế ta. Sở Phong nở một nụ cười lạnh nhạt, nhìn thoáng qua, số liên lạc mà Trương Viễn Hàng tìm kiếm trong danh bạ có tên là Nguyên. Trương Viễn Hàng hối hận, tay của mình duỗi quá dài, thật không nên trêu chọc người này. Hắn ta nghĩ là lần trước chấn trụ Sở Phong, viên mãn giải quyết hậu hoạn, có thể nào ngờ tới mới ba ngày trôi qua mà thôi. Tên ma vương này trực tiếp giết tới trong nhà, khiến hắn ta sợ hãi. Động tác của ngươi vẫn quá chậm, Sở Phong nói ra, phi kiếm trong suốt như hồng mã não xuất hiện. Phốc, Xích Hồng phi kiếm xoay tròn, chém đầu của hắn ta xuống. Ta thật sự không nên dây vào người này. Trương Viễn Hàng vô cùng hối hận, trong lòng tràn đầy sợ hãi, cứ thế mất mạng. Thân là nhân viên cấp cao của Thông Cổ Liên Minh, một lời liền có thể quyết định sinh tử của người khác, có thể nào ngờ tới có một ngày bản thân mình lại yếu đuối như vậy, bị người khinh miệt gạt bỏ nhà họ Trương còn có những người khác, lúc này giận không kềm được, có người gào thét, muốn cùng sở phong ngọc thạch câu phần. Cẩn thận, nhà họ Trương điên rồi, nơi này có các loại đại sát khí. Đại Hắc Ngưu nhắc nhở. Trong khu biệt thự này cũng có vũ khí kích quang, có các loại đạn hỏa tiễn, quả thực là một cái kho binh khí, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá người của nhà họ Trương căn bản không kịp vận dụng, có mấy người đại Hắc Ngưu, Lư Vương, Đông Bắc Hồ ở chỗ này, tấn mãnh như lôi đình, nhổ sạch toàn bộ những cứ điểm đó. Sở Phong, ngươi đuổi tận giết tuyệt chúng ta hay sao? Một tiếng nói già nua truyền ra, nhà họ Trương lại có một vị vương giả. Một lão giả tóc bạc trắng đi ra, khí chàng rất đủ, là một vị cường giả đột phá năm đạo gông xiềng, cũng là chiến lực cao cấp nhất bây giờ của Thông Cổ Liên Minh. Trên thực tế, đây là do bọn họ cố ý giấu giếm người ngoài, hiếm có người biết rõ có một lão gia hỏa như thế, thực lực đã đạt đến cấp độ này. Đây là cha của Trương Viễn Hàng, 21 năm trước đã đạt được cơ duyên, trở thành dị nhân, ta và nhà họ trương các ngươi không oán không cừu, các ngươi lại một lòng muốn lấy tính mạng của ta, sẽ không phải là có quan hệ với ngươi đó chứ. Sở phong hỏi, phương pháp hô hấp mà ngươi nắm giữ ngay cả cao thủ tuyệt thế cũng động tâm, càng không nói đến là những người khác mà ta cũng không phải người cuối cùng nhớ thương loại pháp đó. Lão giả nhà họ trương hai mắt có trùng sáng màu bạc bắn ra, dù là gặp phải nguy cơ, khí chàng cũng rất mạnh, lão ta nói thẳng ra là phái người đi săn giết sở phong là một quyết định sai lầm. Lão giả Tóc Bạc muốn đàm phán với Sở Phong, chỉ cần tha cho bọn họ một lần, về sau Thông Cổ Liên Minh sẽ dùng hết khả năng duy trì Sở Phong. Thiên Hạ Danh Sơn tràn ngập trong tuyết lớn, một trận đại biến trước nay chưa có sắp đến, có nhà họ Trương có chúng và Thông Cổ Liên Minh tương trợ, tất nhiên có thể giúp người đánh xuống một tòa Danh Sơn. Lão giả Tóc Bạc cho rằng tất cả Danh Sơn cũng còn không có chân chính khôi phục, sau này sẽ có tác dụng vô cùng trọng đại, chỉ có đi trước mọi người, trước tiên chiếm cứ một ngọn Danh Sơn thì tương lai mới có đất đặt chân thậm chí lão ta tiên đoán sau khi sinh linh ở vực ngoại giáng lâm chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là tranh đoạt danh sơn chỉ có tay cầm danh sơn mới có thể có đủ vốn liếng mạnh mẽ để đàm phán với sinh linh của thế giới khác thu hoạch càng nhiều chỗ tốt để cho bản thân mình cũng theo đó mà quật khởi lão giả tóc bạc ánh mắt sáng rực ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta ngươi nói những thứ này tự bản thân ta đều có thể có được sở phong nhàn nhạt nói ra sát khí tràn ngập Ta không muốn quyết chiến với ngươi, không muốn đi đến một bước kia, không nên ép ta. Lão giả tóc bạc sắc mặt âm trầm. Đại Hắc Ngư đi đến nói, giao ra phương pháp hô hấp. Bộ lúc trước mà thông cổ liên minh đưa cho chủ nhân của Ngọc Hư Cung, chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Không có. Lão giả tóc bạc lắc đầu. Vậy thì cần ngươi làm gì, đi chết đi. Đại Hắc Ngư nổi giận. Xoẹt. Sở phong tế ra xích hồng phi kiếm, kiếm quang hoành không, xé rách biệt thự. Vậy thì chết chung đi lão giả tóc bạc gầm thét, giống như một con sư tử già màu bạc, lão ta đã sớm biết người trẻ tuổi này cường thế, đã dự cảm đến kết quả này. Trong ngón tay của lão ta, có một tấm giấy cổ xưa mà ố vàng, phía trên có một ít ký hiệu của Phật giáo, mỗi một bút một vẽ đều tách ra ánh sáng chói mắt, giống như là nòng nọc du động trên trang giấy khô héo. Lão ta đang liều mạng thôi động, đem tinh khí thần toàn thân đều rót vào đi vào, muốn ngọc thạch câu phần. Sở phong không hiểu rõ uy năng của tờ giấy này, nhưng lại không có khả năng để mặc cho lão ta thôi động nó phi kiếm như thiểm điện vọt đến phụ cận muốn chém dụng cánh tay của lão ta lão giả tóc bạc lướt ngang qua một bên né qua một kích này lão ta có lòng tin thôi phát tấm phật chỉ này nhưng chính là không biết có thể chôn vùi tính mệnh của sở phong hay không phốc một đạo huyết quang phún ra từ đầu vai của lão ta lão ta kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lùi lại cánh tay kiêm mềm nhũn rủ xuống đi ở hậu phương nơi cửa sổ Hoàng Ngư lộ ra khuôn mặt nhỏ non nớt, nó thôi động một cây tiểu mâu màu bạc dài bằng chiếc đũa, xoắn đứt xương bả vai của lão giả tóc bạc, khiến cho không lão ta thể đem năng lượng rót vào trong giấy vàng. Lúc trước ở Thuận Thiên, viên nghiên cứu tiên tần vì muốn lắng xuống lửa giận của sở phong, nên đã đưa cây tiểu mâu màu bạc này và khối ngọc thạch có cất dấu giao ma quyền bên trong đưa cho hắn. Sở phong sớm đã có phi kiếm, liền đem tiểu mâu màu bạc đưa cho Hoàng Ngư. Xoẹt! kiếm quang lóe lên, sở phong một kiếm chém dụng đầu lâu của lão giả, thân ảnh lóe lên, tóm lấy trang giấy cổ xưa vào trong tay, không còn năng lượng rót vào nó từ từ ảm đạm. Phung phí của trời, lão ta cũng không biết dùng như thế nào. Hoàng ngư vọt vào, tràn ngập vẻ khinh bỉ đối với lão giả tóc bạc. Thật sự là không cam tâm. Lão giả tóc bạc mang theo thần sắc vẫn uất chết đi. Đây là la hán chỉ, cũng là một loại pháp binh, thuộc loại hàng dùng một lần, là đại năng trong cổ đại tiến hóa giả chế tác, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha